Mặc dù cô ta không biết thân phận của người đàn ông mặc áo choàng, nhưng cô A láng máng cảm nhận được một điều, cô ta đã bị cuốn vào trong một vòng xoáy khổng lồ. Mà vòng xoáy này, đã bắt đầu được lên kế hoạch ở hôn lễ của cô ta với Vương Nhất vào 5 năm trước. Người đàn ông mặc áo choàng cười, sao có thể nói cho Diệp Thúy Như biết mục đích. Anh ta chỉ nhếch môi nói, cô không cần biết những thứ này, cô chỉ cần biết một điều, chỉ cần cô nghe lời tôi, làm việc cho tôi, cô và người thân của cô không chỉ được bình an vô sự, cô còn có thể có được thứ cô muốn. Ánh mắt Diệp Thúy Như trở nên u ám, cô ta nghe ra được ẩn ý trong đó, nếu như cô A có tâm tư khác, tính mạng của cô ta và người thân cô ta đều sẽ không được đảm bảo. Đương nhiên, cũng không phải không thể nói cho cô biết hết tất cả bí mật. Người đàn ông chuyển chủ đề, cô Diệp, với năng lực và thủ đoạn của cô, thừa sức đảm nhận chức vụ ngũ tinh chấp hành quan, trong tổ chức của chúng tôi, chỉ cần cô đồng ý làm việc cho tổ chức, tôi không chỉ có thể nói cho cô biết toàn bộ kế hoạch, còn có thể giúp đỡ cô trở thành vua của Diệp Thị Vương tộc. Theo những gì tôi biết, địa vị của cô ở Diệp Thị không được vững chắc, có rất nhiều người muốn giết am co. Lời này vừa được nói ra, Lãnh Nhan ở phía sau khẽ run rẩy, trong mắt hiện lên sự sợ hãi xuất phát từ đáy lòng. Vẻ mặt Diệp Thúy Như cũng có chút u ám, anh ta lại bắt đầu chiêu mộ mình. Xin lỗi, tôi sẽ không cùng một ruột với loại người như các anh, mặc dù tôi cũng là người lòng dạ độc ác, nhưng tôi cũng có giới hạn của mình. Đương nhiên cô ta cũng biết tất cả những gì người đàn ông mặc áo choàng này nói đều là sự thật, vương tộc ở Yên Đô, tiền quyền đều ở trên đỉnh cao, nhưng thứ quyết định một gia tộc có mạnh hay không chính là thực lực. Thực lực của người đàn ông mặc áo choàng này quá mạnh, việc đẩy lui 9 đại vương tộc Yên Đô, đối với anh ta mà nói đúng là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng, cho dù như vậy, Diệp Thúy Như vẫn không muốn gia nhập vào tổ chức của bọn họ. Người đàn ông mặc áo choàng cũng không để tâm, cười nói, vậy thì quá đáng tiếc, giữa chúng ta đã định trước chỉ có thể là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Diệp Thúy Như lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi có thể bị anh lợi dụng, nhưng, anh đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi, không được làm tổn hại đến tính mạng của Vương Nhất. Đương nhiên, khóe miệng bên dưới chiếc áo choàng đen của người đàn ông hơi cong lên một đường cong rất kỳ lạ. Anh ta, đang cười. Anh ta là, dùng khí, trăm năm mới gặp, đương nhiên tôi sẽ không làm hại anh ta. Lãnh Nhan ở phía sau, cơ thể càng thêm run rẩy, cảm giác này, giống như có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng của cô ta, khiến cô ta không thể phát ra tiếng. Chỉ có người của, Võng Lượng, mới biết hai ừ dung khí, có nghĩa là gì. Cô Diệp, tạm biệt nhé. Người đàn ông mặc áo choàng đứng dậy, rời đi. Cách anh ta rời đi cũng làm người khác cảm thấy sợ hãi, không đi như người bình thường, mà đi thẳng lên sân thượng, nhún người nhảy xuống. Vù vù vùi áo choàng màu đen của anh ta mở ra, giống như một con rơi màu đen khổng lồ, xấu xí, bay lượn trên bầu trời đêm giang thành. Người đàn ông mặc áo choàng vừa đi, bầu không khí kiềm nén trong phòng khách cũng dần biến mất. Đi rồi. Lý Tinh Sở cũng đã rời khỏi đây. Cả người Diệp Thúy Như cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có chút tuyệt vọng ôm lấy đầu mình, suy nghĩ cái này là đúng hay sai. Nhưng đột nhiên, cô ta lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng mờ trong phòng. Cô ta cảm thấy còn một người vẫn chưa đi. Lãnh Nhan từ trong bóng tối đi ra, cứ vậy ngồi xuống phía đối diện Diệp Thúy Như. Cô không phải là nữ vệ sĩ lúc trước của Vương Nhất sao? Diệp Thúy Như kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Lãnh Nhan. Lãnh Nhan mím môi, không phủ nhận. Tại sao cô lại phản bội anh ấy? Diệp Thúy Như nhìn chằm chằm vào Lãnh Nhan, nghi hoặc hỏi. Lãnh Nhan trầm mặc một lúc, hai tay nắm chặt một miếng ngọc bội đã bị vỡ. Rất lâu sau, cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thúy Như với vẻ mặt rất bình tĩnh. Nếu như tôi nói tôi không phản bội lại thiếu chủ, cô có tin không? Không phản bội. Diệp Thúy Như sững sờ một lúc lâu, gật đầu, tôi tin. Câu nói này khiến ánh mắt của Lãnh Nhan trở nên dịu dàng hơn một chút, tràn đầy sự thiện chí. Cô ta ngồi gần về phía Diệp Thúy Như, chắc chắn bên người không có mấy thứ như thiết bị nghe trộm, camera, lúc này mới nhỏ giọng nói với Diệp Thúy Như, tôi là nội gián, nhưng chỉ dựa vào một mình tôi rất khó có thể đánh vào nội bộ. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Soạt. Sau khi Lãnh Nhan nói xong câu này, sắc mặt Diệp Thúy Như lập tức thay đổi, nhìn Lãnh Nhan giống như nhìn thấy quỷ. Cô là, nội gián. Diệp Thúy Như kinh ngạc nói. Lãnh Nhan trịnh trọng gật đầu, ghé vào tai Diệp Thúy Như, nói ra những sự thay đổi mà cô ta đã làm với kế hoạch ban đầu. Là một sát thủ,
năng lực ứng biến hiện trường của Lãnh Nhan rất mạnh, cô ta nhận thức một cách rất rõ ràng, hoàn cảnh hiện tại của cô ta chính là thực hiện nội gián trong nội gián phiên bản thực. Do dự một lúc, cuối cùng Diệp Thúy Như vẫn đồng ý. Cảm ơn. Lãnh Nhan nói cảm ơn xong, ánh mắt đột nhiên rét lạnh, lớn tiếng hét lên, ai hai. Ánh mắt Diệp Thúy Như trống rỗng, lẽ nào ở đây ngoài cô ta và Lãnh Nhan vẫn còn có người thứ ba sao? Mi dường như chỉ trong nháy mắt, Lãnh Nhan đã dùng một chân đạp cánh cửa khách sạn ra, lực rất mạnh, khiến cánh cửa cứng nhắc vỡ thành 4-5 mảnh. Xoa tô một bóng người già nua ở bên ngoài cửa vội vàng lùi về sau, nhìn Lãnh Nhan với ánh mắt cảnh giác. Chú Diệp. Diệp Thúy Như cũng đi ra xem, kết quả nhìn thấy người đứng ngoài cửa, không phải là ai khác, mà là vệ sĩ thân cận của Diệp Thúy Như, Diệp Vô Lệ. Diệp Vô Lệ không nói gì, nhìn chằm chằm vào Lãnh Nhan. Ông là ai, tại sao muốn nghe trộm chúng tôi nói chuyện? Trong mắt Lãnh Nhan tràn đầy sát khí, trong tay đã có thêm một con dao ngắn. Vẻ mặt Diệp Vô Lệ vẫn như bình thường, nhìn Diệp Thúy Như, cô chủ, lúc nãy tôi nghe thấy tiếng bước chân, cảm thấy có người gây bất lợi cho cô, nên mới đi ra xem, kết quả nhìn thấy người phụ nữ này. Diệp Thúy Như thở phào, là người của mình. Cô ta nói với Lãnh Nhan, cô rời đi trước đi, đừng để người khác phát hiện. Lãnh Nhan chậm rãi cất con dao ngắn đi, nhìn Diệp Vô Lệ, lúc đi qua Diệp Thúy Như, cô ta đặc biệt dặn dò một câu, cẩn thận ông già này, ông ta đang theo dõi cô. Nói xong, lập tức rời khỏi khách sạn. Lãnh Nhan vừa đi, áp lực trên người Diệp Vô Lệ đột nhiên biến mất, vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Thúy Như, lo lắng nói, cô chủ, người phụ nữ này nói gì với cô vậy? Mặc dù lúc nãy ông ta ở bên ngoài nghe trộm, nhưng giọng nói của Lãnh Nhan quá nhỏ, ông ta chỉ nghe được mấy câu đứt quãng. Nghe ra Diệp Vô Lệ có ý thăm dò, Diệp Thúy Như khế cười, chú Diệp, cô ấy là một người bạn cũ của tôi, cũng không nói gì, mấy lời xì xào giữa con gái với nhau thôi mà. Cũng muộn rồi, chú Diệp cháu đi ngủ đây. Diệp Thúy Như bảo nhân viên đổi cho mình một phòng khác, sau đó đi ngủ. Diệp Vô Lệ đứng lặng ở đó rất lâu, ánh mắt già nua rất sâu. Rất lâu sau, ông ta gọi điện thoại cho một số lạ. Cô chủ đã nghi ngờ tôi rồi. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ đang nghiến răng nghiến lợi. Nếu như lúc này Diệp Thúy Như vẫn còn ở đây, nhất định sẽ nghe ra, đây là giọng nói của Diệp Ân Thi. Nhưng lòng nghi ngờ của cô ta từ trước đến nay vẫn rất nặng, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người như vậy đâu, ông cứ làm tốt trách nhiệm của mình, sau khi kết thúc đại hội Bắc Cảnh, tôi sẽ đích thân đuổi cô A ra khỏi gia tộc. Một đứa con đê tiện do người làm sinh ra cũng dám đánh đồng với thiên kim công chúa như tôi. Giọng nói của Diệp Ân Thi tràn đầy sự căm hận, cô ta đã hận Diệp Thúy Như đến cực điểm. Vâng. Diệp Vô Lệ cúp điện thoại, sát khí trên người đã tản đi, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa lúc trước. Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng. Ngày hôm nay đã được định trước là một ngày không bình thường với người dân ở Giang Thành. Bởi vì đại hội Bắc Cảnh mà mọi người đều đang nhìn vào hôm nay sẽ khai mạc. Lý Khinh Hồng kéo Vương Nhất dậy từ sớm. Bởi vì Vương Tử Lam ầm muốn đi xem người ta vật lộn. Cô bé vẫn còn nhỏ, vẫn chưa có khái niệm võ đạo, hai người đánh nhau, cô bé theo bản năng cho là đang vật lộn. Các bạn nhỏ trong nhà trẻ cũng như vậy. Vương Nhất mỉm cười với Vương Tử Lam ngoan, để mẹ đưa con đi trước, ba sẽ đến ngay. Lý Khinh Hồng lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, anh muốn làm gì? Cô bé cũng tò mò nhìn Vương Nhất. Vương Nhất cười, nói tiếp, anh có vài chuyện phải làm, nhanh thôi, khoảng nửa tiếng sau sẽ đến. Thấy Vương Nhất đã đưa ra thời gian cụ thể, lúc này Lý Khinh Hồng mới không nghi ngờ nữa, bế Vương Tiểu Lam đi trước. Đi giày xong, Lý Khinh Hồng lại dặn dò, anh nhanh lên đó, hôm nay ba mẹ và Mộng Đình cũng đến. Đại hội Bắc Cảnh phải có vé mới có thể vào. Vương Nhất đã lấy một sấp vé, Lý Khinh Hồng tặng cho mấy người Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình. Số còn lại xem như là phúc lợi, tặng cho những nhân viên ưu tú của công ty. Đại hội Bắc Cảnh được xem như là buổi team building của công ty. Nhưng Vương Nhất còn có việc khác, anh lái xe đến tập đoàn Viễn Dương, đi đến phòng làm việc của Diệp Thúy Như. Phòng làm việc này vốn dĩ thuộc về người phụ trách khu vực Giang Thành của tập đoàn Viễn Dương, Diệp Phú Quý, nhưng do Diệp Thúy Như đã đến đây. Nên nhường lại cho Diệp Thúy Như. Anh xác định muốn làm như vậy. Diệp Thúy Như nhìn Vương Nhất, vẻ mặt rất nặng nề. Anh dùng, ẩn chữ, làm biệt hiệu, nếu như bị người ta vạch trần, anh sẽ gặp phiền phức lớn. Diệp Thúy Như cũng cảm thấy Vương Nhất dùng biệt hiệu ẩn chữ, để thi đấu rất điên khùng.
dù sao biệt hiệu này rất thu hút sự chú ý của người khác. Vương Nhất lại cười, không cần lo lắng. Anh từ trong quần áo móc ra một chiếc mặt nạ bằng sắt, đeo lên mặt, đột nhiên khí chất trở nên lạnh lùng và tràn đầy sát khí. Diệp Thúy như bị dọa sợ đến mức run cầm cập, đây là cái gì? Vương Nhất lại tháo mặt nạ xuống, cười nói, như thế này không phải sẽ không nhận ra là tôi sao? Ánh mắt Diệp Thúy như trở nên nghiêm nghị, đúng là như vậy, nhưng anh lấy chiếc mặt nạ này ở đâu? Sao tôi cảm thấy là đồ vật độc nhất của chiến vực? Chiếc mặt nạ sát trong tay Vương Nhất phát ra ánh sáng lạnh, bên trên còn khắc một con rồng vàng năm móng. Anh cười, gật đầu, đây là tôi lấy từ chỗ chiến vực. Lấy từ chỗ chiến vực. Diệp Thúy như bị dọa sợ đến mức run rẩy, lá gan của anh lớn thật đấy, anh định dùng cái này để đóng giả ấn chủ. Vương Nhất gật đầu một cách rất thoải mái, đúng vậy. Đột nhiên, Diệp Thúy như lại không biết nói gì. Lát nữa, lúc cô đến nhớ dẫn tôi theo, vé cô đưa cho tôi đưa hết cho vợ tôi rồi. Nói xong, Vương Nhất rời đi. Diệp Thúy như vẫn còn phải tham dự một cuộc họp, nên không thể đi cùng với Vương Nhất. Diệp Thúy như nhất định không biết, chiếc mặt nạ sắt mà Vương Nhất đang đeo chính là chiếc mặt nạ chỉ thuộc về ẩn chủ. Lúc gần đến nhà thi đấu của Giang Thành, Vương Nhất nhận được tin nhắn của Lý Khinh Hồng. Em với Tử Lam và những người khác đi vào trước rồi, anh nhanh lên đi. Vương Nhất xuống xe, chạy vào trong nhà thi đấu, nhưng vì anh không có vé nên chỉ có thể đứng ở cửa đợi. Trên đường đi, Vương Nhất nhìn thấy rất nhiều người cầm vé đi vào, chỉ có một mình anh đứng ở cửa đợi. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ trỏ anh, nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Bảo vệ của nhà thi đấu nhìn chăm chăm vào Vương Nhất, dùng ánh mắt nhìn một tên trộm để nhìn anh. Trong tình huống như thế này, chắc chắn sẽ có một vài người không có vé muốn trốn soát vé, nhân lúc hỗn loạn để lẻn vào, Vương Nhất chắc chắn là một người như thế. Này, anh kia, mau đứng qua bên kia đi, đừng làm phiền những người khác soát vé. Cuối cùng, những bảo vệ kia cũng đã mất kiên nhẫn, cầm dùi cui đuổi Vương Nhất. Xin lỗi, Vương Nhất bất lực, chỉ có thể đi đến bên người, ngồi xuống. Trời nắng như thiêu đốt, Vương Nhất mua một chai nước khoáng, nhân tiện mua thêm hai chiếc bánh bao. Vương Nhất! Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ. Hả? Vương Nhất khẽ cau mày, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một chiếc xe Lamborghini màu vàng dừng bên đường. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đang đeo kính râm. Mặc dù đang đeo kính râm, nhưng Vương Nhất vẫn nhận ra cô ta là ai? Diệp Ân Thi của Diệp Thị. Vương Nhất tỏ vẻ thờ ơ, không có một chút hứng thú với người phụ nữ này, ngay cả gật đầu chào hỏi cũng không có hứng thú. Nhưng lúc này Diệp Ân Thi nhìn thấy Vương Nhất lại cảm thấy rất kinh ngạc, không chỉ tháo kính râm xuống, còn kêu tài xế dừng xe lại. Vương Nhất, sao anh lại ở đây? Còn ngồi bên đường gặm bánh bao, anh đang làm công nhân hả? Cửa xe được mở ra, một đôi chân dài, trắng như tuyết bước ra, Diệp Ân Thi đi trên đôi giày cao gót CL đế hồng trị giá lên mấy chục triệu. Đi đến trước mặt Vương Nhất, vô cùng thích thú đánh giá anh. Nhìn Vương Nhất rất mất hình tượng ngồi bên đường, một tay cầm bánh bao, bên cạnh còn có một chai nước khoáng đã được mở nắp, Diệp Ân Thi sắp chết vì buồn cười rồi. Đại hội Bắc Cảnh được tổ chức ở nhà thi đấu Giang Thành, mặc dù đã làm xong, nhưng chỉ miễn cưỡng kịp ngày mà thôi. Hôm nay Đại hội Bắc Cảnh khai mạc, nhưng vẫn có rất nhiều công nhân làm việc ở dưới cái nắng như thiêu như đốt, có thể thấy. Diệp Ân Thi cũng xem Vương Nhất là công nhân làm khuân vác ở đây. Vương Nhất, vợ anh không phải là Lý Khinh Hồng sao, vợ trước của anh không phải là thiên kim tiểu thư của Diệp Thị Vương tộc tôi, Diệp Thúy như sao? Tùy tiện cho anh một chút tiền lẻ, cũng đủ để cho anh tiêu xài rồi, sao còn xa vào con đường đi làm khuân vác? Diệp Thi Ân cười đến mức chảy ra nước mắt. Hay là, bởi vì anh quá vô dụng, bị Lý Khinh Hồng đuổi đi? Còn phải gặm cả bánh bao, rau dưa. Có cần tôi cho anh chút đồ ăn không, mua cho anh một bát mì. Miệng của Diệp Thi Âm giống như một cái súng máy, nói không ngừng. Trên đường đi, Vương Nhất nhìn thấy rất nhiều người cầm vé đi vào, chỉ có một mình anh đứng ở cửa đợi. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ trỏ anh, nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Bảo vệ của nhà thi đấu nhìn chăm chăm vào Vương Nhất, dùng ánh mắt nhìn một tên trộm để nhìn anh. Trong tình huống như thế này, chắc chắn sẽ có một vài người không có vé muốn trốn soát vé, nhân lúc hỗn loạn để lẻn vào, Vương Nhất chắc chắn là một người như thế. Này, anh kia, mau đứng qua bên kia đi, đừng làm phiền những người khác soát vé. Cuối cùng, những bảo vệ kia cũng đã mất kiên nhẫn,
cầm dùi cui đuổi Vương Nhất. Xin lỗi, Vương Nhất bất lực, chỉ có thể đi đến bên người, ngồi xuống. Trời năng như thiêu đốt, Vương Nhất mua một chai nước khoáng, nhân tiện mua thêm hai chiếc bánh bao. Vương Nhất! Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ. Hả? Vương Nhất khẽ cau mày, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một chiếc xe Lamborghini màu vàng dừng bên đường. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đang đeo kính râm. Mặc dù đang đeo kính râm, nhưng Vương Nhất vẫn nhận ra cô ta là ai. Diệp Ân Thi của Diệp Thị. Vương Nhất tỏ vẻ thờ ơ, không có một chút hứng thú với người phụ nữ này, ngay cả gật đầu chào hỏi cũng không có hứng thú. Nhưng lúc này Diệp Ân Thi nhìn thấy Vương Nhất lại cảm thấy rất kinh ngạc, không chỉ tháo kính râm xuống, còn kêu tài xế dừng xe lại. Vương Nhất, sao anh lại ở đây? Còn ngồi bên đường gặm bánh bao, anh đang làm công nhân hả? Cửa xe được mở ra, một đôi chân dài, trắng như tuyết bước ra, Diệp Ân Thi đi trên đôi giày cao gót CL đế hồng trị giá lên mấy chục triệu, đi đến trước mặt Vương Nhất, vô cùng thích thú đánh giá anh. Nhìn Vương Nhất rất mất hình tượng ngồi bên đường, một tay cầm bánh bao, bên cạnh còn có một chai nước khoáng đã được mở nắp, Diệp Ân Thi sắp chết vì buồn cười rồi. Đại hội Bắc Cảnh được tổ chức ở nhà thi đấu Giang Thành, mặc dù đã làm xong, nhưng chỉ miễn cưỡng kịp ngày mà thôi. Hôm nay Đại hội Bắc Cảnh khai mạc, nhưng vẫn có rất nhiều công nhân làm việc ở dưới cái năng như thiêu như đốt, có thể thấy, Diệp Ân Thi cũng xem Vương Nhất là công nhân làm khuân vác ở đây. Vương Nhất, vợ anh không phải là Lý Khinh Hồng sao, vợ trước của anh không phải là thiên kim tiểu thư của Diệp Thị Vương tộc tôi, Diệp Thúy như sao? Tùy tiện cho anh một chút tiền lẻ, cũng đủ để cho anh tiêu xài rồi. Sao còn xa vào con đường đi làm khuân vác? Diệp Thi Ân cười đến mức chảy ra nước mắt. Hay là, bởi vì anh quá vô dụng, bị Lý Khinh Hồng đuổi đi. Còn phải gặm cả bánh bao, rau dưa, có cần tôi cho anh chút đồ ăn không, mua cho anh một bát mì. Miệng của Diệp Thi Âm giống như một cái súng máy, nói không ngừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cộng thêm giọng nói của cô ta rất to. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Vương Nhất cứ ngồi bên đường như vậy, trong tay cầm bánh bao, bên cạnh có một chai nước khoáng, rất dễ khiến người khác nghi anh là công nhân. Ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng, tôi ở đây làm gì, có liên quan đến cô hả? Đúng là không liên quan, nhưng nói gì anh cũng là chồng của Lý Khinh Hồng, vợ anh là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, một người phụ nữ nổi tiếng và giàu có, sao anh lại thảm như vậy? Còn phải đi làm công nhân. Diệp Ân Thi cười ha ha, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc trước, Vương Nhất sỉ nhục cô ta như vậy, còn dùng một chân đá cô ta xuống tầng, bây giờ nhìn thấy anh ngồi trên đường gặm bánh bao, cô ta cảm thấy vô cùng hả giận. Lúc này nhân viên bảo vệ của nhà thi đấu đi đến. Cô Diệp, cô hiểu nhầm rồi, anh ta không phải là công nhân, anh ta đứng ở đây rất lâu rồi, có lẽ muốn xem đại hội Bắc Cảnh, nhưng không có vé. Bảo vệ rất cung kính giải thích với Diệp Ân Thi. Tất cả người của Vương tộc Yên Đô đến tham gia đại hội Bắc Cảnh đều là khách quý, bảo vệ đều đã được xem ảnh, đương nhiên nhận ra Diệp Ân Thì. Bọn họ đều muốn nịnh hót. Ồ, hóa ra là không có vé. Diệp Ân Thì đột nhiên bừng tỉnh, mặc dù ánh mắt nhìn Vương Nhất không còn chế giễu như trước, nhưng vẫn rất xem thường anh. Không có vé còn đến đây, là muốn lén lẻn vào sao? Diệp Ân Thì thờ ơ nói, anh ta đã không có vé, thì phải trông chừng anh ta thật chặt. Không được để anh ta đi vào, đại hội Bắc Cảnh không phải là nơi chó mèo nào cũng có thể đi vào, đừng hạ thấp đẳng cấp. Vâng, 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 cô Diệp nói đúng. Nhân viên bảo vệ rất kích động. Giây tiếp theo, bọn họ hung dữ nhìn Vương Nhất. Không có vé còn muốn vào đại hội Bắc Cảnh, mau cút đi, nếu không dùi cui của tôi sẽ không có mắt đâu. Còn muốn đắc tội với cô Diệp, tôi thấy anh đúng là chán sống rồi. Ánh mắt Vương Nhất lạnh đi. Các anh chỉ nghe lời nói từ một phía của cô ta sao? Hơn nữa, sao các anh biết tôi không có vé? Tôi không cần vé cũng có thể đi vào. Hai tên bảo vệ có chút sững sờ, không cần phiếu, có thể đi vào, đó không phải là tuyển thủ tham gia đại hội Bắc Cảnh sao? Ý của anh là tuyển thủ tham gia. Hai tên bảo vệ không dám tin. Diệp Ân thì vốn dĩ muốn rời đi, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của Vương Nhất, cô A không đi nữa. Giống như nghe thấy một câu chuyện cười, nhìn Vương Nhất cười. Vương Nhất, anh không biết xấu hổ hả? Lần trước gặp mặt anh giúp chị họ tôi xuất chiến, nhưng lại bị hội trưởng Hồng bác bỏ, anh đã bị Hiệp hội Võ Đạo phong sát rồi, có hiểu không hả?
câu nói này về cơ bản là bằng chứng xác thực chứng minh Vương Nhất đang nói dối. Một người giống như công nhân, ngồi gặm bánh bao ở đầu đường, một người là đại tiểu thư của Diệp thị vương tộc, nhìn qua là biết nên tin ai. Đừng chém gió nữa, không vào được chính là không vào được, không cần bịa ra những lời ấu trĩ như vậy để lừa chúng tôi. Nhân viên bảo vệ nhìn Vương Nhất với ánh mắt rất xem thường. Diệp Ấn thì cười khẩy, tôi khuyên anh Vân nên tiếp tục ngồi đây gặm bánh bao đi, đừng nghĩ đến chuyện đi vào, đó không phải là nơi anh có thể vào. Gì đi đúng lúc này, một chiếc xe lái đến. Một cặp vợ chồng ung dung, hào hoa xuống xe. Lại là vợ chồng Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều. Bọn họ cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất đang ngồi trên mặt đất, sao cậu lại ngồi đây? Diệp Ân thì cũng kinh ngạc, nhưng vừa nhìn thấy là vợ chồng Lý Thế Nhân đã vội vàng đi lên đón tiếp. Chú Lý, dì Ngụy, cháu là Diệp Ân thi của Diệp Thị, con rể nhà chú dì thật sự khiến Lâm Thị quá mất mặt, không chỉ giống như một công nhân ngồi ở đầu đường gặm bánh bao, uống nước lọc, còn không có vé nhưng vẫn muốn lẻn vào đại hội Bắc Cảnh. Diệp Ân thì nói với hai vợ chồng Lý Thế Nhân. Khuôn mặt Lý Thế Nhân lập tức xa sầm, mặt Ngụy Thương Kiều cũng đen lại giống như đít nồi. Thứ mà Lý Thị cân nhất chính là mặt mũi, nhưng hành vi của Vương Nhất đã làm mất sạch thể diện của Lý Thị. Còn không mau trở về, cái đồ mất mặt. Ngụy Thương Kiều thay Lý Thế Nhân quát măng. Khuôn mặt Vương Nhất cũng trở nên u ám, cuối cùng tức giận nói, rất nhanh thôi sẽ có người dẫn tôi đi vào, các người ở đây lo lắng cái gì. Lời này vừa được nói ra, dù là Lý Thế Nhân, Ngụy Thương Kiều hay là Diệp Ân Thi đều nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Nhìn 3 giây, ở đó lập tức vang lên những tràng cười sảng khoái. Anh có thể đi vào. Vương Nhất anh cứ tiếp tục giả vờ đi, hôm nay nhà thi đấu Giang Thành này không phải người bình thường có thể đi vào. Vé đại hội Bắc Cảnh của mấy bọn đầu cơ đều bị thổi lên với giá trên trời, còn không có thị trường, vợ anh cũng chỉ có được một tấm, anh có thể có được. Trên mặt Diệp Ân Thi mang theo nụ cười chế nhạo, ánh mắt nhìn Vương Nhất giống như đang nhìn một con khỉ trong rạp xiếc. Lý Thế Nhân lạnh lùng nhìn anh, đúng là quá mất mặt. Ngụy Thương Kiều nói với Vương Nhất, anh muốn ngồi ở đây cũng được, chúng tôi không quan tâm, nhưng anh không thể nói là người của Lý Thị chúng tôi, làm cho chúng tôi mất mặt. Lông mày Vương Nhất nhíu chặt lại, Bồ Tát còn có chút tức giận chứ đừng nói gì đến anh. Tôi ở đây đợi người, có người sẽ dẫn tôi vào, thế nào? Ngay cả việc này cũng phải báo cáo với hai người sao? Vương Nhất ung dung đứng dậy, trong đồng tử đen láy lóe lên sự lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Trong lòng Diệp Ân thì đột nhiên có chút kinh ngạc, trong một khoảnh khắc, cô ta cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống rất nhiều. Liên tưởng đến lần trước bị Vương Nhất đạp xuống cầu thang, khóe mắt Diệp Ân thì giật giật, không thể đối đầu trực diện với Vương Nhất. Được, tôi không quan tâm đến anh cứ tiếp tục ở đây gặm bánh bao đi. Diệp Ân thì hung dữ ném lại một câu. Sau đó lại đi lên chiếc xe kia. Lý Thế Nhân thờ ơ liếc nhìn anh, đột nhiên lên tiếng, cậu đã nói sẽ đi vào, vậy tôi đợi cậu, đừng quên hẹn ước giữa chúng ta. Nói xong, Lý Thế Nhân cũng không quan tâm nữa, cùng với Ngụy Thương Kiều lên chiếc xe thương vụ kia. Vương Nhất đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm. Đương nhiên anh không quên thỏa thuận với Lý Thế Nhân. Lần trước ở Sơn Trang Anh Liệt, anh và Lý Thế Nhân đã quyết định chiến đấu bằng vũ lực. Bình thường không thể ra tay, nhưng ở đại hội Bắc Cảnh, đã cung cấp cho hai người một võ đài rất tốt. Sống chết thuật theo tự nhiên. Vương Nhất lại ngồi xuống bên đường, đợi Diệp Thúy Như đến. Tỉnh tinh. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất vang lên. Là Lý Khinh Hồng gọi đến. Bà. Nhưng vừa bắt máy, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói non nớt của Vương Tử Lam. Sao ba vẫn chưa đến, con và mẹ đợi ba lâu lắm rồi. Vương Nhất đột nhiên lộ ra nụ cười, nói, ba sắp vào rồi, con chơi với mẹ trước đi. Alo, rốt cuộc anh có vào không vậy? Em thấy sắp hết chỗ trống rồi. Giọng nói truyền đến lại biến thành giọng nói của Lý Khinh Hồng. Vương Nhất cười khổ, liên tục qua quýt mới miễn cưỡng qua. Bảo vệ ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, thấy anh đứng dậy, bọn họ lập tức giống như gặp kẻ địch. Anh làm gì, muốn sống vào hả? Vương Nhất tùy ý liếc nhìn bọn họ. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi đang đợi người, lát nữa sẽ đến. Vệ sĩ cười, đợi người, anh có thể đợi ai? Chắc chắn cũng là một người không ra gì. Một tên bảo vệ khác cầm dùi cui lên uy hiếp, tôi nói cho anh biết, tôi không quan tâm anh ở đây đợi ai, dù sao đây cũng là nhà thi đấu Giang Thành, hôm nay anh đừng nghĩ đến chuyện đi vào, anh và người anh đang đợi đều phải rời đi.
Tốt Tú Ti đúng lúc này, trên đường đột nhiên truyền đến tiếng còi inh ỏi. Nhưng vì trên đường có quá nhiều xe, chỗ nào cũng là tiếng còi, nên nhân viên bảo vệ cũng không quan tâm, không hề quay đầu lại. Bọn họ cũng không nhìn thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu trắng đang từ từ dừng lại. Từ trên xem, một người phụ nữ cổ điển, mặc một chiếc sườn xám màu tím vô cùng lạ lùng, mặt không biểu cảm đi về phía này. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Vương Nhất hơi thay đổi, nói với hai tên bảo vệ, tôi cảm thấy tốt nhất hai người đừng nói những lời kia. Hai tên bảo vệ cười ha ha, tại sao không được nói? Nếu như chúng tôi cứ muốn nói thì sao? Người như thế nào sẽ làm bạn với người như thế, anh giống như công nhân, địa vị của người bạn mà anh đang chờ có thể cao đến đâu? Diệp Thúy Như đứng phía sau bọn họ, mặt đã xa sầm, đôi mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Còn hai tên bảo vệ kia vần không biết Diệp Thúy Như đứng sau bọn họ. Nhìn phía sau các anh đi. Vương Nhất có lòng tốt nhắc nhở. Phía sau cái gì? Hai tên bảo vệ không đặt trong lòng, cả lơ phất phơ quay đầu lại. Kết quả, bọn họ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng. Phía sâu trong đôi mắt, còn ẩn chứa sự ức giận. Ai? Nhìn thấy người phụ nữ mặc sườn xám đứng giống như ma đứng phía sau bọn họ, hai tên bảo vệ sợ hãi lớn tiếng hét lên, mất luôn cả hồn. Diệp Thúy Như lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ, nói, hai người vừa nói, tôi không thể đi vào cửa nhà thi đấu này. Còn muốn đuổi chúng tôi đi. Trái tim hai tên bảo vệ đập thình thịch, nói năng lộn xộn, cô. Cô là ai? Tôi chính là bạn của công nhân mà các anh đang nói. Giọng nói của Diệp Thúy Như rất lạnh lùng. Trên người toát lên khí chất mạnh mẽ. Hai tên bảo vệ đều sững sờ. Một người phụ nữ đẹp như thế này, quả thật giống như nữ vương, trên người mang theo khí chất cao quý, sao có thể có địa vị thấp được. Đồng thời, bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, người mà Vương Nhất đợi, lại là một cô gái xinh đẹp, cao quý, giàu có như vậy. Đột nhiên ánh mắt của một tên bảo vệ cứng lại, không hiểu sao cảm thấy Diệp Thúy Như rất quen. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên hét lên. Tôi nhớ ra rồi, cô cũng là thiên kim tiểu thư của Diệp Thị. Bùm! Lời này vừa được nói ra, một tên bảo vệ khác lập tức sững sờ, cả người giống như bị sét đánh trúng. Sự lạnh lùng trong mắt Diệp Thúy Như ngày càng nhiều, quả thật đã hình thành một cổ sát khí áp bức bọn họ. Không thể sai được, tôi đã từng xem qua ảnh của cô ấy chính là Diệp Thúy Như của Diệp Thị, địa vị có thể ngang hàng với thiên kim tiểu thư Diệp Ân Thi. Ánh mắt tên bảo vệ kia hiện lên sự kinh hãi. Hét lên, một tên khác cũng sợ đến mức nói năng lộn xộn. Diệp Thúy Như nhìn chằm chằm vào bọn họ, chỉ Vương Nhất hỏi, các anh nói anh ấy là công nhân. Còn lôi cả tôi vào để măng, công nhân thì làm gì các người rồi. Bịch, hai tên bảo vệ lần lượt quỳ xuống trước mặt Diệp Thúy Như, hận không thể liếm giày Diệp Thúy Như. Cô Diệp, chúng tôi không biết anh ấy là bạn của cô. Cô Diệp, chúng tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Xúc phạm bạn của cô, mong cô tha thứ cho chúng tôi. Bọn đều sợ đến mức sắp đái ra quần, cả người run lẩy bẩy. Vẻ mặt Diệp Thúy Như vẫn lạnh lùng như trước. Với trái tim sắt đá của cô, đương nhiên sẽ không tha thứ cho hai tên bảo vệ này. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất xua tay, được rồi, bọn họ cũng không làm gì tôi, cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi. Thấy Vương Nhất nói giúp bọn họ, hai tên bảo vệ quỳ xuống, cảm kích đến rơi nước mắt. Cảm ơn anh Vương. Diệp Thúy Như thờ ơ liếc nhìn bọn họ, nói, được rồi, Vương Nhất đã nói như vậy, tôi sẽ tha thứ cho các anh lần này. Cảm ơn cô Diệp, cảm ơn anh Vương. Hai tên bảo vệ giống như chút bỏ được gánh nặng, ánh mắt nhìn Vương Nhất tràn đầy sự cảm kích. Diệp Thúy Như đi đến bên cạnh Vương Nhất, liếc xéo, xem ra cho dù anh có lăn lộn đến mức nào vẫn bị người khác xem là đồ vô dụng. Vương Nhất cười, quen rồi. Diệp Thúy Như chỉ vào mình nói, anh nên học cách bồi dưỡng khí chất, người ở xã hội thượng lưu, đều có một loại khí chất từ bên trong. Vương Nhất lắc đầu, quá phiền phức, nguyên tắc của tôi là sống trước, những thứ khác tôi sẽ nghĩ cách. Phụt, câu này vừa được nói ra, Diệp Thúy Như lập tức bật cười thành tiếng. Cười tươi như hoa. Vương Nhất cũng không ngờ chỉ một câu nói bình thường của mình cũng có thể khiến Diệp Thúy Như bật cười. Nụ cười này giống như hoa nở vào mùa xuân. Rực rỡ, xinh đẹp. Cho dù là Vương Nhất cũng không khỏi có chút sững sờ. Một người phụ nữ nói năng thận trọng, lạnh lùng kiêu ngạo đột nhiên bật cười, sự chấn động này chắc chắn vô cùng lớn. Chứ đừng nói đến Diệp Thúy Như trông rất cổ điển, cao quý, ở thời cổ đại,
cũng thích hợp là một phi tần. Cộng thêm Diệp Thúy như suýt nữa đã trở thành vợ của mình, nếu như nói trong lòng Vương Nhất không có một chút rung động nào thì đó là giả. Nhìn cái gì? Chú ý đến ánh mắt của Vương Nhất, nụ cười trên mặt Diệp Thúy như chỉ duy trì thêm một lúc, sau đó hoàn toàn biến mất. Tiếp tục khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng lúc trước. Lúc này Vương Nhất mới hoàn hồn lại, trên mặt cũng hiện lên sự ngượng ngùng, không có gì. Nghĩ đến mình cũng là người đã có gia đình, lại nhìn người phụ nữ khác đến mức thất thần như vậy. Trong lòng Vương Nhất có chút xấu hổ. Sau đó hai người cùng đi vào. Người kiểm tra vé vào vẫn là hai tên bảo vệ kia. Nhưng biết Vương Nhất là bạn của cô chủ Diệp Thị, bọn họ sao dám ngăn cản. Diệp Thúy như cũng chỉ đưa ra một vé, có nghĩa là anh tự đi vào. Nhưng cô vẫn giải thích. Anh ấy là tuyển thủ đại diện cho Diệp Thị của chúng tôi xuất chiến, nên không cần kiểm tra vé. Được, được. Hai tên bảo vệ lập tức cho đi. Đến tận khi hai người bọn họ đã đi rất xa mới phản ứng lại. Cô Diệp, cô ấy vừa nói gì? Tuyển thủ đại diện cho Diệp Thị xuất chiến. Nói như vậy, những gì anh ta nói lúc trước đều là thật, anh ta thật sự là tuyển thủ đại diện cho Diệp Thị để xuất chiến. Hai tên bảo vệ đực mặt ra, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lúc trước, Vương Nhất đã nói anh không cần vé cũng có thể đi vào, vì anh là tuyển thủ tham gia đại hội Bắc Cảnh. Kết quả lại bị bọn họ chế giễu, không có ai tin. Bây giờ bọn họ lại đần người ra, bọn họ suýt nữa đã đắc tội với một cao thủ võ đạo. Phải biết là, mỗi một tuyển thủ tham gia đại hội Bắc Cảnh đều có thực lực vô cùng mạnh. Diệp Thúy như không quan tâm bọn họ nghĩ như thế này, tâm tư của cô ta đều đã đặt trên người Vương Nhất. Mặc dù hai người đang đi cùng với nhau, nhưng lại không nói chuyện. Nhưng, Diệp Thúy như lại như có như không nhìn trộm Vương Nhất. Dù sao, anh cũng là người đàn ông duy nhất có thể khiến mình lộ ra nụ cười. Nhưng, đã thuộc về người khác. Đây là điều mà Diệp Thúy như cảm thấy tiếc nuối và xoắn xuýt nhất. Diệp Thúy như, cô đến rồi. Tôi còn tưởng cô sợ, không dám đến chứ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc, tràn đầy sự chế giễu vang lên. Vương Nhất và Diệp Thúy như nhìn về phía phát ra tiếng nói, Diệp Ân Thi đã ngồi ở khu vực khán đài của Diệp Thị Vương Tộc, trước mặt có một chậu hạt dưa, đang cắn. Khác với Diệp Thúy như đang gánh trên người áp lực khổng lồ của gia tộc, đối với cô ta mà nói đến đại hội Bắc Cảnh chỉ để hưởng thụ kỳ nghỉ. Cô ta không hiểu võ đạo, nhưng tắm chút năng, ăn hạt dưa, thỉnh thoảng liếc nhìn tỷ số thắng thua trên võ đài là một kiểu hưởng thụ. Nhưng lúc cô ta nhìn thấy Vương Nhất ở phía sau Diệp Thúy như, khuôn mặt của cô ta lập tức thay đổi. Vương Nhất, anh .sao anh vào được. Trong mắt Diệp Ân Thi tràn đầy sự không thể tin được, rõ ràng cô ta đã dặn nhân viên bảo vệ ở cửa không được cho Vương Nhất vào. Nhưng nhìn thấy Diệp Thúy như đi cùng với anh, cô ta lập tức hiểu ra, vẻ mặt trở nên tràn đầy sự chế nhạo. Diệp Thúy như, cô đúng là mất giá, anh ta đã coi cô là vợ trước, cô còn giúp đỡ anh A như vậy. Diệp Thúy như không hề tức giận, tùy tiện im một vị trí. Ngồi xuống một cách rất yêu nhã, ánh mắt không thèm liếc qua. Cô còn muốn quản cả việc của tôi. Kê thấy Diệp Thúy như không thèm để ý đến cô ta, Diệp Ân Thi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, rất nhanh, một người đàn ông có thực lực rất mạnh đã đi đến bên cạnh Diệp Ân Thi. Chính là em ruột Hồng Giác Lâm của hội trưởng Hồng Giác Hải, hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Vì vậy, Diệp Ân Thi lại cười thành tiếng, Diệp Thúy như, cô cứ đắc ý đi. Đại hội Bắc Cảnh sắp bắt đầu rồi, cô còn chả làm nên trò trống gì, người giúp Diệp Thị tham gia thi đấu lại là tôi. Ông Hồng sẽ giúp Diệp Thị tôi lấy được thứ bậc, nên tất cả đều là công lao của tôi, không liên quan gì đến cô. Chuyện này đợi tôi quay về Yên Kinh, nhất định sẽ báo cáo với ông ngoại, cô cứ đợi cuốn xéo đi. Hừi! Hồng Giác Lâm giống như một tháp sắt, mang theo hơi thở áp bức rất lớn. Ông ta hừ mạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Vương Nhất mấy cái. Nhưng, Vương Nhất và Diệp Thúy như đều không hề hoang mang và tức giận, vẫn rất bình tĩnh. Ồn ào, chả lẽ ông ngoại không dạy cô năm chữ, họa từ miệng mà ra, có nghĩa là gì sao? Diệp Thúy như bình tĩnh trả lời. Diệp Ân Thi đột nhiên nghẹn lời. Nói đến miệng lưỡi, Diệp Ân Thi không phải là đối thủ của Diệp Thúy như, cô ta dứt khoát không nói nữa. Đợi đến khi đại hội Bắc Cảnh bắt đầu, sẽ có lúc cô phải khóc. Diệp Thúy như vẫn không hề hoang mang. Ngược lại nhìn về phía Vương Nhất, mỉm cười, vậy lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Vương Nhất gật đầu, sau đó đi về phía Lý Khinh Hồng đang ngồi.
Diệp Ân Thi ở bên cạnh nghe đến mức sững sờ. Lát nữa gặp là sao? Cô ta theo bản năng nghĩ hai người có quan hệ mập mờ. Chồng của Lý Khinh Hồng sẽ không ngoại tình với Diệp Thúy như đấy chứ? Diệp Ân Thi sững sờ nói. Lúc này là 9 giờ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến thời gian khai mạc đại hội Bắc Cảnh. Bye! Vương Nhất vừa đi đến chỗ Lý Khinh Hồng, Vương Tử Lam đã hét lên, chạy về phía Vương Nhất. Vương Nhất cười ôm cô bé lên, nào, để ba ôm một cái. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lý Khinh Hồng. Sao chậm chạp thế? Lý Khinh Hồng có chút phê bình, mọi người đã đến hết rồi, chỉ đợi mỗi mình anh thôi đó. Lúc này Vương Nhất mới phát hiện, Lý Mộng Đình, Lý Thiên Dương, Phương Huệ và Lý Tuyết Nhi đều đã đến. Xin lỗi, xảy ra chút chuyện nên đến trễ. Vương Nhất giải thích, nhưng, ánh mắt anh cứng lại, phát hiện hai người không nên xuất hiện ở đây. Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều. Bọn họ cũng phát hiện ra Vương Nhất, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Bọn họ không ngờ, Vương Nhất thật sự có thể đi vào. Khinh Hồng, ba mẹ đi trước đây. Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều định rời đi. Không tiễn. Giọng điệu của Lý Khinh Hồng thờ ơ, không hề có ý định đứng lên đón tiếp. Sao ba mẹ lại ở đây? Vương Nhất hỏi Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng không muốn trả lời câu hỏi này. Vẫn là Lý Tuyết Nhi trả lời hộ Lý Khinh Hồng. Anh rể, ba mẹ em đến thăm chị. Hình như Lý Tuyết Nhi cũng biết ân oán giữa Lý Khinh Hồng và ba mẹ cô ta, cười mỉa mai. Vương Nhất gật đầu, nói, thăm thì thăm thôi, anh không phải là người nhỏ nhen, còn nữa Tuyết Nhi, em yên tâm đi, em vẫn là em gái của anh. Lý Tuyết Nhi rất kích động, điều cô ta sợ nhất là Vương Nhất sẽ vì ba mẹ mà xa lánh cô a. Vương Nhất, đột nhiên, một giọng nói tràn đầy sự tức giận vang lên, màng nhĩ của tất cả mọi người đều bị chấn động mãnh liệt. Vương Nhất nheo mắt, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Hồng Giác Hải dẫn theo một đám người hùng hổ đi về phía này. Người của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành đến rồi. Các ông đến đây làm gì? Vương Nhất nheo mắt, đánh giá mấy người Hồng Giác Hải. Mấy người Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình, Lý Thế Dương đều đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy sự cảnh giác. Bởi vì có rất nhiều người đứng phía sau Hồng Giác Hải. Bọn họ mặc trang phục võ đạo đen hoặc trắng, khuôn mặt mọi người đều rất lạnh lùng, hơn nữa khí chất rất mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là cao chủ của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Đại hội Bắc Cảnh là một sự kiện lớn, thành viên của tất cả các hiệp hội võ đạo đều đến. Lúc này đang đứng cùng nhau, phóng ra một luồng hơi thở rất đáng sợ. Cho dù là những người không biết võ đạo như Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình cũng cảm thấy có chút nguy hiểm, chứ đừng nói đến Vương Nhất. Vương Nhất, anh giết chết thiên tài của Hiệp hội Võ Đạo tôi, chuyện này không thể cứ như vậy mà cho qua, ân oán của chúng ta, đợi đến khi Đại hội Bắc Cảnh kết thúc, sẽ giải quyết. Hồng Giác Hải tức giận nhìn Vương Nhất, giọng nói lạnh đến tận xương tủy. Câu này vừa được nói ra, mấy người Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình cũng sợ đến mức run rẩy. Bởi vì thực sự quá đáng sợ, Vương Nhất lại giết chết thiên tài của Hiệp hội Võ Đạo. Đương nhiên Vương Nhất biết Hồng Giác Hải đang ám chỉ thiên tài trẻ tuổi La Hữu bị ai đó ám sát. Ánh mắt anh đột nhiên nhìn về phía ông lão tóc trắng phía sau. La Văn tiền bối, trận chiến giữa tôi và ông đã có kết quả. Rốt cuộc tôi có giết chết cháu trai của ông không, ông cũng đã có đáp án, tại sao còn níu chặt lấy không buông. Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh ngồi xuống, giọng nói lại sang sảng. Ông lão tóc trắng kia chính là ông nội của La Hữu, có biệt danh La Văn Chiến Thần. Chỉ là, trận đấu kia Vương Nhất đã nghiền nát, đánh bại La Văn. Nếu như ở trên chiến trường, La Văn đã chết trong nháy mắt. Nên La Văn biết Vương Nhất chắc chắn không phải là hung thủ giết hại cháu trai mình. Nhưng, đó là suy nghĩ của ông ta, không đại diện cho ý tứ của cả hiệp hội. Thể diện của hiệp hội, còn quan trọng hơn tính mạng của La Hữu. Hội trưởng, hung thủ giết hại Hữu Nhi rất có khả năng không phải là cậu ấy. Vẻ mặt La Văn hiện lên sự khó xử, giải thích. Nhưng lại bị Hồng Giác Hải tức giận quát mắng. Câm miệng lại cho tôi, không phải cậu ta thì còn có thể là ai. Hồng Giác Hải tức giận nhìn La Văn, ông phải biết. La Hữu là cháu trai của ông, trái trai của mình bị người khác giết hại, ông lại không báo thù, không cảm thấy có lỗi với linh hồn của cháu ông ở trên trời, không cảm thấy có lỗi với trái tim võ đạo này của ông sao? La Văn lập tức cúi đầu. Vương Nhất nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sự sắc bén. Xem ra, hiệp hội võ đạo của ông định tính cái mạng này lên người tôi đúng không?
trong giọng nói của Vương Nhất mang theo sự nguy hiểm. Nếu như là anh làm, anh sẽ thẳng thắn thừa nhận, nhưng nếu như không phải anh làm, người khác cứ đổ lên đầu anh sẽ cho đối phương biết cái giá phải trả là như thế nào. Chính anh đã giết, còn muốn ngụy biện. Hồng Giác Hải lạnh lùng nói, nhớ kỹ, mạng của anh chính là của Hiệp hội Võ Đạo tôi. Lời này vừa được nói ra, Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình đều nhìn Vương Nhất với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Vương Nhất cười, không hề để trong lòng. Nói đâu xa, cả cái nước hát này có mấy người có thể lấy được mạng của anh. Hội trưởng Hồng, lúc nãy ông nói muốn lấy mạng của ai? Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, tràn đầy sát khí. Khuôn mặt Hồng Giác Hải hơi thay đổi, theo bản năng quay đầu lại. Diệp Kình Hiên dẫn theo người đến bảo vệ mấy người Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, sau đó đứng song song với mấy người Hồng Giác Hải. Nực cười, anh Vương nói không giết người của ông, chính là không giết người của ông, lẽ nào, các ông nghĩ trong hiệp hội của các ông, có ai có thể đánh đồng với anh Vương sao? Diệp Kình Hiên cười khẩy nói, những lời này theo như anh ta thấy đúng là chuyện vô căn cứ. Hồng Giác Hải lại vô cùng tức giận nói, cậu nói cái gì? Từ trong lời nói của Diệp Kình Hiên, ông ta nghe ra được sự xem thường và khinh rẻ. Dừng một lúc, ánh mắt đang nhìn Diệp Kình Hiên của Hồng Giác Hải đột nhiên nheo lại, tiểu tử, có phải cậu vẫn nghĩ bản thân kế thừa vị trí của Hiệp hội Võ Đạo nhà họ Nhan là có thể không đặt tiền bối vào mắt sao? Giang Thành và Thiên An là hai thành phố lân cận, biến cố của Hiệp hội Võ Đạo Thiên An, Hồng Giác Hải vẫn biết rất rõ ràng. Diệp Kình Hiên cười ha ha, nói thật cho ông biết, Hiệp hội Võ Đạo Thiên An do đắc tội với anh Vương mới bị thay thế, Giang Thành của ông lẽ nào cũng muốn rơi vào bước đường này sao? Trong mắt Hồng Giác Hải lóe lên một tia sắc bén, nhìn Vương Nhất thêm mấy lần. Tin tức này, ông ta không hề biết. Nói tóm lại, có Hiệp hội Võ Đạo Thiên An tôi ở đây, ông đừng nghĩ đến chuyện ra tay với anh Vương. Trong mắt Diệp Kình Hiên mang theo sự lạnh lùng. Lý Khinh Hồng, Lý Tuyết Nhi, Lý Mộng Đình đều rất căng thẳng, nhưng Vương Nhất lại giống như không có chuyện gì, khẽ cười, ra hiệu cho bọn họ không có chuyện gì đâu. Đồng thời, anh cũng không có ý định nhúng tay vào. Anh Vương! Anh Vương! Đúng lúc này, cách đó không xa có hai nhóm người đi đến. Hồng Giác Hải liếc nhìn, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hai nhóm người này, lần lượt do hai thanh niên đẹp trai dẫn đầu. Hai người đều rất đẹp trai, mặc vest, đi giày da, phía sau còn có rất nhiều người đi theo. Nhà họ Kim và nhà họ Lương ở Thiên An. Hồng Giác Hải nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hai chàng trai trẻ này, chính là Kim Thành Phong nhà họ Kim và Lương Nhật Tân nhà họ Lương. Bọn họ một trái một phải đi đến bên cạnh Vương Nhất, nheo mắt đánh giá Hồng Giác Hải ở phía đối diện. Náo nhiệt thật đó, hay là, cho chúng tôi tham gia chung đi. Lương Nhật Tân và Kim Thành Long đều mang theo ý tứ sâu xa nói. Hồng Giác Hải cảm nhận được một chút áp lực. Nhà họ Lương, nhà họ Kim, chuyện này không liên quan đến các anh, mau rời đi. Hồng Giác Hải tức giận nói. Lương Nhật Tân và Kim Thành Long đều nheo mắt lại, rời đi. Chúng tôi vì anh Vương mà đến, ông bảo chúng tôi rời đi. Hồng Giác Hải không nói gì, chỉ có khuôn mặt càng thêm u ám. Ông ta cũng nghe nói đến những chuyện xảy ra gần đây. Liên minh Giang Thành chỉ mới đàn áp tập đoàn Lệ Tinh của Thiên An, không ngờ lập tức dâng ra hơn một nửa thế lực của Thiên An. Hồng Giác Hải định thần lại, nói với Lương Nhật Tân và Kim Thành Long, cho dù trước đây tận tâm, trung thành với Vương Nhất, nhưng cậu ta sắp xong đời rồi, nếu như không muốn bị hủy diệt, bây giờ lập tức cắt đứt quan hệ với Vương Nhất. Nghe thấy vậy, Lương Nhật Tân và Kim Thành Long đều bật cười. Đang định nói, đột nhiên lại truyền đến một tiếng cười sảng khoái. Ai muốn chúng tôi và anh Vương đoạn tuyệt quan hệ? Một người đàn ông trung niên đi đến. Tôn Chính Vũ nhà họ Tôn cũng đã đến. Lúc này, ba đại gia tộc của Thiên An đều đã đến đủ. Mặc dù thế lực của Giang Thành vẫn luôn xem thường thế lực của Thiên An, cảm thấy đó chỉ là nhà giàu mới nổi. Nhưng, Thiên An không hề kém hơn Giang Thành. Hào môn của Thiên An, đương nhiên cũng sẽ không yếu hơn Giang Thành bao nhiêu. Bây giờ ba đại hào môn đều đã đến, liên thủ lại với nhau, Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành cũng có chút lo lắng. Đừng nói đến, còn có Hiệp hội Võ Đạo Thiên An ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ đói. Hừ, đường đường là hào môn, lại quy phục một chàng trai trẻ chưa đến 30 tuổi, đúng là nực cười. Nhưng, mặc dù lo lắng, nhưng Hồng Giác Hải vẫn cười khẩy nói. Mặc dù bọn họ đều là thế lực của Thiên An,
nhưng đừng quên, đây là Giang Thành. Hồng Giác Hải nói, hào môn Giang Thành, sẽ không cho phép các cậu làm bậy. Như Vương Nhất Bật cười thành tiếng, vừa vặn lúc này có lẽ hào môn Giang Thành đã đến rồi, gọi bọn họ đến đi. Nói xong, nhìn về phía ba đại hào môn Giang Thành với tay. Ba đại hào môn thật sự đi đến. Anh Vương, đấn đầu tiên là nhà họ Hạ, Hạ Chân mặc một chiếc váy liên màu trắng, nở một nụ cười ngọt ngào với Vương Nhất. Anh Vương, sau đó, là Hạ Lãm với bộ đường trang màu đen. Vương Nhất cũng nhìn thấy Hạ Phi Long, Hạ Phi Hổ đi phía sau. Phản ứng của nhà họ Hạ nằm ngoài dự đoán của Hồng Giác Hải. Sau đó, Hồ Cương, Hồ Hoàng Việt, Hồ Vĩnh Như cũng đến. Cùng đến còn có Lục Viên, Lục Kiệu nhà họ Lục. Vương Nhất gật đầu với từng người bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Hồng Giác Hải. Hội trưởng Hồng, lúc nãy ông nói, hào môn Giang Thành sẽ không cho phép chúng tôi làm càn như vậy. Đột nhiên, sắc mặt Hồng Giác Hải trở nên vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ hào môn của Giang Thành cũng cung kính với Vương Nhất như vậy. Đây không phải là tự vả mặt mình sao? Theo sau sự xuất hiện của hào môn ở Thiên An thì hào môn của Giang Thành cũng hiện thân. Nhưng bọn họ không đứng về phía Hồng Giác Hải mà ngược lại đang nhiệt tình chào hỏi nhóm người Vương Nhất. Nhân tiện cũng chào hỏi Lý Mộng Đình, Phương Huệ và Lý Tuyết Nhi. Lý Mộng Đình và Phương Huệ đều hơi sửng sốt. Đặc biệt là Phương Huệ. Hai người mơ hồ nhớ rõ khi mới đến Giang Thành, Vương Nhất từng nói anh không quen thuộc Giang Thành lắm. Lúc đó Phương Huệ còn rất vui mừng, bởi vì cô đến từ Giang Thành, còn rất nhiệt tình giới thiệu cơ cấu thế lực của Giang Thành cho Vương Nhất biết. Kết quả là những ông trùm đứng đầu Giang Thành đều tập hợp tại đây, và toàn bộ bọn họ đều rất khách khí với Vương Nhất. Lúc này, Phương Huệ mới chợt nhận ra Vương Nhất vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn. Sắc mặt của Hồng Giác Hải trở nên cực kỳ khó coi. Thế lực của Thiên An chống lưng cho Vương Nhất cũng không sao, không ngờ thế lực của Giang Thành cũng hướng khuỷu tay ra ngoài, làm chỗ dựa cho Vương Nhất. Nhiều thế lực như vậy, Hồng Giác Hải cũng không dám đối đầu trực diện với họ. Hội trưởng Hồng, ông còn muốn ra tay với tôi không? Vương Nhất bắt chéo hai chân, vẻ mặt cười như không cười nhìn Hồng Giác Hải. Vào lúc này, khuôn mặt của Hồng Giác Hải trở nên vô cùng nghiêm túc. Lúc này, rốt cuộc ông ta cũng hiểu được ý ứ của La Văn. Một người được nhiều gia chủ của các gia tộc đi theo như vậy sẽ không dễ dàng ra tay với một tiểu bối của Hiệp hội Võ Đạo. Anh có niềm kiêu ngạo của bản thân. Nhưng người của Hiệp hội Võ Đạo đã chết, dù sao cũng phải có một hung thủ đứng ra chịu trách nhiệm. Không quan trọng người nào là hung thủ. Được, Vương Nhất, món nợ này chúng ta sẽ tính toán với nhau xô. Hồng Giác Hải tối sầm mặt dân người rời đi. Nhìn bóng lưng của Hồng Giác Hải, Diệp Kình Hiên thấp giọng nói. Anh Vương, anh phải cẩn thận, Hiệp hội Võ Đạo của Giang Thành rất có thể sẽ tấn công anh trong đại hội. Những lời nói này rất mờ mịt, đa số mọi người đều không nghe thấy. Vương Nhất chỉ khẽ cười, cũng không thèm để tâm, ra tay trong đại hội thì thế nào, tôi còn đang cầu mà sợ không được ai đây. Nghe câu nói này, Diệp Kình Hiên lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thực lực của Vương Nhất rất hùng mạnh, sẽ không làm những việc mà bản thân không chắc chắn. Lúc này, xung quanh Vương Nhất đã tập hợp rất nhiều nhân vật lớn có danh dự và uy tín cao, điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngọ ai chứ các thế lực gia tộc tham gia đại hội Bắc Cảnh thì những người đến xem cuộc chiến đều là những người dân bình thường. Cho dù là Hạ Lãm hay là đám người Lương Nhật Tân thì bọn họ đều là những nhân vật lớn không thể với tới. Kinh ngạc cảm thán cũng là chuyện bình thường. Khinh Hồng, đã lâu không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi. Cách đó không xa có một giọng nói già nua chuyên đến. Một ông lão chống gậy bước tới. Theo sau ông ta là hai thanh niên khoảng chừng 30 tuổi. Chẳng qua một trong số họ phải chống nạng vì bị gãy chân. Xôn xao ngay sau đó, toàn bộ hiện trường đều khiếp sợ. Là gia chủ của Tần Thị, vương tộc Yên Đô cuối cùng cũng tới rồi. Mọi người xung quanh khán đài đều hết sức kinh hãi. Những cuộc xung đột trước đây cùng lắm chỉ là gia chủ của hào môn ở mỗi vùng. Đối với người bình thường mà nói thì điều đó có lẽ đã nằm ngoài tâm với rồi. Nhưng lúc này, ở nơi tụ tập của các ông trùm trong đại hội Bắc Cảnh thì gia chủ của hào môn cùng lắm chỉ có thể coi là trung đảng mà thôi. Vương tộc Yên Đô mới thật sự là những người đứng đầu chuỗi thức ăn. Mà ông cụ Tần Vĩnh Nghiêm thậm chí còn là nhân vật cấp gia chủ trong vương tộc Yên Đô. Ông cụ Tần sẽ không vô duyên vô cớ chào hỏi người khác, nếu không phải kết thù thì chính là báo ân.
nhưng xét theo tình hình hiện tại thì khả năng kết thù là khá lớn. Xin chào ông cụ Tần. Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi dùng nghi thức chào cao quý dành riêng cho vương tộc để chào hỏi Tần Vĩnh Nghiêm. Nhưng từ trong mắt của cô có thể thấy được sự cảnh giác cao độ. Tất cả phải kể đến chuyện bắt đầu từ 5 năm trước. Chồng của cô, Vương Nhất, đã đánh gãy chân của Tần Hồng Long, hủy hoại tương lai sáng lạn của anh ta. Toàn bộ người của Tần Thị đều rất tức giận, mối hận thù này sẽ không dần phai nhạt theo thời gian mà ngược lại ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng lúc đó Vương Nhất đang tòng quân, được quốc gia bảo vệ nên Tần Thị không còn cách nào khác. Hiện tại Vương Nhất đã xuất ngũ, Tần Thị nhất định sẽ ra tay với Vương Nhất. Đối mặt với Tần Thị to lớn như vậy, Lý Khinh Hồng căn bản không có năng lực bảo vệ Vương Nhất. Tần Vũ cũng nhìn Lý Khinh Hồng một cách suy ngầm. Bọn họ nhất định còn nhớ một chuyện. Lần trước khi Lý Khinh Hồng trở về Yên Kinh, cô đã từng bị người của Lý Thị bắt đi, định để cô tái giá với Tần Thị, trở thành con dâu của nhà đó. Nhưng đã bị Vương Nhất giận dữ chặn lại. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì Lý Khinh Hồng suýt chút nữa đã trở thành con dâu của Tần Thị. Vương Nhất cũng mỉm cười đứng dậy, vô tình dùng thân thể chặn Lý Khinh Hồng lại, chìa tay về phía ông cụ Tần. Ông cụ Tần, tôi là chồng của Khinh Hồng, tôi tin ông đã từng nghe qua tên của tôi vào 5 năm trước. Lời này vừa nói ra, không chỉ sắc mặt của đám người Tần Thị Khế thay đổi mà ngay cả đám người Lý Khinh Hồng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự là hết chuyện để nói rồi, siêu Tân Thị còn chưa nói về chuyện gãy chân của Tân Hồng Long mà anh lại chủ động nhắc đến. Trong nháy mắt, trái tim của Lý Khinh Hồng dường như dâng lên đến tận cổ họng, vô cùng khẩn trương. Tần Vĩnh Nghiêm hơi nheo mắt lại, người trẻ tuổi, tôi có thể hiểu đây là đang khiêu khích không? Trên mặt của Tân Hồng Long cũng để lộ ra một tia tức giận. Nhưng không hề có sát khí. Anh ta đang hợp tác cùng Vương Nhất, đương nhiên phải buông bỏ ân oán, nhưng đám người Tần Vũ lại không biết. Vương Nhất dường như không nhận ra lời đe dọa của ông cụ Tần Vĩnh Nghiêm, anh vẫn tươi cười ôn hòa. Có phải khiêu khích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phán đoán của ông cụ Tần. Sắc mặt Lý Khinh Hồng trở nên hoảng hốt, vội vàng ra hiệu cho Vương Nhất đừng nói nữa. Chuyện của Tần Hồng Long vốn là nỗi xấu hổ rất lớn của Tần Thị, nhưng Vương Nhất lại 5 lần 7 lượt khiêu khích, quả thực đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Tân Thị. Tân Vĩnh Nghiêm mỉm cười, tuy rằng tôi đã già, nhưng cũng là gia chủ, không thể để cho người khác xâm phạm đến uy nghiêm của gia tộc. Tôi thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, ân oán đáng lẽ phải được giải quyết từ 5 năm trước, vậy mà lại kéo dài đến tận bây giờ. Sau khi ông cụ Tần nói hết câu, đám người Lý Khinh Hồng lập tức cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ lớn. Nhiệt độ xung quanh dường như đã giảm xuống đến mức đóng băng. Những lời mà Tân Vĩnh Nghiêm nói chính là tỏ ý Tân Thị cũng đã lên kế hoạch xuống tay với Vương Nhất. Ông cụ Tân có chuyện gì vậy? Một tiếng cười sảng khoái khác vang lên. Một thanh niên cao to bước đến, trên người còn đeo một huy hiệu bằng vàng sáng lấp lánh. Phía sau, có một thanh niên đi theo, anh ta tên Vương Lâm. Vương Thị cũng tới đây. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng càng trở nên khó coi, áp lực đột nhiên nảy sinh. Vương Hạn Kiệt nhìn thấy Vương Nhất thì đột nhiên nheo mắt lại. Đây không phải là người đã ném huy hiệu của tôi lần trước sao? Nghe vậy, Lý Khinh Hồng và đám người Lý Tuyết Nhi cũng nhìn về phía Vương Nhất với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật sự quá kinh hãi. Rốt cuộc Vương Nhất đã trêu chọc bao nhiêu vương tộc rồi. Cho dù là Tân Thị hay là huy hiệu đại diện cho thân phận của Vương Hạn Kiệt bị vứt bỏ thì Lý Khinh Hồng đều không biết những điều này. Các phương tộc đều muốn nhân lúc đại hội Bắc Cảnh lần này để xuống tay với Vương Nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều sôi nổi thảo luận. Bọn họ gặp phải phiền phức rồi, đồng thời đắc tội với Vương Thị và Tần Thị. Hai nhà này cũng xem như vương tộc lâu đời ở Yên Đôi. Cho dù có được cô Lý che chở thì cũng không nên gây sự như vậy. Lần này Lý Thị cũng sẽ bị liên lụy. Nghe tiếng nghị luận ở xung quanh, sắc mặt của Vương Nhất cũng không chút thay đổi, thậm chí còn khế mỉm cười. Xem ra anh đã tìm được huy hiệu rồi nhỉ. Đáng lẽ tôi nên ném nó xa hơn một chút. Nghe vậy, trong mắt Vương Hạn Kiệt chợt lóe lên tia sát khí. Vương Nhất quay đầu lại, nhìn Lý Khinh Hồng bằng ánh mắt trấn an, sau đó lại nhìn về phía đám người phía sau Vương Hạn Kiệt. Khí tức của bọn họ rất mạnh. Thậm chí còn mãnh liệt hơn so với năm anh em mà anh từng đụng phải ở thế giới chi nhãn. Đối mặt nhóm người cường giả này, Vương Nhất tiếp tục mỉm cười, thế nào, anh tạm thời thay người đại diện mạnh hơn rồi sao? Làm càn, anh đã thủ tiêu 5 vị cường giả đại diện cho Vương Thị xuất chiến,
tôi nhất định phải báo hận rửa thùi. Vương Hàn Kiệt tức giận nói. Lý Khinh Hồng, Hạ Lãm, Hồ Cương, Lương Nhật Tân và những người khác choáng váng đến tột cùng. Năm cao thủ đại diện cho Vương Thị xuất chiến đều bị Vương Nhất Thủ tiêu sao. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vương Nhất cười đáp, Vương Thị của các người phải nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không nhờ tôi giúp kiểm tra trình độ của 5 người kia, để họ thật sự đến đại hội Bắc Cảnh thì chẳng phải Vương Thị của các người sẽ tổn thất rất lớn sao? Vương Hạn Kiệt châm mặt không nói lời nào. Mặc dù lời nói của Vương Nhất ngông cuồng, nhưng cũng có vài phần sự thật. Anh ta lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm thậm chí không dám hó hé câu nào, bởi vì 5 anh em kia là do anh A tìm đến. Vốn tưởng rằng đã đủ đại diện cho Vương Ị Thị xuất chiến, không ngờ lại bị Vương Nhất Thủ tiêu trong một hiệp. Sau khi xảy ra sự việc kia, Vương Lâm suýt chút nữa đã bị Vương Hạn Kiệt mắng chửi đến chết. Mặc kệ như thế nào, nếu như anh đã tấn công cường giả của Vương Thị tôi thì chính là kẻ thù của Vương Thị. Vương Hạn Kiệt lạnh lùng nói với Vương Nhất. Lý Khinh Hồng khẩn trương nắm tay Vương Nhất, cô có thể cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ. Trên mặt Vương Hạn Kiệt mang theo một nụ cười chế giễu, lần trước chỉ do bất cẩn thôi. Hiện tại, anh cảm thấy mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Bên phía Tần Thị đã ngừng nói, bọn họ đang mỉm cười hả hê khi nhìn thấy người khác gặp họa. Kết quả mà bọn họ muốn chính là Vương Nhất phải trả giá cho tất cả. Không quan trọng người nào sẽ ra tay. Bởi vì những hành động của Vương Nhất đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Tần Thị. Lúc này, đã có Vương Thị ra tay thay Tần Thị, bọn họ vui mừng còn không kịp. Bầu không khí tại hiện trường ngưng trọng và vô cùng nghiêm túc, như thể cuộc xung đột sẽ bùng nổ trong khoảnh khắc tiếp theo. Lý Khinh Hồng đã cầm sẵn điện thoại di động trong tay, nếu xảy ra chuyện không ổn thì cô sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Từ khi nào mà lá gan của Vương Thị lại lớn như vậy, ngay cả con rể của tôi mà cũng dám động vào. Đột nhiên, ngay lúc này lại có một giọng nói bình tĩnh mà uy nghiêm của phụ nữ vang lên. Âm thanh này giống như tiếng sét đánh giữa trời quang. Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc với giọng nói này. Cho dù đã qua 20 năm thăng trầm cũng không bao giờ quên được. Sắc mặt của Vương Hạn Kiệt trở nên hoảng sợ, Tần Vĩnh Nghiêm cũng khẽ run rẩy, trong mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng. Không có nhiều người có thể khiến Tần Vĩnh Nghiêm cảnh giác. Nữ vương của Yên Kinh vào 20 năm trước chính là một trong số đó. Nghe được giọng nói này, khuôn mặt Lý Khinh Hồng hơi biến sắc, nhưng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô biết người phụ nữ kia xuất hiện thì bọn họ sẽ không sao cả. Ánh mắt của mọi người đều nhìn theo, chỉ thấy một nhóm người tiến đến. Đi đầu là hai người phụ nữ giống như nữ vương. Năm tháng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người họ, ngược lại còn có một sức hút trưởng thành như đã trải qua thế tục. Mẹ vợt gì nhỏi. Trên mặt Vương Nhất cũng xuất hiện nụ cười thản nhiên. Hai người phụ nữ đại diện cho Lạc Thị chậm rãi tiến đến đây chính là mẹ vợ và dì nhỏ của Vương Nhất. Lạc Thanh Hiền và Lạc Thanh Thủy. Cảnh tượng này rơi vào mắt những người đứng xem xung quanh, không một ai không trợn mắt há hốc mồm. Đây chẳng phải là vương tộc Lạc Thị sao? Hiện tại đã có ba vương tộc Yên Đô xuất hiện ở chỗ này. Ba vương tộc lớn tề tụ, sẽ xảy ra xung đột gì sao? Ánh mắt của những người đứng xem xung quanh đầy kinh hoàng và chấn động, bọn họ bàn tán sôi nổi. Trên thực tế, sau Tần Thị, Vương Thị lần lượt xuất hiện cũng đã khiến bọn họ đủ kinh hãi rồi. Và sự xuất hiện của Lạc Thị lại càng đẩy mâu thuẫn ở nơi này lên đến đỉnh điểm. Dù sao cũng là vương tộc Yên Đô, một gia tộc tùy tiện xuất hiện thôi cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Càng không cần nói đến việc ba vương tộc lớn đã hề tụ tại đây. Hàng loạt ánh mắt kinh ngạc và thảng thốt nhìn về phía Vương Nhất với vẻ không thể in được. Mọi người đều thầm nghĩ rốt cuộc chàng trai này có năng lực gì lại có thể khiến ba vương tộc lớn xuất hiện vì anh. Cộp cộp cộp, cách đó không xa. Tiếng bước chân giòn vang của Lạc Thanh Hiền và Lạc Thanh Thủy vang lên. Hai người nắm tay nhau bước vào, cho dù là ngoại hình hay khí chất đều đỉnh cao. Người sau mặc một chiếc áo khoác thời trang thật dài, che phủ phần dưới của cơ thể, bó sát để lộ mắt cá chân trắng như tuyết, dưới da có thể mơ hồ nhìn thấy từng đường gân xanh hơi mờ. Phấn mắt màu tím nhạt được vẽ trên lông mi trông vô cùng quyến rũ. Dì nhỏ luôn là người đi đầu trong các mốt thời trang, dung mạo tỷ lệ nghịch với tuổi tác. Nếu nói bà ta tầm 30 tuổi cũng sẽ có khối người tin. Nhưng khác với Lạc Thanh Thủy, Lạc Thanh Hiền lại giống một miếng ngọc hổ phách đã lắng đọng trong một thời gian dài,
sự hào nhoáng đã biến mất. Cho dù đã hoàn tục nhưng bà ta vẫn duy trì thói quen ăn chay niệm Phật, cả người trông lãnh đạm mà điềm tĩnh. Tựa như chỉ cần đứng cạnh bà ta thì con người sẽ quên đi ân oán thù địch. Đằng sau lưng họ cũng có rất nhiều cao thủ với khí thế mạnh mẽ, đại diện cho Lạc Thị xuất chiến ở Đại hội Bắc Cảnh. Con không sao chứ? Cuối cùng, khi hai người đã đi đến bên cạnh Lý Khinh Hồng, Lạc Thanh Hiền nhẹ nhàng hỏi. Không sao. Lý Khinh Hồng ôn hòa đáp lại. Lạc Thanh Hiền cũng không để ý, chỉ mỉm cười nhẹ. Bà chủ. Ở phía sau, Lý Thiên Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn Lạc Thanh Hiền, kích động gọi lớn. Lạc Thanh Hiền quay đầu nhìn lại, nụ cười trên khuôn mặt càng sâu hơn. Tôi đã không còn là bà chủ của Lý Thị, ông Su không cần gọi tôi là bà chủ, mặc dù sự kiện tranh giành con gái đã xảy ra 20 năm trước, nhưng Lý Thiên Dương vẫn theo bản năng kính sợ Lạc Thanh Hiền. Thằng nhóc, chẳng phải tôi đã nói với cậu là nếu gặp phiền phức thì nhất định phải gọi điện cho dì nhỏ sao? Dì nhỏ sẽ ra mặt giúp cậu. Lạc Thanh Thủy bước đến bên cạnh Vương Nhất, vẻ mặt hơi tức giận, bà ta không hài lòng vì Vương Nhất không thông báo cho mình biết. Đối với chuyện lần này, Vương Nhất đành phải cười khổ, con đã biết, lần sau nhất định sẽ gọi điện cho dì nhỏ. Dựa vào bản tính sợ thiên hạ không đủ loạn của dì nhỏ, e rằng thể nào cũng làm cho người ta đầu rơi máu chảy thì mới chịu bỏ qua. Trong lúc vô tình, nơi này đã biến thành hai nhóm người đối đầu lẫn nhau. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, Lạc Thị cùng một phe, Tần Thị cùng Vương Thị cùng một phe. Sắc mặt của Vương Hàn Kiệt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ một mình Lạc Thanh Thủy cũng đã khiến anh ta cảm thấy áp lực, đừng nói đến người đứng bên cạnh bà ta là nữ vương Yên Kinh, người từng oai phong lẫm liệt một cõi vào 20 năm trước. Dì Lạc, thằng nhóc kia không chỉ đả thương cao thủ của Vương Thị mà còn vứt huy hiệu thân phận của cháu, chẳng lẽ các người muốn bao che cho anh ta sao? Vương Hàn Kiệt trầm giọng hỏi. Bao che? Lạc Thanh Thủy cười lạnh lùng nói, cháu rể của tôi cũng không làm gì sai, tôi bao che cái gì đây? Là do cao thủ của Vương Thị các người kém cỏi hơn người khác, trách được ai? Về phần ném huy hiệu của cậu, tôi cũng không nhìn thấy Vương Nhất ném nó đi, cho nên không tính. Hai tay Lạc Thanh Thủy chống nạnh, hung hăng giận dữ hét vào mặt Vương Hàn Kiệt. Có một người chỉ lợi hại làm chỗ dựa, Lạc Thanh Thủy đã quen với việc cậy mạnh lớn tiếng. Chỉ cần không phải là nhân vật lớn đứng đầu trong vương tộc, còn lại những người khác thì Lạc Thanh Thủy luôn luôn không sợ, muốn mắng cứ mắng thôi. Vương Hàn Kiệt ở bên này trở nên đờ đần, bị mấy câu nói của Lạc Thanh Thủy làm cho ngây người. Rõ ràng anh ta mới là người bị hại, sao đến miệng của Lạc Thanh Thủy thì bản thân lại biến thành một tên tội phạm hung ác vậy? Hơn nữa, cái gì mà không nhìn thấy Vương Nhất vứt huy hiệu nên không tính chứ? Sau khi bình tĩnh lại, Vương Hàn Kiệt giận đến mức run cả người, khuôn mặt cũng tái xanh. Khinh người quá đáng. CMN khinh người quá đáng. Dì Lạc, tôi tôn trọng dì là tiền bối nên mới gọi một tiếng dì. Nhưng nếu dì không phân biệt được đúng sai thì cũng đừng trách Vương Thị của tôi không khách sáo. Vương Hàn Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Thủy, trầm giọng nói. Cậu đang vô lễ với tôi à? Tôi còn đang mong cậu đừng khách sáo với tôi nữa đấy. Lạc Thanh Thủy sải bước đến trước mặt Vương Hàn Kiệt, mặc dù không cao bằng anh ta nhưng khí thế không hề thua kém. Bà ta liếc nhìn huy hiệu thân phận trên áo của Vương Hàn Kiệt, đột nhiên vươn tay giật lấy, sau đó trực tiếp ném thẳng vào thùng rác cách đó không xa. Nhìn thấy chưa, hiện tại mới thật sự vứt huy hiệu của cậu đi đấy. Lạc Thanh Thủy nhìn Vương Hàn Kiệt, lạnh lùng nói. Bùm! Lần này, tất cả người của Vương Thị đều phẫn nộ. Vương Lâm tức giận hét vào mặt Lạc Thanh Thủy, bà thật to gan, dám vứt bỏ huy hiệu của anh trai tôi. Vương Hàn Kiệt đã giận dữ đến mức sắc mặt tái nhợt, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Đây đã là lần thứ hai anh ta bị vứt huy hiệu kể từ khi đến Giang Thành. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình và những người khác cũng sững sờ. Không ngờ gì nhỏ sẽ dùng cách thức này để đánh trả. Đây chẳng phải là đang tát vào mặt Vương Hàn Kiệt một lần nữa, thậm chí còn dẫm nát tôn nghiêm của toàn bộ Vương Thị trên mặt đất. Phụ nữ nhà họ Lạc, bà thật quá đáng. Lúc này, một giọng nói già nua nhưng chứa đầy sự phẫn nộ vang lên. Ông cụ Tân Vĩnh Nghiêm cũng nổi giận khi nhìn thấy cảnh này. Đôi mắt đục ngầu của ông ta thản nhiên nhìn Lạc Thanh Thủy, mau nhặt huy hiệu thân phận của Vương Hàn Kiệt lên, lau sạch rồi trả lại cho cậu ta. Chuyện này có thể xem như chưa từng xảy ra. Lạc Thanh Thủy cuối cùng cũng cảm thấy hơi e ngại khi đối mặt với gia chủ của Tân Thị, nhưng bà ta cũng không sợ hãi lắm.
bởi vì chị gái của bà ta đang ở bên cạnh. Lời này sai rồi. Rốt cuộc Lạc Thanh Hiền cũng tiến lên một bước, đi đến trước mặt em gái mình, nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt đã phai nhạt không ít. Đạo Phật có một câu nói, vạn vật đều chú ý tới nhân quả. Tân thị của các người cùng Vương thị ức hiếp người nhà của tôi trước, em gái tôi chỉ vứt huy hiệu thân phận của tiểu bối Vương thị để chút giận, tại sao lại không thể chứ? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của người hai bên Tần, Vương đều thay đổi rõ rệt. Tân Vĩnh Nghiêm khẽ thở dài một tiếng trong lòng, cho dù đã rời khỏi Yên Kinh 20, nhuệ khí và sự sắc bén của năm đó đã bị bào mòn nhưng nữ vương Yên Kinh vẫn là nữ vương Yên Kinh. Điều này chưa từng thay đổi. Nhưng tại sao bà không hỏi xem vì nguyên nhân gì mà Tần thị của tôi và Vương thị lại đến gây phiền toái cho người nhà bà? Ánh mắt sắc bén của Tần Vĩnh Nghiêm nhìn chằm chằm Lạc Thanh Hiền. Lạc Thanh Hiền chỉ khẽ lắc đầu, không cần hỏi, con người của tôi không có ưu điểm nào khác ngoài trừ bênh vực người mình. Người mà các người muốn đánh là con rể của tôi, người bị liên lụy là con gái lớn mà tôi luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Âm thanh này vang lên, trên người Lạc Thanh Hiền đồng thời xuất hiện một luồng khí vô hình nhưng lại rất mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc. Bao gồm cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Vương Hạn Kiệt cảm thấy có chút khó thở trước khí thế này. Tôi tụng kinh niệm Phật 20 năm, xem danh lợi tài quyên như mây khói, tất cả đều buông bỏ được, nhưng chỉ có bọn họ là tôi không bỏ xuống được. Nói xong của cuối cùng, ánh mắt của Lạc Thanh Hiền đã sớm trở nên lạnh lẽo. Mưa gió sắp ào đến, mây đen tràn ngập khắp thành phố. Hiện trường trở nên yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ của Lạc Thanh Hiền vang lên. Không biết tại sao nhưng tất cả mọi người có mặt tại đây, kể cả Tần Vĩnh Nghiêm đều cảm nhận được một áp lực cực kỳ lớn. Tính tình của Lạc Thanh Hiền đã trầm ổn hơn rất nhiều, cũng không dễ dàng tức giận, nhưng không có nghĩa là bà ta không nóng tính. Một người ít khi tức giận lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Ngay cả Tần Vĩnh Nghiêm cũng cảm thấy sợ hãi trước khí thế trên người Lạc Thanh Hiền. Tôi mặc kệ ai đúng ai sai, tôi chỉ thấy hai vương tộc của các người đang hợp tác ức hiếp người nhà tôi, xem tôi không tồn tại. Giọng nói của Lạc Thanh Hiền đột nhiên ăng lên quãng tám. Trong nháy mắt, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Một số người nhút nhát suýt chút nữa đã sợ đến mức ngất xỉu. Vương Nhất cũng choáng váng. Đây chính là mẹ vợ của mình sao? Khí thế cũng quá cường đại rồi. Y vào giờ phút này, Lạc Thanh Hiền chính là nữ vương chân chính nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lý Khinh Hồng là người bình tĩnh nhất trong số họ, bởi vì khi còn nhỏ cô đã nhìn thấy khí thế này rất nhiều. Thậm chí có thể khoa trương nói một câu, Lạc Thanh Hiền ở hiện tại so với thời kỳ đỉnh cao trước đó không hề kém cạnh một chút nào. Cho nên cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ bình tĩnh uống một ngụm nước. Không yêu ti độ Lạc Thanh Hiền nhìn Tân Vĩnh Nghiêm và Vương Hạn Kiệt, vô cùng bình tĩnh nói ra một chữ cút. Người có khí chất, ngay cả lúc mắng chửi người khác thì cũng cảm thấy bà ta rất có tố chất. Vào giờ phút này Lạc Thanh Hiền thốt ra từ cút, nhưng không ai dám không tuân theo. Gia chủ nhà họ Tần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước khí thế mạnh mẽ của Lạc Thanh Hiền, sắc mặt của Vương Hạn Kiệt có chút tái nhợt, chỉ có thể quay sang cầu cứu Tần Vĩnh Nghiêm. Trái tim của Tân Vũ và Tân Hồng Long cũng đập thình thịch, hai người nhìn Lạc Thanh Hiền. Khi Lạc Thanh Hiền rời khỏi Yên Kinh vào 20 năm trước, bọn họ vẫn còn nhỏ, chỉ nghe nói về truyền thuyết của Lạc Thanh Hiền, chưa từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ thật sự tức giận của Lạc Thanh Hiền. Hiện tại, 20 năm trôi qua, khi Lạc Thanh Hiền nổi giận một lần nữa, bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ. Vậy thì có thể tưởng tượng được ở Yên Kinh 20 trước, mọi người kính sợ Lạc Thanh Hiền đến mức nào. Tân Vĩnh Nghiêm cũng cảm thấy cực kỳ áp lực, nhưng ông ta vẫn không có ý định dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Thanh Hiền, ngay cả trưởng bối như tôi mà bà cũng xem thường sao? Tân Vĩnh Nghiêm lạnh lùng nói. Lạc Thanh Hiền bình tĩnh đáp, chính vì trong mắt tôi vẫn xem ông là trưởng bối nên tôi mới nói với ông những lời này. Nếu là tôi của 20 năm trước, sao tôi còn có thể nhiều lời như vậy? Nghe vậy, sắc mặt của Tân Vĩnh Nghiêm cũng thay đổi rõ rệt. Đúng thật. Nếu như là Lạc Thanh Hiền của 20 năm trước thì đã sớm cho một cái tát rồi. Tuy nhiên câu này đã nhắc đến một điểm quan trọng. Bây giờ không phải 20 năm trước. Lạc Thanh Hiền cũng không phải Lạc Thanh Hiền của 20 năm trước. Bà bây giờ chỉ là một người thường đã hoàn tục. Thanh Hiền à, bà nên nhìn rõ thực tế, bây giờ không phải là thời đại của bà. Khí thế của Tần Vĩnh Nghiêm cũng dần trở nên mạnh mẽ, nheo mắt nhìn Lạc Thanh Hiền nói, bây giờ bà cùng lắm chỉ là một người bình thường.
trong tay không có chút quyền lực gì, bà có tư cách gì nói với tôi những câu này? Sau khi nghe Tần Vĩnh Nghiêm nói, Vương Hạn Kiệt cũng kịp phản ứng lại. Khi nhắc tới Lạc Thanh Hiền, trong tiềm thức của mọi người sẽ luôn nhớ đến nữ vương Yên Kinh. Từ đó kính nể và sợ hãi bà ta. Nhưng suy cho cùng, bà ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường đã xuất gia và hoàn tục thôi. Lạc thị của hiện tại đã sớm không còn thuộc quyền quản lý của bà ta nữa. Nghĩ đến đây, trên mặt Vương Hạn Kiệt không khỏi tức giận. Bản thân lại bị một người phụ nữ chỉ biết dựa vào quyền lực và sống trong quá khứ giáo huấn. Thân sắc của Lạc Thanh Thủy có chút hốt hoảng, bởi vì Tân Vĩnh Nghiêm đã nói trúng đích. Chị gái của bà ta hiện tại không có chút quyền lực nào ở Lạc thị, sở dĩ có thể trở lại nhà họ Lạc một lần nữa vẫn nhờ vào địa vị của bà ta ở Lạc thị. Gia chủ hiện tại của Lạc thị cực kỳ kiêng kỵ sức ảnh hưởng của Lạc Thanh Hiền, rất sợ bà ta cướp mất địa vị nên không cho bà ta giữ bất cứ chức vụ nào. Cho nên, bây giờ ở Lạc thị, Lạc Thanh Hiền hoàn toàn là một người nhàn rỗi, một số người còn ở sau lưng âm thầm cười nhạo chị gái của bà ta chỉ là một bình hoa có tiếng mà không có miếng. Nhưng Lạc Thanh Hiền chỉ thản nhiên mỉm cười, tôi thật sự giống như những gì các người đã nói, chỉ là một truyền thuyết đã suy tàn, nhưng tôi vẫn có cách khiến các người phải cúi đầu xưng thần. Ha ha ha! Vương Hạn Kiệt không nhịn được bật cười thành tiếng. Biết Lạc Thanh Hiền chỉ là một con hổ giấy, anh ta cái gì cũng không sợ nữa, vậy bà nói cho tôi biết, bà làm thế nào để khiến chúng tôi phải cúi đầu xưng thần? Hôm nay cho dù có các người có Lạc thị chống lưng thì trước khi đại hội Bắc Cảnh bắt đầu, chúng tôi nhất định phải dạy dỗ con rể bà một bài học. Về phía Tần Thị, Tần Vũ cũng để lộ nụ cười nhẹ nhõm. Gương mặt của Tần Hồng Long vẫn lạnh lùng như trước. Không nhìn ra vui mừng hay tức giận, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng cho Vương Nhất. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là Lạc Thanh Hiền, nhưng Lạc Thanh Hiền chỉ là một con hổ giấy, căn bản không có chút tác dụng nào cả. Ngay cả Lý Khinh Hồng cũng tò mò nhìn Lạc Thanh Hiền, muốn biết rốt cuộc bà ta có thể làm được gì. Chỉ thấy Lạc Thanh Hiền mỉm cười, chậm rãi quay đầu nhìn Vương Nhất. Bởi vì tôi có một người con rể tốt. Các người cho rằng tôi đến nên đám người Khinh Hồng mới an toàn sao? Sai rồi. Cho dù chúng tôi không đến thì các ngươi cũng không thể động được một sợi tóc của Khinh Hồng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vương Hạn Kiệt, Tần Vũ, thậm chí là Tân Vĩnh Nghiêm đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất. Sao đi một vòng lớn lại quay về Vương Nhất thế? Ha ha ha! Một lúc sau, Vương Hạn Kiệt không nhịn được bật cười thành tiếng. Vương Lâm đứng sau cũng bật cười. Dì Lạc đang nói gì thế? Bà dám đánh cược bảo bối của mình cho Vương Nhất, bà không biết anh ta còn chẳng được Lý Thị thừa nhận là con rể sao? Lý Thị chỉ hận không thể chờ anh ta chết, làm sao có thể ra tay cứu giúp chứ? Ngay cả ông cụ Tần Vĩnh Nghiêm cũng bật cười. Có thể thấy trò cười này lố bịch đến mức nào. Nhưng Lạc Thanh Hiền lại không hề tức giận, chỉ quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất. Con có biện pháp, đúng không? Vương Nhất mỉm cười gật đầu, mẹ vợ, mẹ đã vất vả rồi. Chuyện kế tiếp cứ giao cho cơn. Vương Hạn Kiệt không có thái độ tốt như vậy với Vương Nhất. Anh ta trực tiếp tỏ vẻ khinh thường, chỉ vào Vương Nhất mắng, một tên phế vật như anh thì có năng lực gì chứ? Vương Nhất hướng về phía thùng rác cách đó không xa, bĩu môi nói, tôi cảm thấy nếu anh có thời gian mắng chửi ở chỗ này thì không bằng lục tìm huy hiệu của mình trong thùng rác trước đi, đừng để lát nữa nó thật sự bị vứt đi. An Hy! Vương Hạn Kiệt vô cùng tức giận vì những câu nói kia. Lý Khinh Hồng cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất, vừa ôm Vương Tử Lam vừa nhẹ nhàng hỏi, anh thật sự có thể chứ? Vương Nhất cười nói, em chỉ cần tin tưởng chồng mình thôi. Nói xong, anh ta lập tức đứng lên, nhìn người của hai gia tộc lớn Vương Thị cùng Tần Thị, cười nói, có vài ân oán không thể tránh khỏi, nếu các người muốn giải quyết thì cứ giải quyết ở đây đi. Trước tiên, nếu các người có thể giải quyết. Vừa dứt lời, anh ta đã gọi điện thoại, có thể tiến vào. Lời này vừa nói ra, cho dù là Tần Thị hay Vương Thị cũng đều vô thức nhìn xung quanh. Kết quả không có người nào. Vương Hạn Kiệt tỏ vẻ khinh thường, vẫn còn giả thần giả quỷ. Chắc vẫn còn đang trên đường tới. Vương Nhất giải thích, các người muốn tìm tôi trả thù thì cũng được thôi. Nhưng phải nói xem đó là hình thức trả thù gì. Mối hận của tôi và Vương Thị chỉ là tạm thời. Hơn nữa tôi cũng có huy hiệu thân phận của Vương Thị, quy định của Vương Thị nghiêm cấm nội bộ chém giết lẫn nhau. Cho nên anh không thể xuống tay với tôi. Chỉ thấy Vương Nhất lấy ra một huy hiệu ánh vàng rực rỡ, giống hệt cái của Vương Hạn Kiệt. Huy hiệu thân phận của Vương Thị. Lần này, vẻ mặt của Vương Hạn Kiệt trở nên hết sức khó coi.
Tần Vũ tiến lên một bước, nhìn Vương Nhất nói, vậy thì thù oán của anh và Tần thị chúng tôi chắc hẳn là mối thù không đội trời chung phải không? Tần Vũ cười nói, em họ Tần Hồng Long của tôi, hai chân của cậu ta đều bị anh đánh gãy, người làm anh như tôi thay cậu A báo thù cũng không quá đáng đâu nhỉ. Lời này vừa nói ra, Tần Hồng Long đứng phía sau lập tức sửng sốt. Lời nói kia cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu cẩn thận nghiền ngẫm sẽ phát hiện anh ta đang dùng góc độ của gia chủ để nói chuyện. Đã ngầm thừa nhận chính mình là gia chủ. Vương Nhất cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng anh nói được thì nhất định phải làm được đấy. Tần Vũ cũng mỉm cười, Tần thị của tôi cùng Vương thị đứng ở chỗ này có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đối phó với một mình anh mà còn không thể làm được sao? Lời này vừa nói ra, bất kể là cao thủ đứng sau Tần thị hay cường giả của Vương thị cũng đều tỏ vẻ khinh thường. Có lẽ theo quan điểm của bọn họ thì bọn họ vốn dĩ không cần phải ra tay. Vương Nhất ở gật đầu, vẫn chưa đủ. Cái gì? Ngay lập tức, tất cả mọi người đều tỏ ra giận dữ. Khi đang chuẩn bị hành động, Ngài Vương, Chủ nhân, hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Một giọng nói trầm khàn, giống như một đoạn băng ghi âm cũ đã được mở nhiều lần. Còn giọng nói khác lại rất non nớt và ngây thơ, giống như giọng nói của một đứa bé. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Chỉ thấy ở phía cổng, hai người có vóc dáng cực kỳ chênh lệch đang bước đến. Bọn họ gồm một nam một nữ, người nam mặc quần áo đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt màu đen, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lùng quỷ dị. Cô bé bên cạnh cũng chỉ khoảng 11-12 tuổi, người như tạc bằng ngọc, lông mày rậm, hai mắt to tròn. Trong tay còn cầm một hộp sữa chua lớn, dáng vẻ trông rất vô hại. Nhưng chỉ có những người quen thuộc với cô mới biết hầu hết mọi người đều sẽ bị vẻ ngoài dễ thương của cô đánh lừa, thủ đoạn giết người của cô cực kỳ độc ác và dã man. Bọn họ chính là Thiết Diện và Hồng Phật. Thiết Diện vốn dĩ là sát thủ của Tây Cảnh, trong khi Hồng Phật thuộc tổ chức sát thủ Võng Lược, là sư muội đồng môn của Lãnh Nhan, nhưng hiện tại đã quy thuận Vương Nhất. Không ai trong số những người có mặt ở đây từng nhìn thấy Thiết Diện cùng Hồng Phật nên bọn họ mở to mắt kinh ngạc. Đây là tổ hợp kỳ lạ gì vậy? Ha ha ha! Vương Hạn Kiệt và Vương Lâm cũng không nhịn được cười lớn, Vương Nhất, anh chỉ dựa vào hai người này để đối phó với chúng tôi sao? Anh cho rằng cao thủ của chúng tôi là loại người gì? Nghe thấy bọn họ khinh thường mình, Thiết Diện không có phản ứng gì, nhưng Hồng Phật lại cực kỳ giận dữ, trừng mắt nhìn đám người kia. Nhưng do tuổi tác còn quá nhỏ nên khi tức giận thậm chí còn khá đáng yêu. Vương Hạn Kiệt và những người khác càng cười vui vẻ hơn, không ngừng kêu Hồng Phật dễ thương. Còn có một người sau lưng các người. Vương Nhất chỉ về phía sau bọn họ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Nhã Mi mặc áo khoác da đang lạnh lùng bước tới. Khoảnh khắc khi Khương Nhã Mi xuất hiện, cho dù là Tần thị hay Vương thị, thậm chí là Lạc thị cũng đều cảm thấy áp lực nặng nề. Có một loại người trời sinh sẽ mang đến một cảm giác vô cùng áp bức cho người khác, cho dù đã cố gắng kiềm nén khí thế đó của mình nhưng khí tức phát ra từ bản thân cũng sẽ vô hình ảnh hưởng đến những người xung quanh. Giống như một kẻ sát nhân thật sự, càng mang nhiều sinh mạng trên người thì sẽ càng nảy sinh sát khí. Mặc dù Khương Nhã Mi không có kinh nghiệm thân kinh bách chiến như Vương Nhất, nhưng đã có rất nhiều cường giả từng chết trong tay cô. Điều thật sự khiến đám vương tộc Yên Đô sợ hãi chính là luồng sát khí hung hãn này. Gia chủ cẩn thận! Cậu chủ, mau lùi lại! Đám cường giả của Tần Thị và Vương Thị đều cảnh giác nhìn Khương Nhã Mi như thể đang đối mặt với kẻ thù. Từ trên người Khương Nhã Mi, bọn họ đều cảm nhận được một khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Khương Nhã Mi vẫn luôn nhìn thẳng, cũng không hề xuống tay, chỉ đi về phía Vương Nhất. Nhưng phía trước lại có cường giả của vương tộc đang đứng chặn trước mặt. Khương Nhã Mi dừng bước, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Tránh ra! Khương Nhã Mi thản nhiên mở miệng. Suốt xoẹt xoẹt ti ngay sau đó, một sự kiện xảy ra khiến mọi người đều khiếp sợ. Tất cả cường giả của vương tộc đang đứng trước mặt Khương Nhã Mi đều cảnh giác tránh sang một bên. Giống như sóng lớn phá vỡ mặt hồ, Khương Nhã Mi mạnh mẽ phá vỡ để tạo nên một con đường. Bất cứ nơi nào cô đi qua, đám đông đều nhường đường. Người phụ nữ này, những người đứng cạnh Lý Khinh Hồng cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng dáng của Khương Nhã Mi. Đặc biệt là Lý Mộng Đình. Cô từng nhìn thấy Lãnh Nhan, nhưng khí thế trên người của người phụ nữ này còn mạnh mẽ hơn cả Lãnh Nhan. Càng trong trẻo và lạnh lùng hơn, cô Phương tự thưởng. Một người phụ nữ như vậy thật sự rất quyến rũ. Là chị dâu của anh rể.
Lý Tuyết Nhi kích động kêu lớn. Cô từng gặp Khương Nhã Mi. Lúc trước khi cô bị bắt cóc, Khương Nhã Mi đã cứu cô. Cô cảm thấy Khương Nhã Mi thật sự rất ngầu. Đặc biệt là chiếc áo khoác da vừa gợi cảm lại vừa lạnh lùng. Lý Tuyết Nhi rất ngưỡng mộ người này. Lý Khinh Hồng cũng nhận ra Khương Nhã Mi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bắt đầu cảm thấy có chút nghi ngờ. Bề ngoài có vẻ là chị dâu, nhưng Lý Khinh Hồng biết Khương Nhã Mi mới chính là mối tình đầu của Vương Nhất. Chỉ là mối tình đầu này đã sớm chết hiểu trước khi kịp bắt đầu. Khương Nhã Mi từ mối tình đầu trở thành chị dâu. Lần trước, cô đến Giang Thành muốn tạo cho Vương Nhất một bất ngờ, nhưng ngoài ý muốn lại thấy Vương Nhất và Khương Nhã Mi ở cùng một căn phòng. Theo một nghĩa nào đó, Khương Nhã Mi chính là sự uy hiếp lớn hơn cả Diệp Thúy Như. Nhưng Lý Khinh Hồng không thể nói ra. Dưới ánh nhìn soi mói của nhiều người, Khương Nhã Mi cuối cùng cũng đã bước đến bên cạnh Vương Nhất. Biểu cảm trên mặt của Hồng Phật và Thiết Diện từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng. Chào cô Khương. Đám người Diệp Kình Thiên của Hiệp hội Võ đạo Thiên An cũng lần lượt bước đến chào hỏi. Khương Nhã Mi từng đảm nhiệm qua chức vụ huấn luyện viên của Hiệp hội Võ đạo, bao gồm cả Diệp Kình Hiên, mỗi một người đều vừa kính trọng vừa oán hận Khương Nhã Mi. Nhà họ Hạ, nhà họ Lương lại lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nhã Mi. Không chỉ thán phục trước vẻ đẹp của Khương Nhã Mi mà còn kinh ngạc trước thực lực của cô. Ồ, chị Nhã Mi còn phách lối hơn cả. Hồng Phật cầm hộp sữa chua, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Khương Nhã Mi. Cô nằm mơ cũng muốn có được khí chất nữ vương như Khương Nhã Mi. Nhưng vóc dáng của bản thân quá nhỏ, không thể có được khí thế như vậy. Vương Nhất vẫn ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối cũng không hề đứng lên. Anh cười như không cười nhìn Tần Vũ và Vương Hạn Kiệt nói, bây giờ các người còn muốn xuống tay với tôi nữa không? Tần Thị và Vương Thị im lặng như tờ, sắc mặt của Tần Vũ, Tần Vĩnh Nghiêm, Vương Hạn Kiệt và những người khác đều tối sầm lại. Lạc Thanh Thủy cũng không thể tưởng tượng được nhìn Vương Nhất, không ngờ anh lại có trợ thủ đắc lực như vậy giúp đỡ. E rằng không có cường giả nào trong vương tộc Yên Đô là đối thủ của người phụ nữ mặc áo da này. Có phải tôi cũng nên mua một chiếc áo khoác da mặc không? Lạc Thanh Thủy nhìn chằm chằm áo khoác da màu đen sáng bóng trên người Khương Nhã Mi, sau đó so sánh với dáng người của bản thân và lẩm bẩm. Người bình tĩnh ở hiện trường chính là Lạc Thanh Hiền. Sắc mặt của bà ta từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chưa từng tỏ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Tân Vũ khó coi nhìn Vương Nhất. Chẳng lẽ anh chỉ biết núp sau lưng đàn bà thôi sao? Một mình Khương Nhã Mi đã khiến hai vương tộc lớn kinh hãi, Tân Vũ cũng chỉ có thể nói như vậy. Vương Hạn Kiệt lại bật cười lạnh lùng, cùng lắm chỉ là một người phụ nữ mà thôi, có thể ngăn cản được cường giả của hai vương tộc lớn sao? Đối với chuyện này, Vương Nhất chỉ không nhịn được mà bật cười, quay đầu nhìn Hồng Phật và Thiết Diện. Sàn diễn của các người đã bị Nhã Mi đoạt đi rồi. Hồng Phật là người đầu tiên nổi giận. Khinh người quá đáng. Dưới lớp mặt nạ, Thiết Diện cũng hừ một tiếng. Cả hai bọn họ đều là cường giả, có sự kiêu ngạo của riêng mình, nhưng lúc này lại bị coi thường như vậy. Không dọa các người một chút thì các người sẽ không biết tôi đáng sợ thế nào. Hồng Phật tức giận nói. Lời này vừa nói ra, những cao thủ của Tần Thị và Vương Thị đều bật cười. Một cô bé còn vị thành niên thì có thể lợi hại bao nhiêu? Huýt. Hồng Phật lập tức huýt sáo một tiếng. Trong nháy mắt, ở chỗ Tần Kỳ và những người khác đang đứng bất ngờ xuất hiện hàng loạt những con rết. Bọn họ đều bị dọa sợ. Tại sao trong sân vận động lại có rết? Thậm chí còn có không ít con đang bò lên người, nhưng chúng cũng chỉ leo chứ không hạ độc. Bé ngoan, có thể rời đi rồi. Hồng Phật cười hì hì nói. Xào xạc. Những con rết nhanh chóng biến mất. Im lặng. Hiện trường yên tĩnh giống như đã chết. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trợn to hai mắt nhìn Hồng Phật như nhìn thấy quỷ. Những con rết kia đều do cô gái này tạo ra sao? Tuy nhiên, không đợi bọn họ phục hồi tỉnh thần lại sau cơn hoảng sợ thì một ánh sáng lạnh lão thoáng qua cùng tiếng gió thổi vù vù. Hai gò má của Vương Hạn Kiệt đột nhiên lạnh lẽo, như thể có thứ gì đó vừa lướt qua má anh ta. Anh ta dùng tay chạm vào, vậy mà là máu tươi. Sau đó, tất cả mọi người đều thấy rõ thứ gì vừa lướt qua. Là một kim châm. Ngân châm, anh, các người. Ngay sau đó, tâm mắt của bọn họ dừng trên người Thiết Diện. Anh bắn cây ngân châm này vào lúc nào? Thiết Diện cười lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Đám người Tần Vũ và Vương Hạn Kiệt há hốc mồm hít một hơi thật sâu. Khiếp sợ, quá kinh hãi. Lúc trước,
bọn họ còn cảm thấy Hồng Phật và Thiết Diện là kẻ vô dụng, nhưng hiện tại xem ra bọn họ đã lầm. Vương Nhất đột nhiên đứng dậy, nhìn Tân Vũ nói, tôi nghe nói anh muốn báo thù cho em trai của mình. Muốn thủ tiêu tôi à? Khuôn mặt Tần Vũ hơi biến sắc, trong nháy mắt cảm thấy một luồng áp lực to lớn. Đúng là anh ta muốn thủ tiêu Vương Nhất, nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Hồng Phật và Thiết Diện thì anh ta không dám xuống tay với Vương Nhất nữa. Ít nhất là không phải bây giờ. Chỉ với hai người Hồng Phật và Thiết Diện thôi mà bọn họ còn khó đối phó, vậy thì đừng nói là Khương Nhã Mi chưa từng ra ai. Nhưng xét theo cục diện hiện tại thì dường như Vương Nhất không muốn buông tha cho anh ta. Thiết Diện lập tức hiểu ý của Vương Nhất, ném ra một cây ngân châm. Phù! Nhưng mà lần này lại bị một người khác dùng ngón tay bắt lấy một cách chính xác. Ngài Mục! Tần Vũ kêu lên. Tần Vũ kinh ngạc kêu lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Bọn họ vô thức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở cánh cửa phía bắc của sân vận động có một nhóm người hùng hùng hổ hổ di tới. Người đi đầu chính là Mục Lang, thủ hộ Tây Cảnh. Bên cạnh ông ta có rất nhiều thủ hạ Tây Cảnh vây quanh, sắc mặt của ai nấy cũng đều rất nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ. Mục Lang mặc trên người bộ quân phục, trên vai có ba ngôi sao, phối hợp với vóc người cao lớn ấy càng làm tăng thêm sự uy vũ của bản thân. Nhìn từ phía xa mang đến cho người khác một loại cảm giác hùng vĩ như núi. Mục Lang liếc mắt nhìn về phía Mục Lang đang đi tới, hai mắt của Vương Nhất hơi nheo lại. Ở cả đại hội Bắc Cảnh, người có thể để anh chú ý cũng không nhiều. Mục Lang là một trong số đó. Nhưng Mục Lang lại không nhận ra Vương Nhất. Tứ đại cảnh chủ đều có tên gọi tương ứng, chỉ có Bắc Cảnh là đặc thù nhất. Thân phận của tất cả thủ hộ giả bên cạnh Bắc Cảnh đều được giữ bí mật, bao gồm cả ảnh chụp. Cho nên, Mục Lang cũng không biết thân phận của Vương Nhất. Cho dù trước đó cùng tứ đại cảnh chủ Đông Tây Nam Bắc tranh đoạt danh xưng ẩn chủ, Vương Nhất cũng mang theo mặt nạ. Với sự xuất hiện của Mục Lang, không khí nơi này lại trở nên lạnh lẽo một lần nữa. Chỉ nhìn thấy hai ngón tay của Mục Lang nhẹ nhàng kẹp một cây kim bạc. Mục Lang nhìn cây kim đó vài lần, sau đó vèo một tiếng tùy tiện ném bỏ cái kim, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiết Diện. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là kẻ phản bội này đó à? Mục Lang nhìn Thiết Diện, bỗng nhiên lại cười khẽ vài tiếng, không thể không nói, lá gan của cậu cũng lớn lắm, đã phản bội Tây Cảnh mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi, không sợ tôi sẽ giết cậu à? Oanh! Giọng điệu của Mục Lang tuy bình thản nhưng chỉ cần một câu nói là đã mang theo uy thế mạnh mẽ. Đồng thời, ông ta còn dồn hết khí thế về phía Thiết Diện. Thiết Diện lập tức cảm thấy một áp lực nặng nề, như đang vác trên vai một ngọn núi lớn. Người bình thường khi đối mặt với Mục Lang thì đã sớm bị khí chàng mạnh mẽ ép đến nỗi phải thuần phục mà quỳ dưới đất. Nhưng Thiết Diện vẫn chưa hề lui bước, hai mắt vẫn cứ nhìn gắt gao vào ông ta. Anh ta lạnh nhạt nói, rời khỏi Tây Cảnh không phải là ý của tôi, mà là bị ép buộc không còn cách nào khác, tôi không hề phản bội Tây Cảnh. Anh ta là sát thủ của Tây Cảnh, mỗi một lần ám sát đều phải thành công, nhưng lần ám sát ẩn chủ lại thất bại. Thậm chí hành động của Thiết Diện còn không được xem như là ám sát, chỉ là quân cờ được Mục Lang sử dụng để thăm dò thực lực của Vương Nhất mạnh hay yếu. Thất bại cũng đúng thôi. Nhưng Mục Lang lại không có ý định bỏ qua cho Thiết Diện. Cũng không phải là do ông ta lạnh lùng vô tình, mà là ông ta có một chấp niệm rất sâu sắc. Mỗi một mệnh lệnh nào mà ông ta đã tuyên bố, đó đều là quân lệnh. Quân lệnh thất bại, vậy thì phải lấy cái chết để tạ tội. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên mới có chuyện Thiết Diện rời khỏi, dòng đời đưa đẩy mới đầu quân cho Vương Nhất. Đối với tôi mà nói, rời khỏi Tây Cảnh chính là làm phản, hèn nhát. Tôi nói cậu phản bội thì chính là phản bội. Thái độ của Mục Lang rất ngang ngược, còn nữa, cậu đã dám bắn ám khí với tôi, làm như vậy là đang không nể mặt tôi à? Bộp bộp bộp, Mục Lang ngay lập tức nhanh chân đi về phía Thiết Diện. Khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Bọn người Tần Vũ và Vương Hạn Kiệt dùng ánh mắt hoảng hốt mà nhìn Mục Lang. Đại hội Bắc Cảnh còn chưa bắt đầu, thủ hộ Tây Cảnh đã muốn ra tay rồi à? Sát khí mãnh liệt làm Thiết Diện không thể thở nổi. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Thiết Diện lại truyền đến tiếng cười thản nhiên mà nhẹ nhàng của Vương Nhất. Có tôi ở đây, ai có thể làm tổn thương anh? Vương Nhất nhẹ nhàng võ võ bả vai Thiết Diện, cười to nói. Oanh! Lời này vừa mới nói ra. Thiết Diện lập tức kích động run rẩy cả người. Cảm giác kính sợ và sợ hãi trong lòng đối với Mục Lang cũng đã biến mất không còn chút gì nữa.
Mặc dù thủ hộ Tây Cảnh Mục Lang mạnh đó, nhưng cho dù có mạnh đi nữa thì có thể mạnh hơn ẩn chủ à? Người đứng phía sau anh ta chính là ẩn chủ. Cho nên, Thiết Diện không sợ hãi. Nhưng phản ứng của bọn người Lý Khinh Hồng, Tần Thị, Vương Thị và Lạc Thanh Hiền lại không giống như thế. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng thay đổi, cô nhanh chóng nắm lấy tay của Vương Nhất, lo lắng nói, Vương Nhất, anh có biết là anh đang nói cái gì không? Lạc Thanh Thủy cũng rất nghiêm túc. Đối phương là Mục Lang đó, là một trong những cường giả đứng đầu ở toàn bộ nước Hát này, ai đắc tội với ông ta thì chỉ có một con đường chết. Đến cấp bậc như Mục Lang, chỉ cần một câu nói là đã có thể nâng đỡ một gia tộc nhỏ để nó biến thành tuyệt thế hào môn, cũng có thể tàn sát một vương tộc trong vòng một đêm, khiến nó hầu như không còn, chính là sự tồn tại mà ngay cả vương tộc Yên Đô cũng không thể chọc vào. Nụ cười trên mặt Lạc Thanh Hiền cũng theo đó mà nhạt dần, mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt của bà ta đã chứng minh lời nói của Lạc Thanh Thủy không phải là giả. Tứ đại thủ hộ Đông Tây Nam Bắc, thực lực của mỗi một người đều mạnh đến mức không giống như bình thường, ngay cả vương tộc Yên Đô cũng phải làm vui lòng bọn họ. Nhưng Vương Nhất lại chống đối Mục Lang. Tai họa giáng xuống đầu. Bọn người Tần Vũ, Vương Hạn Kiệt kiềm không được mà nở nụ cười. Vương Nhất đắc tội với Mục Lang, đây chính là kết quả tốt nhất. Mục Lang chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè chết Vương Nhất. Nhưng Vương Nhất lại nở một nụ cười khẽ với bọn họ, mọi người cứ yên tâm đi, Mục Lang không thể làm gì tôi đâu. Lý Khinh Hồng khó tin mở to mắt, cảm thấy chắc chắn là Vương Nhất đã điên rồi. Vương tộc hào môn ở trước mặt của Mục Lang mà còn không chịu nổi một kích, sao lại không dám làm gì Vương Nhất chứ? Mục Lang cũng cười theo, ánh mắt rơi trên người Vương Nhất, cậu là ai? Tại sao tôi lại cảm thấy cậu có hơi quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi? Vương Lâm là người đi đầu ở bên cạnh Vương Hạn Kiệt đứng ra nói với Mục Lang, ông Mục, cậu ta tên là Vương Nhất, là đứa con rể của Lý Thị ở vương tộc Yên Đô, 5 năm trước làm nhục trưởng công chúa Lý Thị, cũng chính là Lý Khinh Hồng đứng trước mặt ông, hiện tại là chồng của cô ấy. Nếu như không có Lý Khinh Hồng thì không biết là thằng nhóc đó đã chết bao nhiêu lần rồi, Lý Thị chính là chỗ dựa lớn nhất cho cậu ta. Vương Lâm trực tiếp khai ra thân phận của Vương Nhất. Lúc nói chuyện, trong mắt của anh ta còn mang theo một tia lạnh lẽo. Anh ngậm miệng lại. Lý Khinh Hồng căng thẳng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ phẫn nộ. Lời nói này của Vương Lâm chính xác là đổ dầu vào lửa, Mục Lang muốn ra tay với Vương Nhất là dễ như trở bàn tay. Ông Mục, chồng tôi không hề có ý vô lễ với ông, tôi thay anh ấy xin lỗi ông. Sắc mặt Lý Khinh Hồng tái nhợt, cô định cúi đầu xuống nói xin lỗi. Nhưng còn chưa khom người thì đã bị Vương Nhất kéo lại. Ở trước mặt tất cả mọi người, Vương Nhất nhấc chân bắt chéo, bộ dạng như là đại ca, anh cười nói, Khinh Hồng, cần gì phải xin lỗi, những gì anh nói đều là sự thật. Có anh ở đây, ông ta không dám ra tay với người của anh đâu. Anh, Lý Khinh Hồng tức giận đến nỗi gương mặt xinh đẹp trắng toát không còn giọt máu, bởi vì cô đã nhìn thấy ánh mắt của Mục Lang trở nên âm trầm. Thằng danh kia, chẳng trách tôi thấy cậu quen mắt. Những người đã chết trước kia cũng giống như cậu, đều có vẻ ngang tàn khi còn sống, mà bây giờ mộ của bọn họ đều đã xanh cỏ. Mục Lang híp mắt đánh giá Vương Nhất, giọng nói rất lạnh. Vương Nhất nhìn không được mà bật cười. Những người bại dưới tay anh, lúc nào cũng dám nói với anh mấy lời như thế à? Vương Nhất lắc đầu, chuyện gì cũng có ngoại lệ, tôi chính là ngoại lệ đó. Vậy à? Mục Lang cười, nhưng nụ cười đó lại không có độ ấm, thằng danh kia. Cậu có biết là lời nói của cậu sẽ làm liên lụy đến gia tộc của vợ cậu? Sắc mặt của Lý Khinh Hồng vô cùng khó coi, vẻ mặt của Lạc Thanh Hiền cũng nghiêm túc mà nhìn Mục Lang. Vương Nhất nhìn đồng hồ trên cổ tay, cách thời gian tổ chức đại hội Bắc Cảnh còn 5 phút nữa, ông ở đây mà hù dọa người khác, xác định không đến hiện trường à, mà là muốn lãng phí thời gian với một người trẻ tuổi vô danh tiểu tốt như tôi. Mục Lang nheo mắt lại, lạnh lùng nói, đừng nói là 5 phút. Cho dù có 5 giây thì tôi cũng có thể phế cậu dễ nhờ trở bàn tay. Lời nói này của Mục Lang không hề cản rỡ chút nào. Dù sao thì ông ta cũng là thủ hộ Tây Cảnh. Đây chính là sự kiêu ngạo của ông ta. Vương Nhất, anh nhanh nói xin lỗi với ông Mục đi, đừng có gây chuyện nữa, thật sự sẽ xảy ra chuyện đó. Lý Khinh Hồng dùng giọng điệu năn nỉ mà nói với Vương Nhất. Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình cũng nhìn Vương Nhất bằng vẻ mặt tái nhợt. Vương Nhất lại cười nhẹ, Khinh Hồng, mọi người cứ yên tâm đi, anh sẽ để cho mọi người phải lâm vào nguy hiểm. Nói xong, anh lại nở nụ cười với Mục Lang, vậy thì cứ thử một chút đi, ông có dám đánh nhau với tôi không?
chỉ là một đứa con rể của Lý thị mà lại dám cuồng vọng như thế. Mục Lang tức giận nói. Nhưng lúc ông ta vừa mới dự định ra tay. Hồng Phật và Thiết Diện đã ra tay trước, bọn họ bảo vệ bên cạnh Vương Nhất. Muốn ra tay với chủ nhân thì trước tiên bước qua xác chúng tôi đi. Hồng Phật run rẩy nói, nó đã để lộ sự sợ hãi của cô ta. Nhưng mà cô ta vẫn dũng cảm đứng chắn trước mặt Vương Nhất. Cô ta chỉ biết dùng cổ, ứng phó với cao thủ bình thường thì xem như thông thạo điêu luyện, nhưng khi đối mặt với cường giả như Mục Lang, quả thật chẳng đáng là bao. Thiết Diện cũng giống như thế. Mục Lang híp mắt lại đánh giá Thiết Diện và Hồng Phật, xem ra là các người không sợ chết. Thiết Diện, vốn dĩ người kế tiếp chính là cậu, nhưng mà nếu như cậu đã xông lên rồi, vậy thì không còn cách nào khác, lấy cậu ra khai đao trước vậy. Mục Lang nhìn chằm chằm Thiết Diện rồi nói. Ông ra tay thử xem. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, trong tay của Khương Nhã Mi có thêm một con dao sắt bén, vô cảm nhìn ông ta. Ẩn Vu, Khương Nhã Mi, tỷ chuyện hay tại chuchuen.vn. Nhìn thấy Khương Nhã Mi, ánh mắt của Mục Lang có hơi kinh ngạc. Trước kia Khương Nhã Mi cũng ở Bắc Cảnh, còn là trụ cột vững chắc của Ẩn Vu, đương nhiên Mục Lang đã nghe nói đến tên của Khương Nhã Mi. Không ngờ là cô ta đã xuất hiện ở đây. Mục Lang dừng tay, nhìn Khương Nhã Mi bằng một ánh mắt sâu xa, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Vương Nhất, ông ta chăm chọc cười một tiếng. Tôi còn nói sao cậu lại dám to tiếng với tôi, hóa ra lại ỷ mình có Khương Nhã Mi Ẩn Vu. Nhưng không phải là cậu thật sự cho rằng chỉ dựa vào Khương Nhã Mi là đã có thể chống lại tôi đó chứ? Mục Lang cười lạnh, cùng lắm thì cô ta chỉ là một cao thủ đỉnh tiêm của Ẩn Vu mà thôi, làm sao có thể so sánh với thủ hộ của tôi được chứ? Hai mắt cũng Khương Nhã Mi lạnh lẽo, không nói lời nào, chỉ cầm con dao mà chỉ vào ông ta. Vương Nhất vẫn cười lắc đầu, nếu như ông cho rằng như vậy, thế thì sai hoàn toàn rồi, cho dù không có cô ấy thì ông cũng không dám ra tay đâu. Cái gì? Mục Lang nhíu mày. Vương Nhất quá bình tĩnh đến nỗi làm cho ông ta có chút dao động. Lẽ nào anh thật sự có chiêu trò gì đó chống lại ông ta? Võ Si đến rồi. Đúng lúc này, trong sân vận động đột nhiên lại truyền đến một tiếng hét to. Võ Si hiên ngang bước vào. Võ Si đến rồi. Giọng nói to rõ làm rúng động toàn trường, dòng nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Cho dù là người bên phía Vương Nhất hay là người của Mục Lang, Tần Thị, ai nấy cũng đều vô thức quay đầu lại nhìn về phía cổng sân vận động. Chỉ nhìn thấy Võ Si Võ Sơn Hà đang đi cùng người của mình, bước chân vững vàng. Thân thể cao lớn mang theo khí thế mạnh mẽ, chỉ cần hai chữ Võ Si là đã khiến cho người khác phải cảm thấy sợ hãi. Nếu như thật sự muốn tìm một người có thể khiêu chiến với Mục Lang trong số những người có mặt ở đây, vậy thì người này chính là Võ Si mà không thể là ai khác. BVOSLS Mục Lang cũng đã nhìn thấy Võ Sơn Hà, sắc mặt lập tức xa sầm lại. Sâu trong đôi mắt lướt qua vẻ âm trầm. Làm sao mà ông ta không nhớ rõ chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, ngày hôm qua ông ta vừa mới đến Giang Thành, vốn dĩ cho rằng sẽ có rất nhiều người chào đón mình, cảnh tượng hoành tráng. Không ngờ là đến đón ông ta chỉ có lát đát vài người, tuy rằng Mục Lang là thủ hộ Tây Cảnh, cũng không thèm để ý những chi tiết này. Nhưng nói cho cùng nếu như không có ai đón tiếp thì vẫn cảm thấy mất mặt. Một nhân vật có tiếng tăm như ông ta lại càng bực bội hơn nữa, sau đó mới biết được hóa ra người đến đón ông ta đều đã đi đón Võ Sĩ rồi. Điều này đối với Mục Lang mà nói, nó chính là một sự khiêu khích. Thế là ông ta chủ động muốn đi tìm Võ Sĩ đòi một lời giải thích, nhưng không ngờ rằng Võ Sĩ căn bản không muốn gặp mình. Thậm chí hai người cùng bởi vì vậy mà đánh với nhau một trận, làm cho đối phương không thoải mái. Đương nhiên, Mục Lang sẽ không nói những chuyện này ra. Náo nhiệt quá nhỉ. Võ Si hơi nheo mắt lại, cười nhạt một tiếng, đi đến chỗ gần đó. Xin chào Võ Si đại nhân. Có vẻ như Tần Vĩnh Nghiêm rất e dè Võ Si, mặc dù đứng ở lập trường đối nghịch, nhưng cũng không thể không chào Võ Si một tiếng. Tần Hồng Long và Tần Vũ cũng làm theo, ai cũng lên tiếng chào. Thầy, Mục Lang lại trừng mắt, lạnh lùng nhìn, cũng không thèm mỉm cười chào đón. Mà là chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói, Võ Sĩ đại giá quang lâm, không phải là muốn làm hỏng chuyện tốt của tôi đó chứ. Võ Sơn Hà cười ha ha, cái này sao có thể được gọi là phá hỏng chuyện tốt được chứ, các người cứ tiếp tục đi, tôi ở bên cạnh nhìn xem. Nói xong, Võ Sĩ thật sự không có ý định nhúng tay vào, anh ta cứ cười mà nhìn như thế. Điều này khiến trong lòng Mục Lang cảm thấy nghi hoặc,
nhưng lại không tiện nói gì. Nhất là biểu cảm kỳ quái của võ sĩ, bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác càng làm cho Mục Lang khó hiểu hơn. Chú ý đến ánh mắt của võ sĩ, Vương Nhất nhìn không được mà cười khẽ, anh bỗng nhiên nói, chắc là ngày hôm qua ông Mục đây mất thể diện dữ lắm nhỉ, cho nên hôm nay tâm trạng mới khó chịu như thế. Cậu nói cái gì? Mục Lang không vui nhìn Vương Nhất rồi hỏi. Sát ý trong lòng càng ngày càng nhiều hơn. Vương Nhất vẫn ngồi trên ghế, nụ cười trên mặt lại tươi hơn nữa. Anh từ tốn nói, hình như là ngày hôm qua ông Mục có chuyện muốn gặp võ sĩ, nhưng võ sĩ lại lấy lý do tiếp khách nên đã từ chối, cho nên chuyện này mới khiến ông Mục tức giận, có phải như thế không? Oanh! Nghe vậy, ánh mắt của Mục Lang bỗng nhiên phát lạnh. Tần Vũ và Tần Vĩnh Nghiêm cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất, trong lúc nhất thời vậy mà lại lâm vào trạng thái ngượng ngập. Những người khác cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Mục Lang. Thế mà lại xảy ra loại chuyện đó à? Võ sĩ không gặp Mục Lang, vậy thì gặp ai? Ai lại có địa vị cao hơn Mục Lang như thế? Sắc mặt của Mục Lang lại càng thêm âm trầm, ông ta vô thức nhìn về phía Tần Thị. Vương Nhất biết chuyện này, nói rõ là chuyện đêm đó đã bị người khác tiết lộ. Ngoại trừ ông ta ra, ở đây cũng chỉ có bọn người Tân Vũ và Tần Vĩnh Nghiêm biết. Sắc mặt của Tân Vũ thay đổi ngay tức thì, lắc đầu liên tục, ông Mục, xin ông tin tưởng tôi, Tần Thị chúng tôi không hề tiết lộ chuyện đêm hôm đó. Trong mắt của Tần Vĩnh Nghiêm cũng mang theo ý lạnh, nhìn Vương Nhất nhưng lại nói với Mục Lang. Lang, ông còn không biết nhân phẩm của Tần Thị chúng tôi à? Chuyện có hại cho chúng tôi, tại sao chúng tôi lại phải tiết lộ ra ngoài làm gì? Chắc chắn là một người nào đó khác. Mục Lang nghĩ lại cũng thấy có đạo lý, ông A lạnh lùng nhìn Vương Nhất, sao cậu lại biết? Nụ cười trên mặt Vương Nhất lại sâu hơn, các người không cần phải nghi ngờ lẫn nhau đâu, Tần Thị không có tiết lộ chuyện ngày hôm đó. Dừng một chút, Vương Nhất lại cười nói, tôi chỉ hỏi các người một vấn đề, tối hôm đó võ sĩ tiếp đón ai, chẳng lẽ các người không tò mò ư? M.U. lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của đám người Mục Lang, Tân Vĩnh Nghiêm đều thay đổi, nhưng mà lại không nói gì. Sao có thể không muốn biết được? Bọn họ rất muốn biết tối đó võ sĩ đang dùng cơm với ai, địa vị cao đến cỡ nào, thế mà ngay cả thủ hộ Tây Cảnh Mục Lang cũng có thể từ chối không thèm gặp. Lý Khinh Hồng im lặng nhìn Vương Nhất. Cảm thấy Vương Nhất đúng là cao thủ về mặt tâm lý học. Cô đã học qua tâm lý học, cô biết là từ khi bắt đầu Vương Nhất đang bố trí cục diện. Lạc Thị, Khương Nhã Mi, Hồng Phật đều là công cụ của Vương Nhất. Mỗi lần đều mang đến cho người khác một loại ảo giác như anh có chỗ dựa, chính là những thứ này. Nhưng mỗi lần đều nổi lên không dứt, một hai lần thì không sao, làm như vậy rất dễ dàng phá vỡ lòng tin của người khác. Chứ đừng nói chỉ người đến cuối cùng lại là võ sĩ. Còn cố ý nói ra chuyện mà Mục Lang thấy kinh ngạc, làm dao động tâm lý của ông Một A. Tại sao Vương Nhất lại có thể bình tĩnh như vậy? Không có nguyên nhân gì khác, bọn họ chính là khách quý mà võ sĩ đã đón tiếp. Cho nên, sau khi Vương Nhất nói ra sự thật này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Gần như mọi người đều trợn tròn cả mắt, giống y như là gặp quỷ cứ nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Tối hôm đó, khách quý mà võ sĩ tiếp đãi chính là hai người. Ngơ ngác thật lâu, Tân Vũ là người đầu tiên lên tiếng, trên mặt tràn đầy biểu cảm hoài nghi. Đúng vậy, chính là chúng tôi. Vương Nhất cười to, gật đầu thoải mái thừa nhận. Oanh! Nhưng bọn người Tần Vũ lại không xong. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng có tài cán gì mà có thể để võ sĩ xem là khách quý? Sắc mặt của Mục Lang cũng trở nên âm trầm. Ông ta không thể nào chấp nhận được, để cho mình đợi lâu như thế, cuối cùng khách quý khiến mình trở mặt với võ sĩ lại là Vương Nhất. Ông ta không có cách nào hiểu được, hai người đó dựa vào cái gì mà có thể trở thành khách của võ sĩ. Dựa vào Lý Thị à? Ông ta cũng không chú trọng đến Lý Thị. Rốt cuộc là cái gì? Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất một hồi lâu. Bây giờ cô đã hơi hiểu ý của mẹ mình rồi, tại sao lại có thể tin tưởng đứa con rể này như vậy? Bởi vì anh thật sự quá lợi hại. Anh đúng là một bậc thầy mưu mô. Những người quen biết với Vương Nhất cũng cảm thấy đây giống như là ngày đầu tiên mà mình quen biết với Vương Nhất. Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên của buổi khai mạc Đại hội Bắc Cảnh. Vương Nhất chưa từng ra tay làm gì, thậm chí mông còn chưa rời khỏi ghế ngồi mà đã có thể uy hiếp Vương Thị, Tần Thị cùng với kẻ thù cường đại đến từ thủ hộ Tây Cảnh. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, tất cả các thế lực có mặt ở hiện trường đều cảm thấy choáng váng. Từ nấy đến giờ, Vương Nhất đều ngồi ở trên ghế. Chỉ cười tủm tỉm nhìn sự việc đang phát triển.
nhưng lại có thể hù dọa Tần thị, Vương thị, cộng thêm thủ hộ Tây cảnh đứng trên đỉnh cao võ đạo. Đội hình như vậy, ai dám ngăn cản? Chỉ sợ là ngay cả đứng cũng đứng không yên. Nhưng Vương Nhất chẳng làm cái gì hết mà đã có thể hù dọa bọn họ. Chỉ dựa vào sự can đảm này, tìm kiếm ở cả nước hát cũng chẳng có ai bằng. Bôm bốp, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay rất nhỏ. Lạc Thanh Hiền nhẹ nhàng vỗ tay, mang trên mặt nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất đầy vẻ thưởng thức. Trong lòng tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều cách mà cậu dùng để giải quyết cục diện, nhưng lại không ngờ rằng cậu lại dùng biện pháp này. Thật may mắn cậu là con rể của tôi, Lý Thế Nhân không bằng cậu. Oanh! Lời này của Lạc Thanh Hiền vừa mới nói xong, tất cả mọi người lại kinh ngạc một lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất đều là vẻ khó tin. Ngay cả Lý Khinh Hồng cũng kinh ngạc mà nhìn Lạc Thanh Hiền. Nhận xét của bà ta đối với Vương Nhất lại cao như thế. Lý Khinh Hồng biết rõ tính tình của người mẹ này, rất kiêu ngạo, bà ta không hề vừa mắt bất cứ người đàn ông nào trên đời này. Cho dù là Lý Thế Nhân, những thành tựu sau này cũng không lọt vào mắt bà ta. Một nhân vật có tiêu chuẩn cao như thế mà lại đánh giá Vương Nhất đến mức đó. Không biết tại sao, người Vương Thị và Tần Thị lại cảm nhận được chút e ngại. Mà đám người Lạc Thanh Thủy, nhà họ Lương, nhà họ Hạ đi theo Vương Nhất, hoặc là người thân của anh, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kích động. Bọn họ đã không nhìn lầm người, đi theo Vương Nhất chắc chắn có thể phát triển như gió. Vương Nhất chỉ cười mà không nói gì. Những lời nhận xét này đã đủ để khiến tên tuổi của anh có thể vang dội cả Yên Kinh. Nhưng mà anh vẫn không thèm để ý. Dù sao dựa vào thân phận của anh, nắm giữ cả toàn bộ Yên Kinh cũng không phải là vấn đề. Anh nở nụ cười với Mục Lang, cách đại hội Bắc Cảnh chỉ còn có 2 phút, ông xác định là vẫn muốn so tài với tôi. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Mục Lang liền đen như đáy nồi. Ông ta không cam tâm. Tìm khắp cả nước hát này, có người trẻ tuổi nào mà dám sắp nói với ông ta như thế? Nhưng trước mắt lại có một người. Đừng nói là đại hội Bắc Cảnh sắp bắt đầu, cho dù không có đại hội Bắc Cảnh thì ông A cũng chưa chắc có thể làm gì được Vương Nhất. Lúc này, sau lưng Vương Nhất là nhà họ Lương, nhà họ Kim, nhà họ Hạ, cùng gia tộc Hào Môn từ Thiên An và Giang Thành, còn có Hiệp hội Võ Đạo Thiên An, Lạc Thị, cùng với nhóm cường giả Thiết Diện, Khương Nhã Mi, Hồng Phật. Đương nhiên, người có thể diện nhất vẫn là võ sĩ. Tung hoành trong giới võ đạo ở nước Hát, chưa từng thất bại một lần. Là người sáng lập ra Chiến Thần, làm dạng danh Chiến Thần chỉ huy. Cho dù là Mục Lang thì cũng cảm thấy áp lực to lớn. Còn một phút nữa. Ngón tay Vương Nhất nhẹ nhàng gõ gõ vào đồng hồ, thờ ơ nói. Mục Lang không còn do dự nữa, ông ta hét o một tiếng, chúng ta đi. Nói xong liền quay người rời đi. Ông Mục. Tần Vũ ở phía sau lên tiếng gọi, trên mặt là vẻ không cam lòng. Không vôn yêu ai, Tần Vĩnh Nghiêm cũng kêu một tiếng. Trên gương mặt già nua của ông ta mang theo vẻ nghiêm túc từ trước nay chưa từng có, nhìn Tần Vũ rồi nói, hấp tấp chỉ làm bại sự, cháu quá nóng vội rồi. Sắc mặt của Tần Vũ cứng đờ, sau đó gật gật đầu, cháu biết rồi ông nội. Vũ, ông Vân luôn nhắc nhở cháu rằng nước Hát rất lớn, có rất nhiều thiên tài vẫn luôn ẩn mình ở nước Hát. Yên Kinh cũng chỉ là một góc nhỏ của nước Hát mà thôi, thậm chí có khi thân phận vương tộc Yên Đô còn có thể hại cháu, khiến cháu không coi ai ra gì, kêu căng phách lối. Tân Vĩnh Nghiêm nghiêm khắc nhắc nhở, cậu ta là một viên đá được mài giũa rất tốt, là đá làm gấy kiếm hay là kiếm đâm vào đá, vậy thì phải xem bản lĩnh của cháu rồi. Hồng Long, cháu cũng như thế. Tân Vĩnh Nghiêm nhìn về phía Tân Hồng Long từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Vâng, ông nội. Tần Hồng Long vội vàng đáp lời. Lúc nói chuyện, trong mắt của anh ta vẫn mang theo vẻ hoảng sợ khó tin. Anh ta không ngờ rằng khách mà võ sĩ tiếp đón vào tối hôm đó lại là Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng thì không thể nào, bởi vì thân phận của cô là trưởng công chúa Lý Thị. Trong mắt của những nhân vật có tiếng âm như võ sĩ và Mục Lang, cô không đáng để được nhắc tới. Vậy thì cũng chỉ có thể là Vương Nhất. Lúc này... Tân Hồng Long liền cảm nhận được ánh mắt của Tần Vũ sau lưng mình. Trong ánh mắt đó còn mang theo sát ý. Tân Hồng Long biết rõ sát ý sinh ra từ đâu. Bởi vì địa vị gia chủ. Ông nội vẫn còn chưa bỏ mặc anh ta, bỏ mặc đứa cháu trai đã bị gãy hai chân. Đây chính là chỗ mà Tần Vũ không đồng ý. Nhưng Tân Hồng Long không quay đầu lại, chỉ cười nhạt. Vương Nhất là một cục đá để hai người bọn họ mài dao.
hình thức để chọn gia chủ đời tiếp theo rất có thể là người nào có khả năng đánh bại vương nhất thì người đó sẽ lên làm gia chủ. Nhưng nói cho cùng, vẫn là thắng làm vua thua làm giặc. So với việc cắt bỏ đá mài, Tân Hồng Long càng có khuynh hướng lợi dụng đá mài dao để mài một thanh đao khác. 5 năm trước, vương nhất đánh gãy chân anh ta, kết thúc cuộc đời đi lính của anh ta. Nhưng cũng không phải là anh ta không có thu hoạch gì. Anh ta càng trở nên cẩn thận hơn, luôn nhớ đến câu có thù tất báo. Anh ta còn hiểu cách dựa dẫm. Mượn khí thế của ai? Ai cũng được, chỉ cần là người có thể trợ giúp mình. Báo thù thật sự quan trọng như vậy à? Tần thị đi rồi, chỉ còn lại người vương thị là Vương Hạn Kiệt và Vương Lâm. Vương Nhất cười với bọn họ, cái người vẫn còn chưa đi. Vương Hạn Kiệt lập tức đỏ mặt, biểu cảm âm trầm. Tốt xấu gì Tần thị cũng có Tần Vũ và Tần Vĩnh Nghiêm, nhưng Vương thị chỉ có một mình anh ta, Vương thị được xem như là gia tộc có thế lực kém nhất. Tần thị và Mục Lang đều đi rồi, Vương thị còn ở đây làm cái gì nữa? Cậu nhớ kỹ đó cho tôi. Vương Hạn Kiệt nói câu này xong thì liền vội vàng rời khỏi nơi này. Rất nhanh, ở đây chỉ còn lại người của Vương Nhất. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Nhất như là nhìn thấy quỷ. Bắt đầu kể từ lúc Mục Lang xuất hiện, gần như là mọi người đều lâm vào tuyệt vọng. Nhưng không ngờ rằng người cuối cùng phải đi lại là bọn họ. Càng khó tin hơn đó chính là Vương Nhất lại mời Võ Si đến đây. Vương Nhất cười cười, được rồi, đại hội Bắc Cảnh cũng đã sắp bắt đầu, mọi người trở về chỗ ngồi hết đi. Mặc dù ai cũng có điều muốn hỏi, nhưng lại trở ngại đại hội Bắc Cảnh sắp bắt đầu, các hào môn ở nhà họ Lương và nhà họ Hạ đành phải trở về vị trí của mình. Vậy tôi cũng đi. Võ Sĩ cũng rời đi, đến một vị trí khác ở đại hội Bắc Cảnh, một nơi cách Mục Lang khá xa. Nếu như ông ta đến đây để kiểm soát tình hình, vậy thì phải kiểm soát đến cùng. Ông ta muốn xem có mặt ông ta ở đây, Mục Lang có dám ra tay hay không. Người dân chương trình nói vài câu tượng trưng, sau đó liền mời khách quý của đại hội Bắc Cảnh lộ mặt. Đại hội Bắc Cảnh là cuộc tranh tài võ đạo có quy mô toàn quốc, có rất nhiều khách quý đến tham gia. Hầu như đều là những người nổi tiếng từ khắp các tỉnh thành. Cùng với chủ nhà Hồng Giác Hải, hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Cuối cùng là thủ hộ Tây Cảnh Mục Lang và Võ Sĩ. Chúng ta hãy cùng dành tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón thủ hộ Tây Cảnh, ông Mục, Võ Sĩ, ông Võ. Bốp bốp, âm thanh vang dội ngập tràn cả hiện trường. Người dân chương trình cũng biết chuyện xấu hổ sau khi xuống sân bay mà không có người đón của Mục Lang. Cho nên lúc giới thiệu đã đặc biệt giới thiệu tên Mục Lang trước Võ Sĩ. Mục Lang và Võ Sĩ lần lượt ngồi xuống. Tiếp theo đây chính là lúc tuyên bố thành viên xuất chiến của các gia tộc. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc tên những người dự thị. Vương tộc Tần Thị, người tham gia. Vương tộc Phương Thị, người tham gia. Lý Thị, người tham gia là Lý Thế Nhân. Wow! Lúc đọc đến tên tuyển thủ đại diện Lý Thị ra trận, cảnh tượng liền trở nên nhộn nhịp. Ngay cả Vương Nhất cũng nheo mắt nhìn. Không ai ngờ rằng Lý Thế Nhân lại tự thân ra trận. Mà điều này cũng đã để Vương Nhất ý thức được một chuyện, ba vợ của anh chính là một cao thủ. Hừ, Lý Khinh Hồng ở bên cạnh không vui hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Đương nhiên là Vương Nhất biết Lý Khinh Hồng đang tức giận vì chuyện gì. Lý Thế Nhân đã nói mình sẽ đấu với Vương Nhất ở đại hội Bắc Cảnh. Sống chết có số. Lý Khinh Hồng không muốn Vương Nhất phải bị thương. Cũng không muốn Lý Thế Nhân xảy ra chuyện. Dù sao thì nền giáo dục mà cô tiếp nhận khiến cô cảm thấy rất khó hiểu, cũng tiếp nhận cách làm dùng vũ lực để phân thắng bại. Đúng là hoang đường. Yên tâm đi, chưa chắc là có thể đụng mặt nhau. Vương Nhất an ủi cô. Nhưng chỉ có anh mới biết câu nói này gượng gạo tới mức nào. Cách thức loại mà Đại hội Bắc Cảnh thực hiện chính là người nào thua thì người đó sẽ bị loại. Nói cách khác. Chỉ cần bạn liên tục giành phần thắng thì bạn có thể lọt vào trận chung kết. Dựa vào thực lực của Vương Nhất, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu như Lý Thế Nhân cũng là cao thủ giống như vậy thì sao? Chính vì vậy mà việc hai người gặp nhau là chuyện tất nhiên. Nhưng cũng không thể xem thường cao thủ trong thiên hạ. Lạc Thanh Hiền cũng nói, tôi sẽ không để chuyện mà cậu lo lắng xảy ra đâu. Bà chủ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đối phó. Mấy cường giả sau lưng Lạc Thanh Hiền và Lạc Thanh Thủy đều bày tỏ lòng trung thành. Lạc Thanh Hiền nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Bên phía Lý Thị, biểu cảm của Ngụy Thương Kiều trên đài lo lắng. Tôi đã kêu ông đừng có tham gia mà ông cứ nhất định phải tham gia,
xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Lý Thế Nhân lại rất bình tĩnh, tôi sẽ không xảy ra chuyện đâu. Huống hồ gì tôi cũng rất mong chờ đến trận quyết đấu của tôi và thằng danh kia. Ở một nơi hẻo lánh trong sân vận động, có mấy bóng người màu đen đang đứng ở đó. Người đứng chính giữa có vóc dáng cao lớn, gầy như que củi, lại khoác trên người chiếc áo choàng màu đen. Người đó cười nói với Lý Tinh Sở, gia chủ của cậu lại tự mình ra trận. Biểu cảm của Lý Tinh Sở rất bình tĩnh, không hề nói cái gì. Người đàn ông mặc áo choàng cũng không thèm để ý, nhìn chằm chằm vào Lý Thế Nhân rồi lại nói, ông ta rất mạnh, thật tình rất muốn đánh một trận với ông ta. Nghe vậy, Lý Tinh Sở và Lãnh Nhan lập tức giật mình. So sánh với ông sao? Lý Tinh Sở và Lãnh Nhan đã từng nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng đánh nhau, nhất là Lãnh Nhan ấn tượng rất sâu sắc. Cô ta dốc hết sức mình, mà ông ta chỉ cần một tay là đã có thể ngăn lại. Người có thể khiến ông ta đánh giá là mạnh, vậy thì thực lực phải sâu đến cỡ nào? Lãnh Nhan bất giác so sánh cả hai người với nhau. Người đàn ông mặc áo choàng cười nói, chưa từng đánh nên không biết. Thế là Lãnh Nhan không nói thêm gì nữa. Danh sách báo danh vẫn đang tiếp tục. Diệp Thị, Hồng Giác Lâm, Diệp Kình Hiên. Người dẫn chương trình đọc rất nhiều cái tên. Ở phía Diệp Thị có hai cô gái xinh đẹp mặc quần áo rất lộng lẫy. Đó chính là Diệp Ân Thi và Diệp Thúy Như. Lúc đọc đến tên của Hồng Giác Lâm, Diệp Ân Thi rất đắc ý mà nhìn Diệp Thúy Như. Bởi vì trong cái nhìn của cô ta, người mà Diệp Thúy Như tìm tạm thời không thể nào mạnh hơn Hồng Giác Lâm. Biểu cảm của Diệp Thúy Như lạnh nhạt, không hề có ý muốn đáp lại. Ẩn chủ. Người dân chương trình đọc cái tên này lên, có nghĩa rằng thành viên Diệp Thị tham gia trận đấu đã kết thúc. Oanh. Tên này vừa mới được đọc ra, cả hiện trường liền nổi lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay cả Mục Lang cũng đờ rồi, ông ta hoàn toàn không thể tin nổi. Ẩn chủ lại tham gia đại hội Bắc Cảnh. Trong khoảnh khắc cái tên ẩn chủ được đọc lên, toàn bộ sân vận động liền im lặng như tờ. Gần như là tất cả mọi người đều giữ im lặng, ánh mắt ngơ ngác nhìn người dẫn chương trình đứng ở trung tâm hội trường. Thậm chí Mục Lang cũng trợn mắt há hốc mồm, biểu cảm kinh hãi. Ẩn chủ. Chỉ cần là người của nước Hát thì không có ai chưa nghe nhắc tới cái danh này. Ẩn chủ Bắc Cảnh, ẩn vu chỉ vương, nơi nào có người đó, nơi đó là nơi an toàn nhất. Đó chính là chiến thần hộ quốc trẻ tuổi nhất từ thời kiến quốc tới nay. Trên núi U Hằng, một mình đánh bại 9 cao thủ có cấp bậc chí tôn, cho thấy sức mạnh vĩ đại của nước Hát. Dưới một người, trên vạn người. Cũng có người đồn rằng thực lực của ẩn chủ đã đạt đến đỉnh cao, cho dù là tam đại cảnh chủ khác có liên thủ với nhau thì cũng không phải là đối thủ của một mình ẩn chủ. Người như vậy lại muốn tham gia đại hội Bắc Cảnh. Đây là chuyện mà chẳng có ai ngờ tới. Ẩn chủ. Đến à. Lý Khinh Hồng, Lý Tuyết Nhi, Lạc Thanh Hiền đều kinh ngạc vô cùng, trong lòng bắt đầu lo lắng không thôi. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Có vô số người bắt đầu tìm kiếm vị trí của ẩn chủ trong hội trường. Nhưng mà tìm một hồi lâu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ẩn chủ đâu. Bởi vì bọn họ căn bản không biết dáng dấp của ẩn chủ trông như thế nào. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản người có mặt ở đại hội Bắc Cảnh giấy lên nghị luận sôi nổi. Cho dù là người xem hay là tuyển thủ dự thi, không có ai mà không mang theo vẻ mặt kích động, biểu cảm đó giống như là gặp được thần tượng của mình. Nhưng cũng có người không tin. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Ở bên phía vương tộc Diệp thì có một người phụ nữ trắng bệch cả mặt, toàn thân run rẩy, trong miệng cứ luôn lẩm bẩm câu nói này. Đó chính là Diệp Ân Thì. Cô ta trông giống như là gặp phải quỷ, hai mắt trợn to, bàng hoàng nhìn Diệp Thúy Như ở bên cạnh. Ẩn chủ là cô gọi tới. Giọng nói của Diệp Ân Thì vẫn luôn run rét chín rẩy. Diệp Thúy Như nhẹ nhàng cong môi, cười nhạt rồi nói, đương nhiên. Ong! Lời này vừa mới nói ra. Biểu cảm của Diệp Ân Thi liền hỏa sợ đến cực điểm, nghiến chặt răng một câu cũng không nói lên lời. Uổng công cho lúc nãy cô ta còn khoe với Diệp Thúy Như rằng mình đã tìm được cao thủ Hồng Giác Lâm. Kết quả thì sao, Diệp Thúy Như lại có thể mời ẩn chủ đến. Đây chính là ẩn chủ Bắc Cảnh. Là thủ hộ giả nước Hát. Nếu như người đó tham gia vào đại hội Bắc Cảnh, còn có chỗ cho người khác trổ tài à? Ẩn chủ vô địch thiên hạ. Hai nắm đấm mạnh mẽ không ai bằng. Diệp Thúy Như không thèm để ý tới Diệp Ân Thi nữa. Trong mắt cô ta, tất cả những người ở đây giống như là kẻ hề, cho dù là Diệp Ân Thi thì cũng chỉ là một tên hề thông minh hơn một chút.
cô ta căn bản không thèm quan tâm. Cô ta có mưu đồ lớn hơn. Ánh mắt của Diệp Thúy như nhanh chóng xuyên qua đám người nhìn thẳng vào Vương Nhất. Đúng lúc này, Vương Nhất cũng đang nhìn cô ta. Trong đôi mắt như biết nói của Diệp Thúy như mang theo chút lo lắng mà nhìn Vương Nhất. Đây chính là kế hoạch giữa bọn họ, dù sao thì cũng dùng đến tên tuổi của ẩn chủ để dự thi mà. Chẳng có ai biết được ảnh hưởng tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng Vương Nhất căn bản không thèm lo lắng, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, đã có người bắt đầu suy đoán tại sao ẩn chủ lại đến tham gia đại hội Bắc Cảnh. Mục Lang cũng muốn biết câu trả lời. Những người đang ngồi ở đây đều không phải là kẻ ngốc, ngược lại đều là những người thông minh hơn người. Cuối cùng, bọn họ cho ra một kết quả, ẩn chủ đến để bảo vệ lòng tự tôn của ẩn chủ. Sở dĩ đại hội Bắc Cảnh được tổ chức cũng là bởi vì ẩn chủ đã rời khỏi, chiến trường Bắc Cảnh không có người nào bảo vệ, cho nên mới chọn ẩn chủ mới. Chắc chắn là ẩn chủ đã biết được mục đích của đại hội lần này cho nên mới đến đây với thân phận ẩn chủ. Có người giải thích như thế. Ở bên phía Tần Thị, sắc mặt của Tần Vĩnh Nghiêm và Tần Vũ hết sức khó coi. Bởi vì nếu như bọn họ nói vậy thì những ứng cử viên cho chức vô địch là bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Cho dù là Mục Lang thì cũng không phải là đối thủ của ẩn chủ. Vậy thì tổ chức đại hội Bắc Cảnh còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng là một con côn trùng độc hại. Cùng lúc đó, cả sân vận động cũng đang sôi trào. Những người đang có mặt ở đây đều đang thảo luận ẩn chủ này là ai mà lại có can đảm giả mạo tên tuổi của ẩn chủ. Đúng là gan góc cùng mình, không sợ người dân cả nước lên án cậu ta hả? Ẩn chủ là ai, bước ra đây cho mọi người một lời giải thích, tại sao lại muốn ăn cắp danh xưng ẩn chủ? Nếu như nói không rõ ràng thì cậu đừng có hòng tham gia đại hội Bắc Cảnh, Diệp Thị cũng không thể tham gia đại hội Bắc Cảnh, còn phải bị truy cứu trách nhiệm. Ở một góc nào đó trong sân vận động, người khoác áo choàng thản nhiên nhìn Lãnh Nhan. Chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của Lãnh Nhan bỗng nhiên có sự kích động, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đè nén nó xuống. Cô ta vẫn không thể quên được đoạn thời gian đi theo thiếu chủ. Ngắn ngủi mà tốt đẹp. Lãnh Nhan, cô nói thử xem ai là ẩn chủ đây, người đó sẽ đứng ra à? Lãnh Nhan im lặng một hồi, cô ta lắc đầu, không biết. Tiếng mắng chửi càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều không thể nào chấp nhận được việc có một ai đó vô danh ăn cắp danh xưng ẩn chủ. Diệp Ân Thi cười lạnh nhìn Diệp Thúy Như, tất cả đều là do cô hại, nếu như Diệp Thị bởi vì chuyện này mà không thể tham gia đại hội Bắc Cảnh, cô sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Diệp Thúy Như không nói gì, cũng không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Trong vô vàn tiếng mắng tiếng chửi, Vương Nhất chậm rãi đứng dậy. Đa số những người đang có mặt trong sân vận động đều đang ngồi. Chỉ có một mình Vương Nhất là đứng lên, trông vô cùng chói mắt. Người dẫn chương trình vừa nhìn liền thấy Vương Nhất. Cậu chính là ẩn chủ. Người dẫn chương trình cầm micro chỉ, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Vì để cho an toàn, anh ta còn chủ động chạy đến bên cạnh Vương Nhất. Vương Nhất, anh làm gì vậy? Ở bên cạnh, sắc mặt của Lý Khinh Hồng trăng bệt vô cùng, bất ngờ mà nhìn Vương Nhất. Cô muốn kéo Vương Nhất ngồi xuống, nhưng dường như chân Vương Nhất lại mọc rễ. Không hề cử động tí nào. Bởi vì Vương Nhất đứng dậy mà sân vận động đang náo nhiệt lại trở nên lắng đọng một lần nữa. Tất cả mọi người đều không tin mà nhìn Vương Nhất. Tiếng mắng chửi rất nặng nề, lúc này người có thể đứng lên chính là hung thủ. Đã mạo danh ẩn chủ. Cái tên đó đứng lên làm gì vậy, chẳng lẽ cậu ta chính là ẩn chủ? Bên phía Diệp Thị, Diệp Ân Thi mở to mắt nhìn, cô ta hoài nghi mà nhìn Vương Nhất. Diệp Thúy Như không nói gì. Chỉ là nhìn anh với vẻ mặt sốt ruột. Anh ta đang làm gì vậy? Diệp Thúy Như lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ anh ta muốn ngay bây giờ thừa nhận mình chính là ấn chủ à? Trước đó Vương Nhất đã bị Hiệp hội Võ Đạo phong sát, không cho phép tham gia Đại hội Bắc Cảnh. Vương Nhất đeo mặt nạ, dùng tên giả ẩn chủ để tiếp tục tham gia, vốn dĩ đó chính là một may mắn. Lúc này anh thừa nhận, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi ư? Lý Thị, Vương Thị. Tần Thị ở phía bên kia cũng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Vương Nhất sẽ nói gì đây? Người dẫn chương trình đặt micro trước mặt Vương Nhất, trên TV cũng đã chiều đến ống kính ngắm ngay vào Vương Nhất. Bây giờ anh chính là tâm điểm của mọi người. Vương Nhất cười nhạt, tôi không phải là ẩn chủ, tôi và các người đều giống nhau, đều chỉ là một người rất bình thường. Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu công bằng. Cái danh xưng ẩn chủ này là độc quyền à, tên thì cũng chỉ là một danh hiệu. Có cũng được mà không có cũng không sao. Người khác có thể tên là ẩn chủ,
tôi cũng có thể tên là ẩn chủ, tất cả mọi người đều có thể tên là ẩn chủ. Nguyên tắc đầu tiên của ẩn chủ chính là bảo vệ quốc gia mà không phải là chạy theo danh lợi. Vương Nhất cầm lấy micro chậm rãi nói, cả sân vận động đều vang vọng tiếng nói của anh, thật lâu vẫn không tiêu tan. Đám người ngơ ngác, nhưng mà tiếng mắng chửi cũng đã dần dần nhỏ lại. Đúng là như thế, ẩn chủ không phải là tên độc quyền của ai, nó chỉ là một danh hiệu. Nhưng bọn họ không thể chấp nhận được việc có người giả mạo. Ẩn chủ. Các người mắng chửi chỉ là bởi vì hình tượng anh hùng của ẩn chủ đã ăn sâu vào trong lòng các người, không ai có thể phá vỡ được nó. Các người sẽ cảm thấy mệt mỏi, lúc này lại có người đến phá vỡ nó, đánh vỡ tư tưởng bị ràng buộc, các người sẽ từ từ chấp nhận thôi. Vương Nhất tiếp tục nói một cách từ tốn. Rốt cuộc cũng đã có người dần dần chấp nhận. Bọn họ định xem thử ẩn chủ này có lai lịch gì. Nói xong, Vương Nhất ngồi xuống. Vương Nhất không phải là ẩn chủ, biểu cảm của người dẫn chương trình có chút thất vọng. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại, Vương Nhất nói rất có lý, làm sao mà ẩn chủ chân chính lại có thể đến tham gia đại hội Bắc Cảnh được chứ? Diệp Thúy Như cũng thở phào một hơi, nếu như thật sự bởi vì danh xưng ẩn chủ mà nhằm vào Diệp Thị, vậy thì cô ta sẽ biến khéo thành vụng. May mắn là Vương Nhất đã giải quyết mọi chuyện. Bỗng nhiên bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Diệp Ân Thi. Tôi đề nghị chia Diệp Thị thành hai nhóm để quyết đấu. Diệp Thúy Như quay phát đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, Diệp Ân Thị, cô nói cái gì vậy? Cô cầm miệng lại cho tôi. Diệp Ân Thi quát to một tiếng, sau đó nói với người dẫn chương trình, tất cả mọi người đều đã thấy rồi đó, số tuyển thủ của Diệp Thị tham gia khá nhiều, như vậy sẽ không công bằng với các gia tộc khác, cho nên tôi đề nghị chia thành viên Diệp Thị làm hai nhóm để đấu với nhau, như thế này cũng công bằng hơn. Lời này vừa mới nói ra, các gia tộc đến tham gia đại hội Bắc Cảnh đều cười tươi như hoa. Tuyển thủ của không ít gia tộc đều đang lo lắng số lượng thành viên của Diệp Thị quá nhiều, trong tình huống chưa biết thực lực của đối phương, số lượng nhiều là đã chiếm ưu thế. Ngay cả vương tộc Yên Đô như Tân Thị và Vương Thị mà cũng rất lo lắng. Nhưng Diệp Ân Thi lại chủ động yêu cầu chia người Diệp Thị thành hai nhóm rồi tiến hành đấu với nhau. Người được lợi chính là bọn họ. Diệp Ân Thi. Cô điên rồi có đúng không? Diệp Thúy Như lập tức nổi giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Ân Thi, bực tức nói. Đại hội Bắc Cảnh không hạn chế số người thay mặt gia tộc tham gia, số lượng càng nhiều thì càng có lợi cho chúng ta, vậy mà cô lại muốn giảm bớt. Diệp Ân Thi cười lạnh, căn bản không thèm quan tâm, vậy thì sao chứ? Dù sao thì người đại diện Diệp Thị xuất chiến lần này là cô chứ không phải là tôi, cho dù cuối cùng Diệp Thị có thất bại đi nữa thì người bị trách cũng là cô mà không phải tôi. Nói xong câu nói cuối cùng, trên mặt Diệp Ân Thi mang theo nụ cười dữ tợn. Vốn dĩ cho rằng Diệp Thúy Như tìm một người giả mạo ẩn chủ đến tham gia đại hội Bắc Cảnh thì chắc chắn sẽ khiến người khác không hài lòng, nhưng không ngờ lại có thể may mắn thoát tội. Kết quả như vậy khiến Diệp Ân Thi không vui, nên có bất cứ cách nào hại Diệp Thúy Như thì cô ta đều sử dụng. Sắc mặt của Diệp Thúy Như cũng âm trầm như nước, cái cách kiến nghị cho người nhà đấu với nhau của cô. Nếu như bị gia tộc biết được thì người bị trừng phạt sẽ là cô mới đúng nhỉ? Diệp Ân Thi gật đầu, đúng, tôi sẽ bị trừng phạt, nhưng mà cô cũng đừng hòng mình tốt hơn. Cho dù tôi có phạm phải sai lầm lớn đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ phạt tạm thời, nhưng mà cô không giống như vậy, cô mới đến, địa vị bất ổn, một khi phạm sai lầm thì cô đợi đến lúc cút đi. Ha ha ha! Diệp Ân Thi lộ ra nụ cười điên cuồng. Tôi sẽ không để cho cô toại nguyện đâu. Diệp Thúy Như lạnh lùng nói. Sau đó, cô ta liền kháng nghị với người dẫn chương trình Mục Lang, tôi không đồng ý, ôi mới chính là người đại diện cho Diệp Thị, mọi quyết định đều phải do tôi đưa ra. Bên phía Hiệp hội Võ Đạo, Hồng Giác Hải cười lạnh nhìn về phía Mục Lang. Ông Mục, ông thấy thế nào? Mục Lang suy nghĩ cả buổi trời, sau đó nhẹ gật đầu, cũng tốt thôi, thứ mà Đại hội Bắc Cảnh quan tâm chính là tính công bằng, người Diệp Thị nhiều như thế, điều này không công bằng với những người khác. Vậy thì chia hai nhóm đi, giảm bớt số người được chọn. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Diệp Thúy Như liền thay đổi. Ông Mục, cô ta đứng phát dậy hét to, nhưng mà căn bản không có ai để ý tới cô ta. Cuối cùng, thành viên của Diệp Thị vẫn bị chia làm hai nhóm. Diệp Thúy Như tái mặt ngồi xuống, tức giận đến nỗi cả người đều đang run rẩy. Ha ha ha, Diệp Thúy Như cô tiêu rồi. Diệp Ân Thi ở bên cạnh cười to. Dường như đã nhìn thấy kết cục của Diệp Thúy Như. Bên phía tôi còn có cao thủ đứng thứ hai trong Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, ông Hồng,
bên cô có ai có thể đánh một trận với ông Hồng chứ? Một khi Diệp Thị không thể giành được chức quán quân trong đại hội Bắc Cảnh lần này, cô sẽ phải cút ra khỏi Diệp Thị. Reng reng. Bỗng nhiên điện thoại của Diệp Thúy Như lại vang lên. Diệp Thúy Như nhấn nghe, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất. Muốn chia hai nhóm thì cứ để bọn họ chia làm hai nhóm đi, tất cả âm mưu quỷ kế đều phải thất bại trước thực lực tuyệt đối thôi. Diệp Thúy Như hít sâu một hơi, nói với Diệp Ân Thi, Diệp Thúy Như tôi nói được làm được. Được thôi, cái này là cô nói đó. Diệp Ân Thi vô cùng kích động, cô ta đang chờ đợi câu nói này của Diệp Thúy Như. Dường như là sợ cô ta sẽ đổi ý, Diệp Ân Thi nói với Diệp Vô Lệ sau lưng mình, bác Diệp, bác đã nghe thấy Diệp Thúy Như vừa mới nói gì rồi đúng không? Không giành được chức quán quân đại hội Bắc Cảnh thì tự mình rời khỏi Diệp Thị. Diệp Vô Lệ nhìn Diệp Thúy Như, thở dài một hơi rồi nhẹ gật đầu. Diệp Thúy Như cũng quay đầu nhìn Diệp Vô Lệ. Lãnh Nhan đã từng nhắc nhở cô ta nhất định phải cẩn thận với Diệp Vô Lệ, từ đầu đến cuối, cô ta đều nhớ kỹ câu nói này. Lúc này, Mục Lang chậm rãi đứng dậy nhìn tất cả mọi người ở phía dưới rồi nói, bây giờ tôi xin tuyên bố đại hội Bắc Cảnh chính thức bắt đầu, có thể mời nhóm tuyển thủ đầu tiên lên sàn. Cường giả của các gia tộc đồng loạt nhìn về phía hậu trường. Lúc này, Vương Nhất bỗng nhiên đứng dậy. Lý Khinh Hồng vội vã nắm tay anh đi đâu vậy? Vương Nhất cười nói, tạm thời công ty có chút việc, anh phải đi xử lý một chút. Lý Khinh Hồng nửa tin nửa ngờ buông tay ra. Vương Nhất rời khỏi khán đài, sau đó đổi một bộ quần áo màu đen, đồng thời còn đeo một cái mặt nạ sắt lóe ra ánh sáng lạnh lão. Nếu như có người Bắc Cảnh ở đây, chắc chắn có thể nhận ra được đây chính là biểu tượng của ẩn vu Bắc Cảnh. Trong phòng nghỉ ở sân vận động, có rất nhiều tuyển thủ dự thi đều đang nghỉ ngơi chờ đợi. Vương Nhất một thân một mình đứng ở trong góc, khí tức đạm bạc, nếu như không nhìn kỹ thì rất khó để phát hiện anh có mặt ở đây. Diệp Kình Hiên ở bên cạnh anh. Anh ta là một trong số rất ít người biết Vương Nhất che giấu thân phận. Đúng lúc này có một người đàn ông cao như cột điện chậm rãi đi về phía Vương Nhất. Cậu chính là người dùng ẩn chủ làm danh xưng đó à? Người đàn ông cao như cột điện này chính là Hồng Giác Lâm, em của Hồng Giác Hải. Ông ta nhe răng cười cười mà nhìn Vương Nhất. Ông muốn cái gì? Sắc mặt của Diệp Kình Hiên âm trầm, bước một bước ngăn giữa Vương Nhất và Hồng Giác Lâm. Kình Hiên, đừng đến đây. Vương Nhất bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Kình Hiên do dự, cuối cùng vẫn lui sang một bên. Có chuyện gì? Vương Nhất phản ứng rất thờ ơ. Dưới cái mặt nạ bằng sắt chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hồng Giác Lâm. Không có chuyện gì. Hồng Giác Lâm huênh hoang cười nói, tôi chỉ muốn biết một vấn đề thôi, cậu dám lấy cái tên, ẩn chủ này, rốt cuộc thì cậu có thực lực ngang hàng với ẩn chủ không? Vụt. Một giây sau, ông ta lại ngang nhiên ra quyền, nâng tay về phía Vương Nhất. Dừng tay. Thấy cảnh này, Diệp Kình Hiên hét to một tiếng, sắc mặt liền thay đổi. Khoảng cách gần như thế. Cộng thêm nắm đấm của Hồng Giác Lâm cuồng bạo, làm sao có thể tránh thoát được. Mà động tĩnh nơi đây đã thu với sự chú ý của tuyển thủ có mặt ở hội trường, sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi theo. Đây không phải là Hồng Giác Lâm, cao thủ xếp thứ hai trong Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành à. Bây giờ trận đấu còn chưa bắt đầu mà ông ta lại muốn ra tay ở đây, không sợ sẽ bị hủy bỏ tư cách hả? Em đám người nghị luận âm, ai cũng kinh ngạc. Bọn họ đều đồng cảm nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ sắc, không ai có thể tránh được một quyền đó với khoảng cách gần như thế này. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn liền truyền đến. Vách tường sau lưng Vương Nhất ầm một tiếng rồi sụp đổ. Nhưng đầu của Vương Nhất vẫn hoàn hảo không hề bị tổn hại. Bởi vì nắm đấm của Hồng Giác Lâm không hề đánh vào đầu Vương Nhất, mà là đánh vào vách tường ở bên cạnh đầu của Vương Nhất. Mà Vương Nhất không hề tránh né. Từ đầu đến cuối anh đều nhìn Hồng Giác Lâm bằng vẻ mặt bình tĩnh. Người đứng xung quanh kinh ngạc trợn mắt. Khoảng cách gần như vậy, đối mặt với nắm đấm mạnh bạo như thế, vậy mà lại không tránh né. Là do cậu ta đã biết Hồng Giác Lâm không dám ra tay à? Chỉ có hạc trong bầy gà thì mới có thể không sợ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng đá cội lăn lốc cốc. Mọi người chấn động, nhìn Vương Nhất đeo mặt nạ giống như là đang nhìn tiên trên trời. Diệp Kình Hiên còn hơn như thế, anh ta thật sự khâm phục Vương Nhất. Khoảng cách vừa gần, vừa phải đối mặt với đòn tấn công mang theo sức mạnh của Hồng Giác Lâm, thế mà vẫn có thể thờ ơ làm như không có gì. Thậm chí ngay cả cử động cũng không thèm. Tại sao lại không tránh?
Hồng Giác Lâm cũng rất kinh ngạc mà nhìn Vương Nhất. Vương Nhất mỉa mai cười, ông dám ra tay ở ngay đây. Hồng Giác Lâm sững sờ, sau đó há miệng cười, xem ra là cậu đã biết tôi không dám ra tay với cậu ở đây, cho nên không hề sợ hãi. Lúc này, Diệp Kình Hiên mới kịp phản ứng lại, hóa ra là Vương Nhất đã sớm biết đối phương không dám ra tay. Vương Nhất cười nhạt, cho dù nơi này có thể ra tay thì một quyền này của ông, tôi cũng không cần phải tránh. Một đấm này của Hồng Giác Lâm trong mắt người thường thì có lẽ rất mạnh, nhưng mà trong mắt Vương Nhất lại không đáng để nhắc tới. Hồng Giác Lâm bất ngờ, lại cười lạnh, ý của cậu chính là lúc nãy cậu thật sự có thể nhìn thấu một đấm lúc nãy của tôi là cố ý đánh chật. Ở đây là khu vực nghỉ ngơi, nghiêm cấm xảy ra xung đột, nếu không thì sẽ bị hủy bỏ ư cách. Cho nên dù đầu óc của Hồng Giác Lâm có chập mạch đến đâu thì cũng không thể nào thật sự ra tay với Vương Nhất. Một đấm này chỉ là thủ đoạn Hồng Giác Lâm dùng để đe dọa Vương Nhất mà thôi. Vốn dĩ cho rằng với một đấm này, Vương Nhất chắc chắn sẽ bị dọa đến xanh mặt, tệ hơn là sẽ đưa ra đòn phản công. Không ngờ là Vương Nhất ngay cả tránh cũng không tránh. Nếu như không phải là bị dọa đến ngơ người thì là bởi vì nhìn thấu chuyển động của ông ta, xác định rằng ông ta không dám ra tay. Dựa vào tính tình kiêu ngạo của Hồng Giác Lâm, làm sao có thể nghĩ rằng Vương Nhất thuộc về sau. Hơn phân nửa là do bị dọa không dám động đậy. Hồng Giác Lâm vừa mới nói xong, cường giả xung quanh như bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt lên tiếng. Hóa ra là chuyện xảy ra rồi mới biết, cậu ta căn bản không hề nhìn thấu hướng đi năm đấm của ông Hồng, lúc người ta ra quyền thì cậu ta đã bị sợ đến đứng hình. Còn dám làm cao thủ, thật sự cho rằng dùng tên của ẩn chủ thì có thể là ẩn chủ thật. Tôi đoán là một lát nữa ra sân, cậu ta sẽ bị ông Mục đánh cho tơi bời. MU cường giả xung quanh lộ ra vẻ mặt khinh thường, trên mặt đều treo nụ cười lạnh. Các người còn chưa từng nhìn thấy anh Vương, ẩn chủ ra tay, làm sao biết người A không có thực lực. Nghe thấy lời bình luận quanh tai, Diệp Kình Hiên giận dữ biện hộ thay Vương Nhất. Cậu đứng ngay bên cạnh cậu ta, chẳng lẽ không nhìn thấy cậu ta bị ông Hồng dọa đến nỗi không dám động à? Nếu như không phải ở đây không được đánh nhau thì một đấm này của ông Hồng đã có thể đánh vào đầu cậu ta. Cậu còn biện hộ cho kẻ yếu như cậu ta ư? Diệp Kình Hiên vừa mới lên tiếng, lập tức bị mọi người tấn công. Cao thủ Tần Thị, Vương Thị không hề nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn xem. Lý Thế Nhân cũng như thế. Ở toàn bộ Lý Thị, chỉ có một mình anh ta đứng ra. Không phải bởi vì tìm không thấy người, mà là đều bị Lý Thế Nhân từ chối. Ông ta tự cao, trong đại hội Bắc Cảnh không có ai là đối thủ của ông ta. Thằng nhóc kia, cậu chính là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Thiên An đúng không? Hồng Giác Lâm bỗng dưng lên tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Kình Hiên, thờ ơ nói. Phải thì như thế nào? Diệp Kình Hiên cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn châm chập vào Hồng Giác Lâm, nhưng lại cảm nhận được một chút áp lực. Hồng Giác Lâm chính là cường giả võ đạo kỳ cựu, có thể là cao thủ được xếp thứ hai trong Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, điều này đã đủ để chứng minh sức mạnh của ông ta. Trước đó, Diệp Kình Hiên vẫn luôn là người ngoài vòng, sau khi gặp Vương Nhất rồi mới chính thức luyện được nội kình. Nếu như hai người đối đầu với nhau, anh ta chắc chắn lành ít dữ nhiều. Thấy Diệp Kình Hiên đã thừa nhận, nụ cười lạnh trên mặt Hồng Giác Lâm lại càng sâu hơn, chẳng trách muốn giúp Diệp Thúy như Diệp Thị, hóa ra đều là từ Thiên An mà. Ra, ông không được sỉ nhục. Diệp Kình Hiên tức giận đỏ mặt, vừa định lớn tiếng mắng lại. Đủ rồi. Vương Nhất gầm lên một tiếng. Quay đầu nhìn anh ta, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự mình kiềm chế cho tốt. Vâng, vâng. Diệp Kình Hiên lập tức hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh cả người. Chuyện anh ta và Diệp Thúy Như là chị em, nếu như lúc này bị bại lộ, không chỉ không có cách nào giúp Diệp Thúy Như, ngược lại còn sẽ mang đến phiền phức vô hạn cho. Cô A, nếu như không phải Vương Nhất kịp thời quát tháo bảo mình dừng lại, anh ta chắc chắn sẽ nói chữ chị ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồng Giác Lâm cũng không nghi ngờ, chẳng qua cảm thấy Diệp Kình Hiên ngay cả nói cũng không dám nói rõ ràng, có thể làm cao thủ gì chứ. Thằng nhóc kia, nếu như cậu đã là người của Hiệp hội Võ Đạo Thiên An, vậy chờ một lát nữa ra sân cậu đừng có trách tôi không nương tay. Hồng Giác Lâm âm hiểm cười gắn. Để rồi coi. Diệp Kình Hiên nổi giận. Xung đột dừng ở đây, tiếp theo chính là tiết mục rút thăm. Sân vận động Giang Thành có diện tích rất lớn, mỗi địa điểm đều sẽ bố trí một hội trường thi đấu. Vòng rút thăm sẽ quyết định ai đấu với ai.
Bởi vì Diệp thị có quá nhiều người tham gia nên bị chia làm hai nhóm, bọn họ sẽ tiến hành trận chiến nội bộ. Mời nhóm tuyển thủ thứ nhất lên sân. Tần thị đấu với nhà họ Lăng Kim Hà. Vương thị đấu với nhà họ Tiêu Đài thị. Lạc thị đấu với nhà họ Kim Mỹ Hà. Ngủ nhóm tuyển thủ đầu tiên lần lượt ra sân. Những cái tên tham gia vào trận đấu vẫn còn chưa kết thúc. Nội đấu giữa Diệp thị. Đến đây, nhóm tuyển thủ thứ nhất mới kết thúc. Tất cả vương tộc Yên Đô, ngoại trừ Diệp thị thì đều được phân với các gia tộc từ khắp các tỉnh thành ở Giang Chiết. Cho dù là nhà họ Trương hay nhà họ Tiêu đều không phải là gia tộc hùng mạnh, thậm chí ngay cả hào môn còn không phải, thắng lợi chắc chắn nghiêng về một bên. Xem ra cuộc nội đấu của Diệp thị đáng xem hơn nhiều. Bộp. Hồng Giác Lâm là người xung phong đầu tiên, ông ta nhảy lên, liền nhảy vào trung tâm võ đài. Bình bịch. Giống như một cái tháp bằng sắt rơi xuống, phía dưới xuất hiện cảnh tượng như là một chiếc nhân được làm bằng đá cẩm thạch chất lượng cao bị nứt toạc. Cảnh tượng này làm những người có mặt ở đây bị chấn động sâu sắc. Chỉ nhảy lên mà lại có sức lực như thế, vậy thì thực lực của Hồng Giác Lâm phải mạnh đến cỡ nào? Ha ha, Diệp Thúy Như, cô lấy cái gì để đấu với tôi? Diệp Ân Thi, Hồng Giác Hải cũng nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều cười lạnh thành tiếng. Nào, để cho tôi xem cường giả mà Diệp Thúy Như tìm được tài giỏi đến mức nào. Ánh mắt của Hồng Giác Lâm giống như một con hổ liếc nhìn bọn người Diệp Kình Hiên, trong mắt mang theo vẻ khát máu. Vương Nhất dự định ra trận, Diệp Kình Hiên lại ngăn anh lại. Anh Vương, để tôi đi. Vương Nhất gật gật đầu, Diệp Kình Hiên liền nhún người bay lên, xuất hiện trên võ đài. Khí thế đúng là rất hùng hồn, nhưng so sánh với Hồng Giác Lâm thì khá là mờ nhạt. Hồng Giác Lâm cười lạnh, hóa ra là cậu à, đúng lúc để tôi xem cậu mạnh cỡ nào. Sỉ nhục anh Vương, ông muốn chết rồi. Diệp Kình Hiên trực tiếp hóa thành một cái bóng vọt lên, đấm thẳng một quyền vào yết hầu của Hồng Giác Lâm. Vừa mới ra tay liền sử dụng bồn lôi quyền. Những người đứng dưới võ đài đều cảm nhận được uy thế của một đấm này. Nhưng Hồng Giác Lâm lại đứng yên sừng sững bất động, biểu cảm lạnh lùng. Lúc năm đấm của Diệp Kình Hiên sắp rơi vào người Hồng Giác Lâm, có một luồng sát khí âm trầm như thủy triều cuốn về phía Diệp Kình Hiên. Dâm! Ngay sau đó, anh ta liền bay ngược ra ngoài. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến những khán giả vừa vào sân không kịp phản ứng. Khi họ định thần lại, đã thấy Diệp Kình Hiên nằm ở mép võ đài. Chỉ còn một chút nữa thôi, anh ta sẽ ngã xuống. Theo quy tắc của Đại hội Bắc Cảnh, chỉ cần rời khỏi võ đài hoặc không đứng dậy trong vòng 10 giây, chính là thua. Diệp Kình Hiên đã đặt một chân vào cửa thua. Chỉ riêng việc này thôi đã khiến người ta kinh hãi. Khán giả không nhìn rõ Hồng Giác Lâm ra tay thế nào, chỉ thấy Diệp Kình Hiên bay ngược lại như diều đứt dây. Nhìn lại Hồng Giác Lâm, người ta thấy ngay cả chân cũng không cử động, cho thấy ông ta còn chưa ra đánh thật mà Diệp Kình Hiên đã bị trọng thương. Không hổ là cao thủ đứng thứ hai Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, thực lực quá mạnh. Người kia là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Thiên An hả? Sao bên đó yếu xỉu vậy? Ha ha, vậy mà cũng được làm hội trưởng, tôi cũng kiếm một cái chức hội trưởng làm xem sêu. Sức mạnh của Hồng Giác Lâm nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía khán giả. Những người xem trận đấu không phải thán phục sức mạnh của Hồng Giác Lâm, thì chính là châm chọc sự yếu đuối của Diệp Kình Hiên, còn nhân tiện mắng Hiệp hội Võ Đạo Thiên An, khiến cho sắc mặt của các thành viên Hiệp hội Võ Đạo Thiên An đều rất khó coi. Ngay cả đám Lý Khinh Hồng cũng mang vẻ mặt u ám. Ha ha ha, đúng là mất thể diện, trình độ này mà cũng tham gia Đại hội Bắc Cảnh. Ngay cả một quyền của em trai hội trưởng Hồng cũng chịu không nổi. Cái loại này cần gì ông Hồng ra tay, chúng a là đủ rồi. Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành bên này phát ra tiếng cười đùa vui vẻ, nhưng những thứ này đến tai Lý Khinh Hồng và những người Thiên An khác thì vô cùng chướng tai. Kình Hiên, đứng lên. Phía nhà Diệp thấy Diệp Kình Hiên ngã xuống, sắc mặt Diệp Thúy Như cũng trở nên khó coi. Cô ta nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể cổ vũ Diệp Kình Hiên gắng lên. Ha ha ha, Diệp Thúy Như, cô còn mong người của mình đứng lên hả? Tôi nói cho cô biết, chuyện này là không thể nào. Diệp Ân Thi ở bên cạnh cười nhạo, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Nhìn người Diệp Thúy Như mời đến bị người mình đánh bại một cách dễ dàng, trong lòng cô ta vô cùng hả hê. Người cô tìm đến toàn lũ rác rưởi, người đủ khả năng dẫn dắt nhà họ Diệp đến vinh quang chỉ có thể là tôi. Cô chỉ là một con chó chết chủ thôi. Biểu cảm của Diệp Ân Thi vô cùng quá khích,
vẻ mặt của cô ta lúc này không chỉ điên cuồng mà còn mang chút hung dữ. Bốp! Nhưng một giây sau, tiếng cường đột ngột dừng lại, Diệp Ân Thi ăn một cái rất mạnh, trên mặt xuất hiện năm dấu ngón tay vô cùng rõ ràng. Biến cố bất thình lình không chỉ khiến Diệp Ân Thi ngây người mà ngay cả Diệp Thúy Như cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn sang. Cả hai đều thấy một ánh mắt ngập tràn sự tức giận. Chúng tôi có thể thua, nhưng các người không được sỉ nhục anh trai tôi. Hai mắt Đồng Yên Nhiên đỏ bừng, cô ta căm tức nhìn Diệp Ân Thi, giọng nói đầy tức giận. Diệp Ân Thi lập tức nổi giận, chỉ thẳng vào mặt Đồng Yên Nhiên mà mắng, con khốn này từ đâu chui ra ra vậy, còn dám đánh tôi là cô chủ của vương tộc Yên Đô, nhà các người chết chắc rồi. Diệp Thúy Như cũng không ngờ Đồng Yên Nhiên lại dũng cảm như vậy. Ngay cả cô ta còn không dám đánh Diệp Ân Thi mà Đồng Yên Nhiên lại dám. Đồng Yên Nhiên một chút cũng không sợ, đúng lúc này Diệp Thúy Như đi tới bên cạnh hai người, lạnh lùng nhìn Diệp Ân Thi, cô ấy là em gái của tôi ở Thiên An, tôi nhận bảo vệ cho cô ấy. Câu nói vừa dứt, Đồng Yên Nhiên không thể tin được nhìn Diệp Thúy Như, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô ta không ngờ Diệp Thúy Như sẽ nói ra những lời này. Cô ta luôn cảm thấy thiếu nợ Diệp Thúy Như. Ba cô ta ôm chịu làm nhục mẹ của Diệp Thúy Như, theo lẽ thường, lẽ ra Diệp Thúy Như nên coi Đồng Yên Nhiên là kẻ thù. Nhưng ngược lại, Diệp Thúy Như lại giúp cô A. Lúc này, Diệp Vô Lệ cũng tiến lên một bước, nói, cô chủ, đại hội Bắc Cảnh là sự kiện quan trọng, sau khi đại hội kết thúc, tính toán sau cũng không muộn. Diệp Ân Thi lúc này mới bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Đồng Yên Nhiên, con khốn, nhớ lấy, đại hội Bắc Cảnh kết thúc, tôi sẽ xét nát mặt cô Ran. Sau đó, một nụ cười hung ác lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của Diệp Ân Thị. Các người cứ đợi đấy, ông Hồng sẽ không để yên cho Diệp Kình Hiên đâu. Trên võ đài, Diệp Kình Hiên đang nằm trên đất thở hổn hển, khóe miệng chảy ra một vệt máu, rõ ràng là đã bị thương. Lúc này, Hồng Giác Lâm đi tới, cúi đầu nhìn anh ta, cho cậu một cơ hội tự nhận thua, học chó leo xuống đài, tôi sẽ tha cho cậu một cái mạng, nếu không, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của Vương Nhất đang đứng trên dưới võ đài chợt run lên. Tuy rằng Hồng Giác Lâm chỉ nói rất nhỏ với Diệp Kình Hiên, nhưng Vương Nhất vẫn nghe được rõ ràng. Thấy sao, tôi làm vậy là đã quá nhân từ với cậu rồi. Hồng Giác Lâm nói xong, khoanh tay cười lạnh nhìn Diệp Kình Hiên, chờ anh ta bỏ xuống như chó. 10, 9, 8. Bên kia, trọng tài bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Lúc đếm đến 1. Diệp Kình Hiên lại đứng lên một lần nữa. Ôi, trong khoảnh khắc Diệp Kình Hiên đứng lên, khán giả đều kinh ngạc, khắp nơi xôn xao. Ngay cả sắc mặt Hồng Giác Lâm cũng hơi thay đổi, ông ta kinh ngạc nhìn về phía Diệp Kình Hiên. Cho đến hiện tại, chưa có một ai có thể đứng lên sau khi ăn một quyền của ông ta. Tiếp đi, Diệp Kình Hiên nói. Nhìn thấy Diệp Kình Hiên lại đứng lên lần nữa, Diệp Thúy Như thở phào nhẹ nhõm. Hồng Giác Lâm híp mắt thật sâu. Đánh giá anh ta, vậy là cậu từ chối đề nghị của tôi. Diệp Kình Hiên cười nói, tôi sẽ đánh thắng ông. Vương Nhất từng nói anh ta bắt đầu quá muộn, thành tích võ đạo đời này định sẵn không quá cao. Nhưng, cái gọi là thành tích võ đạo định sẵn không quá cao, là so với tiêu chuẩn của Vương Nhất. Anh ta còn rất nhiều chỗ có thể tiến bộ, anh ta vẫn có khả năng vượt qua Hồng Giác Lâm. Câu nói này rơi vào tai Hồng Giác Lâm, không còn nghi ngờ gì nữa chính là khiêu khích. Nếu cậu đã tự tìm cái chết, vậy tôi thành toàn cho cậu. Trong mắt Hồng Giác Lâm lóe lên một tia khát máu lạnh lẽo. Một giây tiếp theo, ông ta cuối cùng cũng chủ động tấn công. Bùm! Khán giả xung quanh hầu như không thấy rõ Hồng Giác Lâm ra tay thế nào, chỉ thấy cả người Diệp Kình Hiên bay lên. Không chỉ có vậy, lần này, Hồng Giác Lâm theo sát anh ta như hình với bóng. Coi như cái giá phải trả cho những lời lẽ xúc phạm tôi tính trên người cậu một khoản lãi. Cũng không quá đáng chứ. Khóe miệng Hồng Giác Lâm cong lên thành một hình vòng cung tàn nhẫn. Dứt lời, ông ta đi về phía Diệp Kình Hiên đang ngã xuống. Ông ta định làm gì? Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thúy Như vô cùng bất an, đột nhiên đứng thẳng dậy. Diệp Ân Thi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng mong chờ. Hồng Giác Lâm chậm rãi nâng một chân lên, định giẫm lên cánh tay của Diệp Kình Hiên. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. Ông dám giẫm, tôi sẽ cho ông mất mạng. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự uy hiếp lặng lẽ vang khắp võ đài nơi Hồng Giác Lâm đang đứng. Ngay lập tức, tất cả những người nghe thấy trong tiềm thức nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen,
đeo mặt nạ sắt, thần thái lạnh lùng. Chính là Vương Nhất. Giờ phút này, trên người anh đằng đằng sát khí, bởi vì đang đeo mặt nạ nên mọi người không nhìn rõ ngũ quan, nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng dưới lớp mặt nạ. Đôi mắt này cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hồng Giác Lâm, cho dù là Hồng Giác Lâm cũng thầm run sợ, giống như đang bị một con dã thú thuở hồng hoang nhìn chằm chằm vào vậy. Cậu lo lắng cho cậu ta hả? Nhưng Hồng Giác Lâm đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Vương Nhất nói. Trong mắt của Vương Nhất run lên, anh đang định mở miệng nói. Đột nhiên, một cô gái mặc váy dài màu đỏ liều mạng từ phía sau chạy lại. Cô ơi, mời cô trở về khán đài. Nhân viên an ninh hiện trường lập tức ngăn cô ta lại, nhưng cô ta đẩy mạnh họ ra. Trở về cái rắm, anh tôi sắp bị đánh gãy tay rồi kìa. Cô gái mặc váy đỏ này chính là Đồng Yên Nhiên. Cô ta đẩy nhân viên hiện trường ra, sau đó chạy đến võ đài, căm tức nhìn Hồng Giác Lâm. Anh tôi thua rồi, ông còn không chịu bỏ qua cho anh ấy. Hồng Giác Lâm thản nhiên nói, anh ta không bước ra khỏi võ đài, hơn nữa trọng tài cũng chưa thông báo kết quả, cho nên không tính là thua, cũng không tính là nhận thua, nên tôi phải ra tay thôi. Sắc mặt Đồng Yên Nhiên u ám, cô ta vội vàng nói với trọng tài, anh mau đếm đi. Theo cô ta thấy, thà nhận thua còn hơn là bị gãy tay. Trọng tài lắc đầu, anh ta vẫn còn tỉnh táo, phải để tự anh ta đứng dậy. Nghe được câu này, sắc mặt Đồng Yên Nhiên càng biến động, không còn cảm giác tức giận như lúc trước, cô ta chỉ tìm cách cầu xin. Cô ta đỏ mắt nói với Hồng Giác Lâm, tôi xin ông đừng làm anh tôi bị thương, chúng tôi nhận thua. Hồng Giác Lâm cười lên thật đáng sợ, chuyện này cô không quyết định được. Bùm! Một giây sau, Hồng Giác Lâm nhảy lên, cả người phi lên rất cao. Đại khái cách mặt đất 7-8 mét. Người ngồi ở khán đài đều sửng sốt, giật nảy mình, nhảy bừa một cái mà lên đến tận 7-8 mét, đây có còn là người không? Đây mới đúng là tông sư võ đạo sao? Vương Nhất nheo mắt nhìn cảnh này. Anh cách Diệp Kình Hiên rất xa, cho dù muốn cứu cũng không kịp. Cơ thể Hồng Giác Lâm đạt đến điểm cao nhất trên không trung thì nhanh chóng hạ xuống. Ngay lúc hạ xuống, Hồng Giác Lâm cong gối, nhắm ngay cánh tay Diệp Kình Hiên trên võ đài. Cô ta biết Diệp Kình Hiên là người mạnh nhất bên cạnh Diệp Thúy Như. Người mạnh nhất đấu tay đôi với Hồng Giác Lâm mà chỉ trụ được một hiệp, chứ đừng nói gì đến những người khác. Thế chẳng khác gì giết một con gà Diệp Thúy Như sao có thể đấu lại cô ta. Nhưng cô ta cũng không đi chọc tức Diệp Thúy Như vì sợ người phụ nữ này điên lên sẽ làm ra chuyện điên rồi gì đó, với cả cô ta định đợi sau khi đại hội Bắc Cảnh kết thúc, đuổi Diệp Thúy Như ra khỏi nhà họ Diệp, đến lúc đó sẽ ném đá xuống giếng. Hiệp hội võ đạo Giang Thành bên này, Hồng Giác Hải cũng đang nở nụ cười chế giễu. Em trai của ông ta không chỉ có thực lực mạnh mà bản tính trời sinh đã tàn bạo. Giống như người trong giang hồ thường nói, sát tâm giết người rất nặng. Ngay cả ông ta, đấu với Hồng Giác Lâm cũng chưa chắc đã thắng. Mấy kẻ vô dụng kia sao có thể là đối thủ của em trai ông ta? Hồng Giác Hải lạnh lùng liếc nhìn về phía Hiệp hội Võ Đạo Thiên An. Đại hội Bắc Cảnh lần này không chỉ là cuộc đấu tranh giữa các gia tộc mà còn là cuộc chiến tranh giành địa vị giữa các hiệp hội võ đạo thành phố. Các hiệp hội sẽ cử đi các cao thủ, âm thầm cạnh tranh cao thấp. Nếu là thời kỳ nhà họ Nhan quản lý Hiệp hội Võ Đạo Thiên An, Hồng Giác Hải còn hơi e dè. Nhưng bây giờ Hiệp hội Võ Đạo Thiên An đã đổi người quản lý, thực lực không thể so với ông ta. Tổng đà Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, phải là của tôi. Hồng Giác Hải cười to nói. Hồng Giác Lâm chậm rãi đi về phía Đồng Yên Nhiên, lạnh lùng nhìn xuống cô ta, cậu ta là anh trai cô hả? Còn không mau dâng xuống đi. Tôi liều mạng với ông. Tức giận đến cực độ, cũng đau lòng đến cực điểm, Đồng Yên Nhiên hét lên, dưới tình huống cấp bách, như phát điên lao về phía Hồng Giác Lâm. Tự tìm cái chết. Ánh mắt Hồng Giác Lâm run lên, bàn tay đánh xuống. Nhưng lại đánh hụt. Hả? Hồng Giác Lâm sửng sốt nhìn sang. Chẳng biết Vương Nhất đã nhảy lên võ đài ừ lực nào, kéo Đồng Yên Nhiên ra, tay còn lại ôm Diệp Kình Hiên lên, lạnh lùng nhìn ông ta. Hồng Giác Lâm thấy vậy, lập tức cười, cậu muốn lên võ đài. Vương Nhất lắc đầu, tôi sẽ lên, nhưng không phải bây giờ, tốt nhất ông nên cầu nguyện đừng gặp phải tôi. Ha 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 ha. Nghe vậy, Hồng Giác Lâm giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, khinh thường cười to. Cậu nói ngược à, phải là tốt nhất cậu nên cầu nguyện đừng phải gặp tôi chứ. Thằng nhóc kia bị tôi đánh một quyền là ngã ngựa, cậu mạnh hơn cậu ta hả? Với cả, lúc ở phòng chờ,
người ta đấm vào chăn một cái cậu đã sợ đến mức không dám nhúc nhích, nhanh vậy đã quên rồi sao? Bùm! Ông ta vừa thốt ra lời này, khán giả xung quanh lập tức xôn xao. Xưng là ẩn chủ mà bị Hồng Giác Lâm đánh một cái đã sợ đến mức không dám nhúc nhích. Yếu quá đi! Khán giả xung quanh nhìn Vương Nhất đầy vẻ khinh thường. Nhưng Vương Nhất không thèm quan tâm, quay đầu nhìn về phía Đồng Yên Nhiên, đưa anh của cô đi đi, đây là trận đấu nội bộ nhà họ Diệp, nếu như ông ta tiếp tục thắng, sớm muộn gì chúng tôi cũng gặp, Đồng Yên Nhiên cảm kích nhìn Vương Nhất, sau đó đưa Diệp Kình Hiên đến bệnh viện. Vương Nhất lập tức nhảy khỏi võ đài, tiếp tục chờ đợi. Còn ai nữa không? Hồng Giác Lâm đứng trên võ đài, giọng nói vang dội. Cùng lúc đó, các võ đài khác cũng đã quyết định được người chiến thắng. Mọi người thấy đối phương là cao thủ vương tộc Yên Đô thì lập tức mất hết ý chí chiến đấu, chỉ nghĩ đến đầu hàng. Nhà họ Tần, nhà họ Vương, nhà họ Lạc, nhà họ Lý lần lượt có người tiến lên. Nhưng trong trận đối nội bộ nhà họ Diệp, người dẫn chương trình gọi liên tiếp mấy cái tên đều không có ai đủ dũng khí lên võ đài, trực tiếp nhận thua. Là do Hồng Giác Lâm quá mạnh, thủ đoạn quá tàn bạo, vì thứ hạng mà bị trọng thương cũng không đáng. Ha 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 ha, các người đều là lũ hèn. Ngay cả một người cũng không dám lên. Người tiếp theo, người tiếp theo. Hồng Giác Lâm đứng trên võ đài, cười lớn thách thức. Người của Thiên An và nhóm Diệp Thúy Như đều tức giận, nhưng không ai dám lên võ đài. Rất nhanh, phía Diệp Thúy Như chỉ còn lại mình Vương Nhất, cũng chính là người có danh hiệu ẩn chủ. Hồng Giác Lâm vô cùng hứng thú nhìn Vương Nhất, giễu cợt nói, chỉ còn một mình cậu thôi hả? Mau tới chịu chết đi. Lúc này, người dân chương trình đi tới, kịp thời nói, phía cô Diệp Thúy Như, đã 9 người nhận thua rồi, anh không thể tiếp tục nhận thua nữa. Đây là đại hội Bắc Cảnh, tinh thần chiến đấu là liều chết, không thể suốt ngày đầu hàng được. Lời này vừa nói ra, khán giả xung quanh đều thương hại nhìn Vương Nhất, cảm thấy anh đúng là số nhỏ. Đấu với Hồng Giác Lâm thì phần trăm thắng bằng không. Bây giờ ngay cả nhận thua cũng không được, chỉ có thể mặc cho Hồng Giác Lâm đánh đập. Phần đời còn lại của anh ta chắc phải ngồi trên xe lăn rồi. Hầu như tất cả mọi người đều có suy nghĩ này. Trên khán đài cao nhất, Mục Lang cũng lắc đầu, nhưng vẻ mặt không hề phải là sự thương hại. Dám tự xưng là ẩn chủ nhưng thực lực không phải của ẩn chủ, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng L không lắp nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, Si Tông biết vì sao, cô ta luôn cảm thấy người kia rất giống Vương Nhất. Lên đây đi. Hồng Giác Lâm ngoắc tay với Vương Nhất, bảo anh lên võ đài, sắc mặt Vương Nhất lạnh lùng, anh từ từ bước lên. Lúc này, Vương Nhất vẫn chưa bộc lộ khí thế, nên trông chẳng khác gì một người bình thường. Hồng Giác Lâm cười nói, như vậy đi, tôi sẽ không đấu với cậu, tôi chấp cậu một tay, hai chân di chuyển, thấy sao? Nói xong ông ta đúng thật chỉ giơ một tay ra, bùm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phải nói là Hồng Giác Lâm quá kiêu ngạo rồi, sao lại chỉ dùng một tay để đấu? Nếu như Vương Nhất không thắng được thật thì chẳng phải là quá nhục sao? Vương Nhất cũng không từ chối, chỉ khẽ cười nói, vậy sao, hy vọng ông sẽ không hối hận. Hồng Giác Lâm cười to, không hối hận, cứ vậy đi. Bùm. Ngay sau đó, không đợi Hồng Giác Lâm nói hết câu, Vương Nhất xuất hiện trước mặt ông ta một cách quỷ dị, tung một quyền vào mặt ông ta. Dâm. Một âm thanh trầm thấp vang lên, Hồng Giác Lâm bị Vương Nhất đấm mạnh mô cái ngã xuống đất. Cái gì? Cảnh tượng này khiến tất cả khán giả kinh ngạc. Toàn trường trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả khán giả như gặp phải quỷ, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào bóng người cao ngất đứng sừng sững trên võ đài. Từ đầu đến cuối, anh đứng thẳng như cây giáo. Trên võ đài bụi bay mù mịt, thân hình cao lớn của Hồng Giác Lâm ngã uích xuống đất, khiến cho võ đài nứt ra, vô số đá vụn lăn xuống. Chuyện này, sao có thể? Phía nhà họ Diệp, Diệp Ân Thi đứng phát dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Cảnh tượng trước mặt khiến cô ta không dám tin tưởng, thậm chí còn nghi ngờ mình bị hoa mắt. Hồng Giác Lâm là người đứng thứ hai ở Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, sao có thể thua được? Ngay sau đó, cô ta đột nhiên cúi đầu, căm ức nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như, người cô mời đến là thế nào? Sao anh ta lại có thể là đối thủ của ông Hồng? Khuôn mặt của Diệp Thúy Như lúc này tràn đầy sự lạnh lùng, giọng nói cũng mang theo sát khí. Thế giới này vô cùng rộng lớn, người mạnh hơn Hồng Giác Lâm rất nhiều, cô cứ chờ mà xem, ông ta sẽ lập tức mất mạng. Diệp Thúy Như rất hiểu Vương Nhất,
Hồng Giác Lâm đánh gãy một cánh tay của Diệp Kình Hiên, Vương Nhất sẽ bắt ông ta trả giá gấp trăm lần. Cách trực tiếp nhất chính là giết chết Hồng Giác Lâm ngay trước mặt mọi người. Phía bên Hiệp hội Võ đạo Giang Thành, Hồng Giác Hải cũng không tin nổi khi nhìn thấy cảnh này. Không thể nào, chắc chắn là ăn may. Hồng Giác Hải vội vàng trấn an các thành viên của Hiệp hội. Giác Lâm cũng nói rồi mà, dùng một tay, đứng bất động để đấu, xảy ra chút sai sót cũng là chuyện bình thường. Tất cả chỉ là hiệu quả biểu diễn thôi. Người của Hiệp hội Võ đạo Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nở nụ cười. Đúng vậy. Hồng Giác Lâm sao có thể thua được? Vừa rồi chẳng qua là ăn may thôi. Làm như vậy càng khơi dậy lửa giận và sát ý của Hồng Giác Lâm. Ba, là bai. Bên phía Lý Khinh Hồng, Vương Tử Lam ngồi trên đùi Lý Khinh Hồng, vô cùng phấn khích vỗ tay, suýt chút nữa thì tụt khỏi đùi Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng vội vàng bế cô bé lên, giải thích, ông ấy không phải ba con đang bận rồi. Nhưng cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người trên võ đài, không ngừng gọi bá tầng trên cùng của nhà thi đấu. Lãnh Nhan hưng phấn nhìn bóng người thẳng tắp như cây giáo kia. Cuối cùng thiếu chủ cũng ra tay rồi. Cô ta liếc trộm bóng người mặc áo choàng. Người sau dường như cũng rơi vào trầm ư, dưới tà áo đen, một đôi mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Đứng lên đi. Ánh mắt Vương Nhất lạnh như băng, từ trên cao nhìn xuống Hồng Giác Lâm, lạnh lùng nói. Cơ thể Hồng Giác Lâm hơi co quắp, cuối cùng cũng run rẩy đứng dậy. Nhưng lúc đứng lên, đôi mắt của ông ta trở nên lạnh đến thấu xương, sát ý quét qua toàn bộ võ đài. Thằng oát con, cậu không có đạo đức, sao dám đánh lén tôi? Nghe vậy, Vương Nhất không khỏi bật cười, rõ ràng là ông không phản ứng kịp, còn nói tôi không có đạo đức. Với cả, nói hai chữ đạo đức với tôi, ông xứng sao? Lúc này, giọng nói của Vương Nhất trở nên lãnh đạm, đôi mắt của anh giống như đang nhìn một người đã chết. Hồng Giác Lâm lau vết máu trên mặt, bình tĩnh nói, nếu cậu muốn báo thù cho tên kia, tôi hoan nghênh, nhưng kết cục của cậu sẽ còn thảm hơn cả cậu ta. Vậy sao? Mặt Vương Nhất mặt không cảm xúc cười lên, đột nhiên nói, như vậy đi, tôi sẽ không bắt nạt ông, cũng chấp ông một tay, hai chân không động, thế nào? Nói xong, anh học dáng vẻ vừa rồi của Hồng Giác Lâm, chắp một tay sau lưng. Ánh mắt của Hồng Giác Lâm đờ đần, một giây sau, tràn đầy sự u ám. Khán giả xung quanh cũng hoài nghi nhìn Vương Nhất, cho rằng anh đúng là đang đùa với lửa. Đại sư Hồng nhường anh ta một tay, hai chân, anh ta mới đánh trúng một đòn, mới vậy đã ngông cuồng rồi. Đúng là thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Đại sư Hồng, lần này đừng nương tay, một chiêu đánh chết anh ta đi. Khán giả xung quanh thi nhau nói, không ai trong số họ tin rằng Vương Nhất có khả năng chiến thắng. Lúc này, cơn giận của Hồng Giác Lâm cũng đã lên đến cực điểm, ông ta giận đến mức bật cười. Quát con ngông cuồng, cậu đã cố chấp gây hài, vậy đừng trách tôi. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng do sai sót của Hồng Giác Lâm cộng với việc Vương Nhất đánh lén, nên ông ta mới bị dính đòn. Hồng Giác Lâm cũng cho là vậy. Hiện tại ông ta nghiêm túc đấu, Vương Nhất chắc chắn không có cơ hội. Bùm! Khoảnh khắc tiếp theo, Hồng Giác Lâm giã mạnh lên mặt đất. Toàn bộ đá dưới võ đài đều bị giã mái thành từng mảnh. Sau đó, Hồng Giác Lâm hóa thành ảo ảnh, lao thẳng về phía Vương Nhất. Nhưng Vương Nhất vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, không hề trốn tránh, sắc mặt cũng bình thản, chỉ đứng đó lặng yên quan sát. Thằng nhóc kia xong đời rồi, ông Hồng dốc toàn lực thì không gì đáng sợ hơn. Các người nhìn kìa, anh ta sợ đến mức không dám động đậy. Anh ta tiêu đời rồi. Gần như toàn bộ khán giả đều cả kinh kêu lên. Ngay cả Lý Khinh Hồng cũng không khỏi đổ mồ hôi hột vì lo lắng cho anh. Trên chỗ cao nhất của khán đài, người đàn ông mặc áo choàng dường như đã biết trước kết quả, xoay người rời đi. Lý Tinh Sở ở một bên hơi sửng sốt, sao vậy, không xem nữa à? Đang đến chỗ gay cấn mài. Lãnh Nhan nhẹ nhàng nói, kết quả đã định, Hồng Giác Lâm chết chắc rồi. Sao có thể chứ? Lý Tinh Sở không tin. Hồng Giác Lâm khí đang thịnh, sao có thể chết được? Bùm! Chết đi! Một giây sau, Hồng Giác Lâm đến trước mặt Vương Nhất, tung một quyền cực mạnh vào mặt anh. Nếu là một người bình thường chịu một quyền này, chắc chắn toàn bộ khuôn mặt đã bị hủy hoại. Nhưng trước ánh nhìn của mọi người, Vương Nhất đột nhiên đưa tay ra. Anh không cố đấu lại Hồng Giác Lâm mà tóm lấy cổ ông ta. Bang! Trước khi cú đấm của Hồng Giác Lâm chạm tới mặt Vương Nhất đã tóm lấy cổ ông ta trước.
Cơ thể Hồng Giác Lâm như diều đứt dây, ông ta theo bản năng thu tay về, ôm cổ. Vương Nhất dùng một tay bóp cổ Hồng Giác Lâm, giơ ông ta lên cao, ánh mắt từ đầu đến cuối đều vô cùng lãnh đạm. Bùm! Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người chấn động không thôi. Hầu như tất cả mọi người đều ngẩn ra, cái người có danh hiệu ẩn chủ đó dùng một tay là nhấc được Hồng Giác Lâm lên. Sao có thể? Hồng Giác Hải đứng dậy, không thể tin nhìn cảnh tượng này. Phía nhà họ Diệp, Diệp Ân Thi lấy tay che miệng, mặt đầy kinh ngạc. Cô ta cách Vương Nhất rất xa, nhưng vẫn cảm nhận được luồng sát khí dữ dội từ anh. Sắc mặt Diệp Thúy như vẫn như thường, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, tảng đá gieo trong lòng cô ta cũng hạ xuống. Lúc nãy cô ta còn hơi lo lắng, dù sao người kia cũng là người đứng thứ hai hiệp hội võ đạo. Cho dù Vương Nhất có mạnh đến đâu thì cũng gặp phải chút khó khăn. Không ngờ giải quyết Hồng Giác Lâm lại dễ như trở bàn tay. Ông chỉ có chút thực lực này thôi hả? Vương Nhất dùng một tay giữ cổ của Hồng Giác Lâm, liên tục cười chế giễu. Vương Nhất nói rất nhỏ, chỉ đủ cho anh và Hồng Giác Lâm nghe thấy. Nghe vậy, Hồng Giác Lâm lập tức trừng mắt tức giận, đồng tử tràn đầy tia máu. Ông ta không sợ chết, chỉ sợ chết một cách uất ức trong tay kẻ khác. Cậu, dám mắng tôi. Hồng Giác Lâm dùng hết sức lực mới có thể dặn ra câu đó từ trong cổ họng. Dù cho có đang bị bóp cổ, luồng sát khí mạnh mẽ vần tỏa ra từ người ông ta. Vương Nhất đều nhìn thấy, nhưng ánh mắt phân khinh thường, anh châm chọc, chẳng lẽ tôi nói sai? Trong mắt tôi, ông chỉ là một con kiến nhỏ bé yếu ớt. À không, ông ngay cả một kiến cũng không bằng, so với hạt cát còn nhỏ bé hơn. Khi nói hai câu này, giọng của Vương Nhất rất lớn, lập tức truyền đến tai khán giả trên khán đài. Bùm! Nhất thời, mọi người đều cảm thấy khó tin, trố mắt nhìn nhau. Hồng Giác Lâm mà lại bị người ta làm nhục như vậy. Sắc mặt Hồng Giác Hải trở nên âm trầm, Hồng Giác Lâm là em trai ruột của ông ta, em trai bị sỉ nhục như vậy, chẳng khác gì đang sỉ nhục chính ông ta. Những lời này giống như thuốc nổ, mặt Hồng Giác Lâm nhất thời đỏ lên, ánh mắt dán chặt vào người Vương Nhất. Cậu có dám thả tôi ra, đường đường chính chính đấu lại một lần nữa. Hồng Giác Lâm dốc toàn bộ sức lực nói. Được thôi, tôi cho ông thêm một cơ hội. Vương Nhất cười lạnh nói, nếu ông đã không tin, tôi sẽ cho ông biết giữa hai ta chênh lệch lớn đến mức nào. Nói xong, anh thật sự buông Hồng Giác Lâm ra. Khu! Vương Nhất vừa buông tay, Hồng Giác Lâm lập tức hít lấy hít để bầu không khí đã mất từ lâu. Nhưng hơn thế chính là ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Nhất. Cuối cùng ông ta cũng biết được thế nào là sợ hãi. Nhưng đôi khi, người ta biết trong núi có hổ thì lại càng thích đến ngọn núi đó hơn. Lòng tự trọng của Hồng Giác Lâm không cho phép ông ta đầu hàng. Giết! Ông ta lại lao về phía Vương Nhất. Nhưng Vương Nhất chỉ tùy ý đá một cước. Bịch! Thân thể Hồng Giác Lâm như diều đứt dây, ngã xuống đất. Ông ta nằm trên mặt đất, không ngừng nôn mửa. Lần này, toàn bộ hiện trường là một mảnh yên tĩnh. Khán giả chết lặng. Lần này, họ rốt cuộc cũng tin ẩn chủ là một cao thủ thực sự. Rầm, rầm, rầm. Mà lúc này, Vương Nhất đột nhiên bước về phía Hồng Giác Lâm đang nằm trên mặt đất. Cảnh này khiến tim mọi người đập ra tốc. Cậu ta định làm gì? Hồng Giác Hải trong lòng bất an, đột ngột đứng lên. Lúc này, Vương Nhất đã đến trước mặt Hồng Giác Lâm. Bóng người anh che khuất mặt trời, bóng tối rủ xuống mặt đất. Hồng Giác Lâm lộ vẻ kinh hoàng trong đáy mắt, ông ta cảm nhận được cái chết đang gần kề. Dừng tay! Hồng Giác Hải giận dữ, đạp mạnh chân, từ trong không trung xuất hiện ở võ đài. Tất cả mọi người đều kinh hãi, hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành định làm gì? Người ta chỉ thấy Hồng Giác Hải nhìn chăm chằm vào Vương Nhất, lạnh lùng nói, muốn giết em trai tôi, bước qua xác tôi trước đã. Cao thủ luôn rất nhạy cảm với sát ý. Từ trên người Vương Nhất, ông ta lập tức cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm. Vương Nhất cười tươi, tôi đâu có giết em trai ông, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc ai là người thắng. Ngược lại, Hồng Giác Lâm lại ở gần Hồng Giác Hải nhất, như vậy Hồng Giác Hải mới là người có khả năng giết người nhất. Sắc mặt Hồng Giác Hải đột nhiên thay đổi, ánh mắt càng thêm u ám. Ông ta không ngờ Vương Nhất không chỉ có thể rửa sạch toàn bộ tội danh, mà còn đổ hết tội lên đầu ông ta. Sát khí của Hồng Giác Hải càng trở nên mãnh liệt. Thế nhưng Vương Nhất lại ngày càng bình tĩnh. Hội trưởng Hồng, đổ tội cho người khác không hay lắm đâu, nếu ông còn khăng khăng cho rằng người là do tôi giết, vậy xin hỏi tôi đã giết Hồng Giác Lâm thế nào? Vương Nhất cười nói, giọng điệu mang theo chút diều cợt.
mày. Hồng Giác Hải giận đến mức lồng ngực phập phồng, chỉ ước có thể đập chết Vương Nhất. Nếu biết Vương Nhất đã giết Hồng Giác Lâm thế nào, ông ta đã nói ra từ lâu rồi, nói không chừng là do ông ta làm quá nhiều chuyện xấu nên ông trời không bỏ qua cho ông ta. Vương Nhất híp mắt, nói, ông không phục có thể lên báo thù cho em trai, tôi tiếp ông. Lời nói ngông cuồng hết sức, hoàn toàn không coi Hồng Giác Hải ra gì. Mọi người đều ngẩn ra, anh ta đang khiêu chiến với hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành sao? Sát khí trong mắt Hồng Giác Hải tăng vọt, nhưng ông ta cũng không làm gì được Vương Nhất. Cuối cùng, ông ta không truy cứu trách nhiệm với Vương Nhất nữa. Được lắm, thằng oát con, dù có phải mày giết không, thù này này tao cũng tính lên đầu mày. Hồng Giác Hải lạnh lùng nhìn Vương Nhất, giọng nói lạnh như băng, sau đó ôm thi thể của Hồng Giác Lâm rời đi. Vương Nhất cười chế giễu, người tiếp theo. Người dẫn chương trình đọc tên từng người một nhưng không có thí sinh nào dám lên võ đài đấu với Vương Nhất. Vương Nhất ra tay thế nào họ đều nhìn thấy, ngay cả Hồng Giác Lâm cũng bị đánh thành như vậy, chứ đừng nói gì đến họ. Họ rối rít bỏ quyền thi đấu. Vương Nhất đại diện cho Diệp Thúy Như liên tục thăng mấy hiệp. Cuối cùng, vòng đấu nội bộ nhà họ Diệp, phe Diệp Thúy Như thắng Diệp Ân Thi. Lúc có kết quả, Diệp Ân Thi giận đến phát run, cả mặt co giật. Một lúc sau, xe của nhà tang lễ đến trước cửa, nhân viên đưa thi thể của Hồng Giác Lâm đi hỏa táng. Hồng Giác Hải đi theo suốt chặng đường, nhìn em trai mình bị người ta hại chết, biết rõ hung thủ là ai nhưng không làm gì được, ông ta vô cùng tức giận. Sau khi đại hội Bắc Cảnh kết thúc, phải cho thằng oát kia chết không có chỗ chôn. Hồng Giác Hải gầm lên. Một ông lão tóc trắng đứng một bên, ánh mắt dán chặt vào người đeo mặt nạ trên võ đài. Ông ta cảm thấy bóng lưng, hình thể của anh rất giống một người. Như cảm nhận được gì đó, Vương Nhất cũng nhìn về phía La Văn. Thông qua cái nhìn này, La Văn hoàn toàn chắc chắn. Cả người ông ta như rơi xuống hầm băng. Là cậu ta. Sắc mặt La Văn kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, giống như gặp phải quỷ. Ông đang sợ đấy à? Hồng Giác Hải nhạy bén chú ý đến sự khác thường của La Văn, lên tiếng hỏi. Trong lúc bối rối, ông ta cũng hơi khiếp sợ. La Văn là cao thủ đứng thứ 9 trong Hiệp hội Võ Đạo, vậy mà giờ phút này lại cảm thấy sợ hãi. Nghe vậy, sự hoảng sợ trên mặt La Văn biến mất không còn dấu vết, ông ta cười xòa, không có gì. Hồng Giác Hải vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau khổ mất đi em trai, cả người cực kỳ nóng nảy, thậm chí còn tràn đầy sát khí. Ông ta ghét nhất là bị người khác lừa dối. Bùm! Đột nhiên ông ta ra tay, bóp cổ La Văn, dùng sức nhấc lên. Giọng nói lạnh lẽo, nếu giờ ông không nói, tôi lập tức đưa ông đi đoàn tụ với cháu trai ông. Nhất thời, mặt La Văn tràn đầy hoảng sợ. Ông ta không sợ chết, nhưng hung thủ sát hại La Hữu còn chưa tìm được, sao ông ta có thể chết? Tôi nói. La Văn cố hết sức nặn ra hai tiếng. Khẩn Hồng Giác Hải hừ lạnh, lúc này mới đặt ông ta xuống. La Văn chỉ vào Vương Nhất trên võ đài, nói, hội trưởng, ông nhất định không được đắc tội với cậu tai. Hả, tại sao? Hồng Giác Hải liếc nhìn Vương Nhất, hết sức không vui. Cái người tên, ẩn chủ này đã giết chết em trai ông ta, sao ông ta không thể báo thù? Hội trưởng, nếu ông tìm cậu ta báo thù, vậy toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành sẽ bị tiêu diệt. Vẻ mặt La Văn vô cùng kiên định, ngữ khí nặng nề, không giống như nói đùa. Sắc mặt Hồng Giác Hải càng thêm thâm trầm, ông ta gào lên, đủ rồi. Ông ta dùng ánh mắt u ám nhìn La Văn, những lời này, đừng để tôi nghe được lần nào nữa, nó giết em trai tôi sẽ không bỏ qua cho nó, đơn giản vậy thôi. Hội trưởng, cút, Hồng Giác Hải gầm lên rồi rời đi. Ánh mắt La Văn trở nên phức tạp, ông ta ở đó thở dài. Ông ta đã nhiều lần muốn tiết lộ danh tính thực của ấn chủ nhưng hội trưởng không cho ông ta cơ hội. Hội trưởng đã bị sự thù hận làm cho mở mắt. Đã bao nhiêu lần, ông ta biết tin đứa cháu trai duy nhất của mình, La Hữu, bị người ta sát hại một cách vô cùng tàn nhẫn, ông ta cũng tức giận như Hồng Giác Hải. Nhưng, kể từ sau trận quyết chiến với người thanh niên đó, ông ta biết kẻ giết cháu mình chắc không phải cậu ta. Cuối cùng ông ta cũng không bị thù hận che mờ mắt. La Văn có dự cảm rằng hành động của hội trưởng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo. Ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Bắc Cảnh cứ thế kết thúc, những gia tộc được vào vòng trong bao gồm Tứ Đại Vương tộc Yên Đô, nhà họ Lương, nhà họ Kim, Tứ Đại Hào Môn Giang Thành. Ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết.
giờ này ngày mai chính là lúc chọn ra thủ hộ Bắc Cảnh mới. Khán giả lục tục rời khỏi khán đài. Nhưng họ vẫn tiếp tục thảo luận về các trận đấu. Trong đó, trận đấu giữa Ẩn Chủ và Hồng Giác Lâm là đặc sắc nhất. Mọi người cũng đã ghi nhớ người có cái tên Ẩn Chủ. Lấy tên là Ẩn Chủ, thực lực của anh đúng là rất mạnh mẽ, có thể nói chính là con ngựa đen mạnh nhất. Nhưng, một số nhà tư bản vẫn không lạc quan về việc Ẩn Chủ sẽ giành được giải nhất. Các cao thủ của tứ đại vương tộc Yến Đô còn chưa có ai ra tay mài người trong vương tộc vừa lên đài, chỉ cần đứng trên đó là đối phương lập tức nhận thua. Không phải là bị ai thao túng mà là danh tiếng của vương tộc Yến Đô quá vang dội. Ai đứng trên đó cũng đều phải run sợ. Cái chưa biết thường tạo ra cho người ta trí tưởng tượng vô tận. Dù Ẩn Chủ có mạnh đến đâu, anh ta cũng không phải đối thủ của vương tộc Yến Đô. Màn đêm buông xuống, Vương Nhất rời khỏi nhà thi đấu, thay quần áo dự thi, tháo mặt nạ, giao lại Diệp Thúy Như bảo quản, sau đó đến gặp Lý Khinh Hồng. Sao anh đến trễ thế? Anh bỏ lỡ đại hội Bắc Cảnh rồi. Lý Khinh Hồng nói với Vương Nhất. Đúng vậy, anh rể, anh bỏ lỡ nhiều cảnh hay ho rồi đói. Lý Tuyết Nhi đứng bên cạnh hét lên, cái người tên Ẩn Chủ kia giỏi lắm, ngay cả người đứng thứ hai của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành cũng không phải đối thủ của anh ta, nhưng đúng là ông ta đáng chết. Đúng vậy, ông ta đánh gấy một ai của Diệp Kình Hiên, thật quá đáng. Lý Mộng Đình cũng ở một bên phụ họa. Thấy mọi người thảo luận sôi nổi như vậy, Vương Nhất cũng khẽ mỉm cười. Nói với Lý Khinh Hồng, vấn đề của công ty đã được giải quyết. Vậy tốt rồi. Lý Khinh Hồng mỉm cười, đang định nói gì đó thì ánh mắt chợt thay đổi, cô ta nhích lại gần Vương Nhất. Nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Vương Nhất. Trên tay anh có một vết máu. Máu từ đâu ra vậy? Không phải anh đi xử lý chuyện công ty sao? Sao lại có máu? Ánh mắt Lý Khinh Hồng thay đổi. Mặt Vương Nhất cũng hơi biến sắc. Máu trên tay không phải của anh. Chắc là máu trên mặt Hồng Giác Lâm dính vào, anh chưa kịp lau đi. Vương Nhất mỉm cười, không phải máu, là mực đỏ. Nói xong anh đi rửa tay. Vậy sao? Lý Khinh Hồng không nói gì thêm. Nụ cười trên mặt cũng biến mất, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Sao vậy? Vương Nhất cố tỏ ra bình thường hỏi. Anh biết Lý Khinh Hồng nhất định đã nghi ngờ. Lý Khinh Hồng lắc đầu, không có gì, chỉ là em không thích mấy chuyện chém chém giết giết như này. Nói là đề cao võ đạo, chọn ra người bảo vệ Bắc Cảnh, nhưng em thấy tất cả đều là ý muốn giết người. Vương Nhất không nói gì, im lặng theo. Có lẽ trong mắt người khác, chuyện này quá bình thường. Nhưng trong mắt Lý Khinh Hồng thì rất tàn khốc, thậm chí là hành vi phi nhân tính. Cô ta quá lương thiện, quá hiền lành, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị thương. Ngay cả khi người bị thương là đối thủ, cô A cũng không vui. Lúc này, một nhóm người đi về phía này. Là Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều. Khinh Hồng, ngày mai con có tới xem trận chung kết của ba không? Lý Thế Nhân liếc nhìn Vương Nhất trước, sau đó mới mỉm cười với Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng có vẻ hơi mệt. Ngày mai con không đi, có việc ở công ty. Vương Nhất gật đầu, đúng vậy, ngày mai con cũng không đi. Hả, anh chị đều không đi à? Vậy có mình em, chán chết đi được. Lý Tuyết Nhi ai oán nói. Lý Khinh Hồng nhìn Lý Mộng Đình. Mai Mộng Đình đi với em. Lý Thế Nhân nghe vậy cũng gật đầu rồi rời đi. Vương Nhất tìm một nhà hàng, cả đám tới đó ăn tối rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Khương Nhã Mi cũng ở đó, ăn xong thì cùng đám Vương Nhất rời đi. Tối đến trời mưa nhỏ, cả Giang Thành nhuộm một màu xám xít. Trên con đường chính nhộn nhịp, người qua đường cầm ô vội vã đi lại. Khương Nhã Mi cũng cầm ô, chuẩn bị băng qua đường. Một người đàn ông cao lớn đi ngang qua cô ta, hai người lướt qua nhau. Người đàn ông cầm dù tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Khương Nhã Mi dừng lại, ngơ ngác đứng giữa đường. Chiếc ô trong tay đã sớm không cánh mà bay. Khương Nhã Mi cứng ngắc xoay người lại, đồng tử mở to, nhìn về phía sau. Nhưng người đàn ông đã sớm biến mất giữa biển người. Bíp bíp bíp. Đột nhiên, tiếng còi inh tai nhức óc đưa Khương Nhã Mi về hiện thực. Vương Nhất đã chạy xe đến bên đường, gọi cô ta. Cẩn thận xeo. Khương Nhã Mi quay đầu lại nhìn. Âm ầm mi một chiếc xe thể thao phóng nhanh trên đường, lao về phía Khương Nhã Mi. Cẩn thận. AI. Xung quanh là tiếng la hét chói tai của người qua đường. Một số cô gái còn tái cả mặt vì sợ hãi. Người lái chiếc xe thể thao hình như đã uống rượu,
nên lúc đầu không nhìn thấy Khương Nhã Mi đứng giữa đường. Đến khi anh ta nhìn thấy thì đã muộn két. Anh ta đạp mạnh chân ga, nhưng chiếc xe vẫn lao về phía Khương Nhã Mi, không phanh lại được. Lý Khinh Hồng sợ đến tái mặt, nhưng Khương Nhã Mi không hề sợ hãi, lập tức nhảy lên cao. Lúc này chiếc xe thể thao đã lao vút tới. Khương Nhã Mi nhảy lên giữa không trung, hai tay chống lên mui xe. Dâm! Nắp đầu xe bị Khương Nhã Mi làm cho lõm xuống. Khương Nhã Mi yên lặng hồi lâu, sau đó nhìn Vương Nhất nói, tôi nhìn thấy Tiêu Minh. M.U. Khương Nhã Mi nói xong, Vương Nhất cũng ngẩn người. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng cũng hơi thay đổi. Sống cùng Vương Nhất lâu như vậy, cô ta cũng biết Vương Nhất có một người anh trai bị mất tích. Anh quay về thành phố một phần cũng là vì muốn tìm anh trai. Cô chắc chắn là anh ấy. Ánh mắt Vương Nhất trở nên sắc bén, anh nhìn Khương Nhã Mi hỏi. Khương Nhã Mi nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, tuy rằng đã lâu không gặp nhưng tôi vĩnh viễn không quên dáng vẻ của anh ấy. Bởi vì quá kích động mà giọng nói của Khương Nhã Mi cũng run run. Vương Nhất im lặng hồi lâu, vẫn không dám tin. Có thể là người giống người thì sao? Khương Nhã Mi tiếp tục lắc đầu, không phải, còn có một mùi quen thuộc trên người anh ấy. Vương Nhất hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Lý Khinh Hồng. Em về trước đi. Lý Khinh Hồng bế Vương Tử Lam đi trước. Đi thôi. Vương Nhất và Khương Nhã Mi cùng nhau đi về phía bên kia đường. Chia nhau ra tìm đi. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu không có kết quả, Vương Nhất nói với Khương Nhã Mi. Ừ. Khương Nhã Mi chạy suốt theo con đường kéo dài. Cô ta, Vương Nhất, Tiêu Minh là những người mạnh nhất trong ẩn vu. Cho dù là theo dõi hay chống bị theo dõi đều đạt đến mức xuất thần nhập quỷ, muốn tìm thấy cũng không dễ. Nhưng Khương Nhã Mi vẫn tìm kiếm không biết mệt mỏi. Thời gian từng phút trôi qua. Khương Nhã Mi cũng dần bỏ cuộc. Cô ta khuỵu gối xuống, thở hồng hộc. Nhưng nghĩ đến người mà mình đã nhớ nhung suốt 3 năm qua, bản thân không chẳng khác gì chúng tình cổ, Khương Nhã Mi không cam lòng. Chờ cũng đã 3 năm, còn sợ đoạn thời gian ngắn như vậy sao? Khương Nhã Mi khẽ cắn răng, định tiếp tục tìm. Vẻ on đèn pha ô tô chói mắt chiếu tới, Khương Nhã Mi không khỏi dùng tay che mắt. Một chiếc xe thể thao cỡ lớn màu đỏ dừng lại trước mặt cô ta. Người đàn ông cầm vô lăng, bình tĩnh nhìn cô ta. Trong khoảnh khắc này, mắt Khương Nhã Mi mở lớn. Tiêu, Minh, thời gian cứ như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Khương Nhã Mi ngơ ngác nhìn người đàn ông trong chiếc xe thể thao, vẻ mặt khó tin. Tiêu Minh, là anh sao? Khương Nhã Mi kích động chạy xung quanh chiếc xe kia, cô ta ra sức đập cửa sổ, ý bảo anh ta hạ cửa sổ xuống. 3 năm, cô ta đã tìm anh ta 3 năm, nên có rất nhiều điều muốn nói với anh ta. Nhưng Tiêu Minh chẳng buồn liếc nhìn cô a, vẻ mặt anh ta vẫn thờ ơ như cũ. Cạch, bỗng nhiên, cửa sau xe mở, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài theo phong cách Gothic Loli màu tím bước xuống. Xin hỏi cô đang tìm ai? Cô gái kia không phải là người nước Hát, cô a tóc vàng mắt xanh và nước da trắng sáng của người phương Tây. Màu tím đại diện cho sự bí ẩn. Cả người cô gái này đều mặc màu tím. Chiếc váy dài Gothic Loli rườm rà màu tím, găng tay quý tộc cũng màu tím, bây giờ đang mưa nhỏ nên chiếc ô cô ta cầm chắc chắn cũng là màu tím nhạt. Cả người cô a từ trong ra ngoài đều tràn ngập hơi thở cung đình cao quý. Cô là ai? Khương Nhã Mi lùi 2 bước về phía sau. Cô ta nhìn người phụ nữ công đình phương Tây kia với ánh mắt đầy cảnh giác. Vì cô ta cảm thấy hơi thở rất nguy hiểm từ người phụ nữ này. Cứ như cô ta đang phải đối diện với một mỹ nữ rắn rết ác độc. Cô gái mặc đồ Âu ngẩn người, sau đó cười khanh khách, người nước Hát mấy cô thật kỳ lạ, rõ ràng cô gõ cửa xe chúng tôi, giờ lại hỏi chúng tôi là ai. Tuy là người phương Tây, nhưng cô ta nói tiếng nước Hát rất lưu loát, thậm chí câu chữ còn rõ ràng hơn nhiều người bản địa nước Y Nam. Khương Nhã Mi không nói gì, chỉ nhìn cô A với ánh mắt lạnh lùng. Vậy được rồi, tôi sẽ phá lệ nói tên cho cô. Người phụ nữ mặc đồ Âu đánh son đỏ rực như lửa, cả người toát lên vẻ quyến rũ, cô gọi tôi là Tử La Lan là được, hoặc cũng có thể gọi tôi là Phu Nhân. Tử La Lan, Phu Nhân. Khương Nhã Mi cau mày, ánh mắt chợt dừng lại trên người La Tử Lan mặc bộ Gothic màu tím. Trên chiếc váy thêu những đóa hoa Tử La Lan, trông vô cùng diễm lệ. Tử La Lan cười quyến rũ, cô ta lặng lẽ giơ một ngón tay nâng cằm Khương Nhã Mi. Tôi biết cô là vị hôn thê chưa qua cửa của Tiêu Minh đúng không? Trông dáng dấp cũng rất xinh đẹp.
Khương Nhã Mi như thấy kẻ địch mạnh, bỗng nhiên cô ta nhấc chân, đá về phía Tử La Lan. Cuối cùng Tử La Lan vẫn thu tay về, nhưng cô ta cũng tiện thể nghiêng đầu, tránh cú đá của Khương Nhã Mi đá đánh. Ánh mắt Khương Nhã Mi càng lạnh lùng hơn, trong mắt cô ta sinh ra sát ý điên cuồng. Cô có quan hệ gì với anh ta? Mau trả lời tôi. Khương Nhã Mi nhìn Tiêu Minh ngồi trong xe tỏ vẻ thờ ơ như đang thấy một người lạ, hai mắt cô ta đỏ ngầu. Cô nói anh ta sao, anh ta là trai bao của tôi. Tử La Lan cười quyến rũ, như để chứng minh với Khương Nhã Mi, cô ta đi giày cao gót, bước thướt tha đến bên Tiêu Minh. Cửa sổ xe hạ xuống, Tử La Lan khẽ hôn lên mặt Tiêu Minh. Cảnh này như phóng to vô số lần trước mắt Khương Nhã Mi, trong nháy mắt sắc mặt cô ta trắng bệch. Tử La Lan lại đi đến cạnh Khương Nhã Mi, cười ẩn ý, bây giờ cô tin chưa? Cả người Khương Nhã Mi run rẩy, môi cô a tím tái, nhìn Tiêu Minh với ánh mắt khó tin. Cô ta không ngờ, sau 3 năm gặp lại, thế mà kết quả lại như thế này. Cô thật đáng chết. Ánh mắt Khương Nhã Mi bỗng tràn ngập thù hận, khí thế trên người cô ta tăng vọt. Ý định giết chóc trên người bốc lên ngùn ngụt. Nhưng Tử La Lan lại chẳng biết sợ, thậm chí khóe miệng cô ta còn cong lên. Nhìn Khương Nhã Mi cười nhạo. Chết, phải nói trước xem cô có khả năng giết tôi hay không đã. Kể cả có thì cô dám sao? Giết tôi, cô cũng mất hết manh mối tìm hiểu xem rốt cuộc 3 năm nay Tiêu Minh đã gặp phải chuyện gì. Ý cười trên mặt Tử La Lan càng thêm mỉa mai, cô ta ưỡn ngực. Đến đây đi, ra tay giết tôi đi. Sắc mặt Khương Nhã Mi hơi thay đổi, cô a giấy giụa rồi cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Trên mặt cô ta tràn đầy tức giận và nhục nhã. Bây giờ cô ta và Tiêu Minh trở thành người lạ chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ kia. Nhưng cô ta lại chẳng thể vạch trần cô ta mà trái lại còn bị dắt mũi. Bốp! Bỗng nhiên, tiếng tát vang dội vang lên. Tử La Lan tát thật mạnh lên mặt Khương Nhã Mi. Cô ta tát mạnh đến mức khiến cho Khương Nhã Mi ngã xuống đất, khóe miệng cũng xuất hiện vết máu đỏ thẫm. Ánh mắt Tử La Lan lạnh lùng, nhìn cô ta từ trên cao xuống, cô biết không? Ngay từ đầu rõ ràng cô là một kẻ thất bại, người đàn ông mà cô coi là vật báu lại làm trai bao cho tôi, anh ta đã quên cô rồi, hiểu chưa? Dầm. Những lời này như sét đánh giữa trời quang, con người Khương Nhã Mi trừng to, đầu óc cô ta trống rỗng, chỉ còn lại một câu nói kia. Anh ta đã quên cô rồi. Anh ta đã quên cô rồi. Anh ta đã quên cô rồi. Không, tôi không tin, cô để tôi nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Khương Nhã Mi quỳ xuống đất, ôm đầu nói. Vẻ mặt Tử La Lan lạnh lùng, cô ta đạp mạnh lên người Khương Nhã Mi. Cô không nói chuyện với anh ta, nếu anh ta vẫn nhớ rõ cô thì thấy cô bị tôi đánh như vậy, anh ta đã xuống xe, nhưng sao anh ta vẫn còn ngồi trên xe vậy? Tử La Lan hơi dừng lại, rồi nói tiếp, nói cho cô biết, 3 năm trước anh ta vẫn chưa chết, chính tôi đã cứu sống anh ta, nay giờ anh ta ngoan ngoãn phục tùng tôi. Cô có tin kể cả tôi sai anh ta giết cô, anh ta cũng đồng ý không hề do dự hay không? Những lời này cũng tiết lộ một vài thông tin, cô là người của Võng Lượng. Không ngờ, Tử La Lan lại cười lớn thừa nhận, đúng vậy, tôi là người của Võng Lượng, kể cả, rơi, các cô đang tìm cũng là thuộc hạ của tôi. Tôi đã giám sát tất cả mọi hành vi của các người, các cô đã bị bao vây. Nói xong, Khương Nhã Mi lại trở nên bình tĩnh. Rốt cuộc mục đích của các người là gì? Khương Nhã Mi hạ giọng hỏi. Sao Tử La Lan lại nói thông tin này cho cô? Không cần đoán, tất cả mọi chuyện, trừ khi tôi chủ động nói cho cô, nếu không cô cũng chẳng đoán được đâu. Khương Nhã Mi im lặng một lát, rồi bỗng ngẩng đầu hỏi, cô cố tình dẫn theo Tiêu Minh xuất hiện trước mặt tôi, đúng không? Nếu không tôi cũng không tìm thấy các người. Vẻ mặt Tử La Lan nở nụ cười đầy ẩn ý, thông minh, trên thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như thế, đúng là tôi dẫn theo Tiêu Minh. Đến tìm cô. Mục đích của các người là gì? Khương Nhã Mi nhìn cô ta đầy cảnh giác, hỏi, cứ cho là vậy đi, thế cô tìm tôi làm gì? Vẻ mặt Tử La Lan trở nên lạnh lẽo, sau đó cô ta thả lỏng. Cái này thì tôi có thể nói cho cô biết, tôi đến giúp cô nối lại duyên phận kiếp trước. Tử La Lan nhìn Khương Nhã Mi, cười lớn rồi nói. Nối lại duyên phận kiếp trước? Khương Nhã Mi nói với vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Tử La Lan cười nói, cô tìm Tiêu Minh lâu như thế nhưng anh ta lại quên cô, vậy quá tàn nhẫn với cô, thế nên tôi quyết định giúp đỡ cô. Chỉ cần cô tham gia vào chúng tôi đảm bảo, cô và Tiêu Minh sẽ ở bên nhau vĩnh viễn. Nghe thế, Khương Nhã Mi lập tức từ chối,
tôi chắc chắn sẽ không tham gia với các người. Nghe thấy lời từ chối của Khương Nhã Mi, Tử La Lan chỉ cười, cũng không bất ngờ. Bây giờ cô từ chối, nhưng sau này thì chưa chắc. Tử La Lan mỉm cười ẩn ý, sau đó định quay về xe. Khương Nhã Mi ngăn cô ta lại, cô nói tham gia là có ý gì? Tử La Lan cười như nghe thấy câu chuyện cười nào đó, chỉ Tiêu Minh, giống như người trong lòng cô ấy. Ngay lập tức, trên mặt Khương Nhã Mi ngập tràn lửa giận, tôi sẽ không để cho các cô thực hiện được đâu, tôi sẽ cứu Tiêu Minh Hồ. Khương Nhã Mi nói như gào lên giận dữ. Tử La Lan không nhịn được, bật cười, nếu Vương Nhất nói thì tôi còn hơi sợ, chứ còn cô thì. Tử La Lan không nói thêm, nhưng ai cũng biết cô ta có ý gì. Cô liếc nhìn bầu trời xám xịt, trời mưa to, tôi phải về thôi. Nói xong, cô ta mở cửa xe, ngồi xuống. Chờ chút, lái xe. Khương Nhã Mi đang định hỏi gì đó, nhưng Tử La Lan chỉ thản nhiên ngắt lời. Tiêu Minh nhận vị trí tài xế, đạp ga, lái xe đi. Khương Nhã Mi đứng đờ đẫn ở đó một lúc lâu. Nước mưa khiến cho đầu tóc, quần áo cô a ướt sũng, nhưng cô ta cứ như chẳng cảm nhận được điều gì, chỉ đứng sừng sững như một pho tượng điêu khắc. Cuối cùng cuộc gọi của Vương Nhất khiến cô ta tỉnh táo lại. Tôi không phát hiện ra bất cứ manh mối nào, bên phía cô thì sao? Khương Nhã Mi kể chuyện mình vừa gặp Tiêu Minh. Giọng điệu Vương Nhất có vẻ nghiêm trọng. Có vẻ đúng như tôi nghĩ, quả nhiên anh ta đã trở thành kẻ địch. Đầu bên kia, Khương Nhã Mi im lặng một lúc lâu không nói gì. Vương Nhất cũng không nói gì thêm, tình cảnh như bây giờ, người đau lòng nhất có lẽ là Khương Nhã Mi. Nhã Mi, nếu đã là kẻ địch, vậy chắc cô biết phải làm thế nào, đúng không? Giọng nói Vương Nhất trầm thấp, nghiêm túc nhắc nhở cô. Giọng điệu Khương Nhã Mi trở về bình thường, hiểu rồi, tôi sẽ không nương tay. Vậy là tốt rồi. Bên ngoài Vương Nhất nói như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn thầm để ý. Khương Nhã Mi tìm Tiêu Minh 3 năm, anh cũng tìm Tiêu Minh 3 năm. Cuối cùng họ lại trở mặt thành thù. Điều này kể cả là ai cũng không thể chấp nhận được. Họ cũng là người, cũng sẽ bị tình cảm gây ảnh hưởng. Nếu gặp lại, liệu Khương Nhã Mi thật sự ra tay được không? Nhưng dù thế nào anh cũng không thể nói như vậy, Vương Nhất cũng không biết tương lai sẽ dế sang con đường nào. Vương Nhất, ở đâu bên kia, bỗng nhiên Khương Nhã Mi lên tiếng. Sau này chúng ta sẽ biến thành như vậy sao? Giọng điệu Khương Nhã Mi tỏ ra chán nản không nói thành lời. Sắc mặt Vương Nhất hơi thay đổi, bỗng nhiên anh nhớ ra, cô ta khác anh. Anh có gia đình, có con cái, cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Còn Khương Nhã Mi chẳng có điều gì. Cô ta là trẻ mồ côi, đến giờ vẫn không biết cha mẹ mình là ai. Vương Nhất và Tiêu Minh khá thân thiết với nhau, hai người thường hay trò chuyện. Bây giờ Tiêu Minh đi rồi, chỉ còn một mình Vương Nhất. Khương Nhã Mi vô cùng lo được lo mất. Vương Nhất im lặng một lúc rồi cười nói, không đâu, chúng ta sẽ không thay đổi như thế đâu. Tôi là người thân của cô. Cảm ơn. Sau khi nghe được câu trả lời đó, giọng điệu Khương Nhã Mi trở nên bình tĩnh hơn, cô ta cũng cảm thấy yên lòng. Đợi khi quay về Lý Khinh Hồng đã ôm Vương Tử Lam ngủ rồi. Vương Nhất khẽ mỉm cười, đắp chăn cho hai mẹ con rồi cũng nằm xuống. Anh nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Lý Khinh Hồng thay một bộ quần áo công sở, chuẩn bị đi thị sát chi nhánh công ty ở Giang Thành. Ngày hôm qua, cô ta đã nói rõ rằng mình sẽ không đi xem trận chung kết của Đại hội Bắc Cảnh. Nhưng Vương Tử Lam thích náo nhiệt. Thế nên Lý Khinh Hồng giao cho gái cho Lý Tuyết Nhi chăm sóc. Anh muốn đi cùng em đến tập đoàn Lệ Tinh không? Lý Khinh Hồng nhìn về phía Vương Nhất, hỏi. Vương Nhất lắc đầu, anh đến tập đoàn Cự Phong. Được. Vương Nhất lái xe đi, Lý Khinh Hồng đứng đó một lúc lâu, hơi chần chừ sau đó cũng lên xe. Tuy nhiên cô ta không đến tập đoàn Lệ Tinh mà tới sân vận động Giang Thành. Cô ta nghi ngờ, có thể Vương Nhất đã giấu cô ta, lén tham gia Đại hội Bắc Cảnh. Hôm nay sân vận động Giang Thành còn náo nhiệt hơn hôm qua. Tiếng hò reo cao ngất như núi. Sau khi Võ Si và Mục Lang ngồi xuống, trận chung kết của Đại hội Bắc Cảnh cũng chính thức bắt đầu. Ở phía Diệp Thị, Diệp Thúy Như và Diệp Ân Thi cũng ngồi xuống vị trí của mình. Nhìn vẻ mặt như đang tức hộc máu của Diệp Ân Thị, thì trông Diệp Thúy Như có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Thúy Như lão vọng câu cá, cô ta hiểu rõ thực lực của Vương Nhất. Kể cả Vương tộc ở Yên Kinh cũng không phải đối thủ của anh ta. Đúng lúc này, Diệp Ân Thi thấy ở phía Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành,
vẻ mặt Hồng Giác Hải đen kịt, ông ta đang vây tay ra hiệu cho cô ta đến đó. Diệp Ân Thi nhíu mày, cô ta là đại tiểu thư của vương tộc Diệp Thị, không biết ông ta tự đến đây có được phép gặp cô ta không mà lại dám bắt cô ta đến đó. Tuy nhiên, Diệp Ân Thi vân tự đến chỗ Hồng Giác Hải, hỏi, có việc gì vậy, hội trưởng Hồng? Ngày hôm qua Hồng Giác Lâm không chỉ thua, mà còn chết trên đài thi đấu, điều này khiến cho Diệp Ân Thi đại diện xuất chiến cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giọng điệu bình thản của cô ta khiến cho Hồng Giác Hải, người vừa trải qua nỗi đau em trai qua đời cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Em trai tôi chết trận vì cô không chỉ không thương tiếc mà còn thờ ơ vậy sao? Lúc này Hồng Giác Hải mới cảm nhận được dốc sức vì vương tộc Yên Kinh là chuyện đáng sợ đến mức nào. Đúng là như lột da báo. Nhưng bây giờ ông ta có mục đích khác, đành phải hợp tác với Diệp Ân Thi. Ông ta nói với Diệp Ân Thi, cô Diệp, ẩn chủ kia đã giết chết em trai tôi phải báo mốt thù này, nhưng tôi là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo, không dễ dàng xuất chiến, chỉ có thể mượn danh nghĩa Diệp Thị của cô, sắp xếp để chiến đấu với tên, ẩn chủ, đó. Diệp Ân Thi không thèm suy nghĩ đã nhận lời, sau khi quay về lại mỉm cười đầy ẩn ý. Cô ta đang lo không biết nên hạ bệ Diệp. Thúy Như, để chuyển bại thành thắng như thế nào thì bỗng nhiên Hồng Giác Hải lại tự đưa mình đến cửa. Diệp Thúy Như cô chờ xem, tôi không tin tên, ấn chủ, đó, là đối thủ của Hồng Giác Hải. Trên gương mặt Diệp Ân Thi hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Mời tuyển thủ tham dự trận chung kết bước vào sảnh chờ. Người chủ trì nói xong, tất cả mọi người đến xem đều đi tới nơi diễn ra trận chung kết. Ở đây, Vương Nhất có thể thấy các cao thủ đại diện cho các gia tộc. Còn có Lý Thế Nhân. Trận chung kết không giống với đấu vòng loại, có nhiều tuyển thủ nên cần nhiều đài thi đấu. Trận chung kết chỉ có một đài thi đấu, được tổ chức thay phiên nhau. Cũng không biết có ảo giác hay không, nhưng Vương Nhất cảm thấy từ khi anh bước vào sảnh chờ, ánh mắt của hầu hết mọi người đều nhìn về phía mình, đại bộ phận người tâm mắt đều sẽ nhìn qua. Cũng chẳng trách, vòng đấu loại hôm qua chỉ có trận đấu của anh và Hồng Giác Lâm gây chấn động nhất, nên hầu hết mọi người đều kiêng dè anh. Lý Thế Nhân cũng thản nhiên liếc nhìn anh, nhưng nhanh chóng rời tâm mắt. Trận chung kết nhanh chóng bắt đầu, Vương Nhất đánh giá tình hình trên đài thi đấu. Nhưng anh vừa liếc một cái đã cảm thấy mất hứng. Hôm nay, cao thủ của vương tộc tại Yên Kinh đều đã đến, nhưng Vương Nhất thấy cũng chỉ có vậy. Vòng tiếp theo, ấn chủ, đánh với đại diện Diệp Thị, Hồng Giác Hải. Người chủ trì tuyên bố. Xì sao? Anh ta vừa nói xong, tất cả người xem trong sân vận động đều trợn mắt há mồm, vẻ mặt vô cùng khó tin. Người ở Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành mở trừng mắt nhìn. Hội trưởng của họ, tự mình lên sân đấu. Đừng nói họ, mà ngay cả Vương Nhất, cũng hơi kinh ngạc, sau khi lên đài, anh ngạc nhiên nhìn Hồng Giác Hải. Hội trưởng Võ Đạo Giang Thành tự mình xuất chiêu sao? Diệp Thúy như nhớ ra điều gì đó, cô ta chợt nhìn về phía Diệp Ân Thi. Là cô sao? Diệp Ân Thi cười lớn, đúng thế, là tôi, Diệp Thúy Như, tôi sẽ không để cô thành công đâu. Ánh mắt Diệp Thúy Như tối tăm, không nói gì. Chẳng ai nhận ra, ở một góc sân vận động, Lý Khinh Hồng đang lo lắng nhìn Vương Nhất. Sao hội trưởng Hồng lại xuất chiến, lại còn cố ý đánh với ẩn chủ, chẳng lẽ ông ta thật sự định báo thù hay sao? Tuy ẩn chủ rất mạnh, nhưng Hồng Giác Hải là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, anh ta có thể đánh lại được ông ta không? Trận đấu này rất gay cấn. Dầm. Mọi người đều đang ngạc nhiên bàn luận sôi nổi thì một bóng người nhảy từ trên trời xuống, dừng trên đài thi đấu. Nền nham thạch trên đài thi đấu cũng xuất hiện vết nứt. Hồng Giác Hải mang theo sát khí ngùng ngụt xuất hiện trên đài thi đấu, ông ta nhìn lướt qua mọi người với ánh mắt dữ như hổ rồi gầm lên. Mọi người, tôi là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo, đáng lẽ không thể tham dự cuộc thi, nhưng em trai ruột của tôi bị người ta ám hại. Vừa hay bên phía Diệp Ân Thi của cô Diệp còn trống một vị trí nên tôi vào thay. Nợ máu, phải trả bằng máu. Giọng nói Hồng Giác Hải ngập tràn ý muốn giết chóc, nó vang vọng quanh quẩn khắp sân vận động. Sau khi nghe xong, sắc mặt của tất cả mọi người tại đó đều thay đổi. Quả nhiên, hội trưởng Hồng đến báo thù cho em trai mình. Làm sao bây giờ, hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo tự mình ra tay, đúng là vô liêm sỉ. Không biết ẩn chủ có đánh lại ông ta được không? Vẻ mặt của Lý Tuyết Nhi và Lý Mộng Đình đều vô cùng lo lắng. Mọi người đều chăm chú nhìn tình hình trong sân. Nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ẩn chủ không phải là đối thủ của Hồng Giác Hải. Nhưng Vương Nhất lại cười nhạt, mỉa mai,
hai anh em các ông đúng là tính nết giống hệt nhau, ông nghĩ chỉ như thế đã báo thù được cho em trai vô dụng của mình sao? Láo xược! Thấy Vương Nhất không chỉ không sợ, mà còn sỉ nhục cái chết của Hồng Giác Lâm, trong lòng Hồng Giác Hải cảm thấy cơn tức giận lớn như bão táp. Ông ta hét lên, chưa đợi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu đã lao về phía Vương Nhất. Ngay lập tức, sắc mặt của tất cả cao thủ đều hơi thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Vì ngay lúc này, hơi thở bùng nổ khiến họ cảm thấy hơi nguy hiểm. Thù hận khiến cho người ta mạnh lên, bây giờ Hồng Giác Hải có thể còn mạnh hơn lúc trước. Dầm! Hồng Giác Hải vừa bắt đầu đã thể hiện áp lực không gì sánh bằng. Ông ta đánh một quyền chứa kình khí rất mạnh, khiến người xung quanh đều cảm thán đầy ngạc nhiên. Ở đây có rất nhiều hiệp hội võ đạo đến từ các thành phố khác nhau, thậm chí hội trưởng của họ cũng đích thân đến. Nhưng kể cả vậy, lúc này Hồng Giác Hải thể hiện thực lực mạnh mẽ khiến họ cũng cảm thấy sợ hãi. Trước kia Hiệp hội Võ đạo Giang Thành là tổng hội của khu vực thành phố Euro, nên sức mạnh của hội trưởng nơi này còn cao hơn người khác một bậc. Mọi người lại nhìn về phía Vương Nhất, sức mạnh của Hồng Giác Lâm không thể sánh bằng Hồng Giác Hải, anh ta có thể chống đỡ được không? Ấn chủ cố lên! Lý Tuyết Nhi không nhìn được đứng dậy cổ vũ cho Vương Nhất. Ấn chủ cố lên! Euro ó người dẫn đầu, tất cả những người ở đây cũng hét lên cổ vũ. Ấn tượng của mọi người với ẩn chủ đã từ phản đối chuyển thành cổ vũ. Nghe thấy tiếng cổ vũ vang lên xung quanh, Hồng Giác Hải nở nụ cười đầy châm biếm. Xem ra, họ đều mong anh chiến thắng. Nhưng, rất tiếc, hôm nay anh chắc chắn sẽ phải chết tại đây. Hồng Giác Hải cười giữ tợn nói, nắm đấm của ông ta cách Vương Nhất càng ngày càng gần. Tuy quyền pháp mạnh mẽ đến vậy nhưng Vương Nhất cứ như không nhìn thấy, thậm chí anh còn cười mỉa mai. Anh hơi nghiêng đầu tránh được quyền mạnh mẽ kia của Hồng Giác Hải. Cái gì? Thế mà anh ta lại tránh được sao? Tôi không hoa mắt đúng không? Khi thấy cảnh này, rất nhiều người đều cảm thấy giật mình khó tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.